Linh Chu, Phong Phi Vân. Tập 9. Tôn Gia Gia, Gia Gia. Quý tiểu nô từ rất xa nhìn dáng vẻ bi thương của Tôn lão đầu, trong đôi mắt kìm lòng không đậu rơi xuống những giọt nước mắt mà kêu lên xé ruột xé gan. Kỷ Phong Lãnh, ngươi là kẻ dậu đổ bìm leo, không chết tử tế được. Nhà đầu kia mặc dù bị nhốt trong lồng sắt, nhưng mà không để ý nỗi đau đớn từ những sợi xích sắt trên người, cứ thế lớn tiếng quát. Nhà đầu. Tôn lão đầu quay ánh mắt lại đây nhìn Quý gia tỉ muội. Một người bị quấn giữa mớ xích sắt, đầy người đều là xích sắt. Một người bị phong bế không thể nhúc nhích trong tầng băng. Đôi mắt già nua của lão càng tỏ ra u ám như muốn rơi lệ, nhưng mà không cách nào rơi ra được một giọt nước mắt. Gia gia, không thể lại bảo vệ các ngươi. Âm thanh có hơi nức nở. Tôn lão đầu kín đáo hướng về Quý Tâm Nô mà nhìn một lần cuối cùng. Cái liếc mắt nhìn lướt qua này rất nhiều người đều không hề phát hiện ra được, nhưng mà Phong Phi Vân lại chú ý tới. Một người sắp chết nhìn lại vãn bối của mình, cái này tự nhiên là chuyện không có gì đáng trách. Nhưng mà vì sao lão không nhìn Quý Tiểu Nô, mà là nhìn Quý Tâm Nô? Chẳng lẽ mộ phủ tầm bảo lục ở trên người Quý Tâm Nô? Trong lòng Phong Phi Vân khẽ động, mộ phủ tầm bảo lục chính là thần điển tuyệt đỉnh, ai có thể không động tâm? Ngươi đã không biết tốt xấu như thế, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường. Kỷ Phong Lãnh nện một quyền mãnh liệt vào trên mộ bia cao hơn 30 thước, khiến cho mộ bia vốn là sắp sửa vỡ vụn bị đánh cho chia 5 x 7. Bức hình ông lão trên mộ bia kia giống như tự nhiên liền biến thành cho bụi, trọn đời biến mất ở trên thế gian, không còn để lại một tia dấu vết. Soạt. Đôi mắt lạnh lẽo của Kỷ Phong Lãnh quay sang nhìn về hướng đạo tặc Hoàng Phong Lĩnh, thân thể trực tiếp biến thành một đạo bóng đen mà phóng lên cao. Đến khi hắn lại lần nữa hạ xuống thì đã đứng ở phía trước mọi người. Đôi mắt hắn vẻn vẹn chỉ là nhìn lướt qua trên người Kỷ Thương Nguyệt, sau đó liền chuyển rời đến trên người Quý gia tỉ muội ở trên lưng Đại Trùng Lân. Hiển nhiên Quý gia tỉ muội ở trong mắt hắn mà so sánh Kỷ Thương Nguyệt thì quan trọng hơn nhiều lắm. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy, lão tử nói cho ngươi đám con gái nơi này đều là con mồi của Hoàng Phong Lĩnh. Nhìn lần nữa ta móc mắt của ngươi. Nhị đương ra nện xuống lưỡi búa to, ngoác cổ họng mà giống lớn một tiếng. Âm thanh tựa như sét đánh chấn động đến lá cây ở chung quanh đều phát ra tiếng kêu sàn sạt. Đạo tặc Hoàng Phong, thật thú vị. Kỷ Phong Lãnh tự nhiên là không buồn để ý những tên đạo tặc này. Hắn là ai vậy? Hắn chính là tử linh tử của Kỷ gia, địa vị cao cả siêu nhiên, đối phó bọn người kia quả thực dễ như trở bàn tay. Kỷ Thương Nguyệt, mệt cho ngươi lại là tử linh tử, không ngờ lại bị một đám đạo tặc danh con bắt. Còn để trọng phạm gia tộc bị cướp mất. Ngươi thử nói chuyện này nếu như truyền tới tai bề trên, ngươi sẽ có kết quả gì? Kỷ Phong Lãnh lạnh lùng chắp hai tay sau lưng, mặt hếch lên lên. Một gương mặt trắng bệch ngắm nghía bầu trời, căn bản không thèm liếc mắt nhìn những đạo tặc Hoàng Phong này. Giữa tử linh tử cũng có cạnh tranh, Kỷ Thương Nguyệt tại Kỷ gia có địa vị cao thượng, nhưng mà lại xa cơ gục ngã ở trong tay một đám đạo tặc. Điều này đối với giới cao cấp Kỷ gia mà nói, tuyệt đối là một tin tức không tốt. Dù sao nàng là một nữ nhân. Kỷ Thương Nguyệt cũng không nói một lời nào, nàng nhắm hai mắt lại. Này, ngươi là kẻ chạy từ đâu tới, gọi cái gì là đạo tặc danh con, xem như thể ở đây không có người. Chúng ta đều là đại tặc. Cái tên đầu chọc kia lại nhảy ra. Lúc trước gia hỏa này muốn chặt ngón tay của Kỷ Thương Nguyệt, đã bị đám đạo tặc tức thì giữ lại. Giờ phút này trên đỉnh đầu hắn vẫn còn nổi lên hai cục u lớn bầm tím. Gã đầu chọc này ước chừng cũng đến 40 tuổi, vóc người như hung thần ác sát. Hắn cầm một thanh đại thiết đao dài 3 thước, trực tiếp liền đi về hướng Kỷ Phong Lãnh. Ánh mắt Phong Phi Vân ngưng tụ ở trên người gã đầu chọc này, lại phát hiện một chuyện tương đối thú vị. Gã đầu chọc này mặc dù có vẻ có hơi có cơ bắp, nhưng mà đầu khớp xương trong thân thể cũng đã tu luyện thành màu vàng kim nhạt, quả thực so sánh thép tinh đều phải cứng rắn hơn gấp hàng chục lần. Đó cũng là do Phong Phi Vân tu luyện Phượng Hoàng Thiên Nhãn, cho nên mới có thể nhìn thấu xương thịt người ta. Nếu không căn bản không có người tưởng tượng được một kẻ đạo tặc ngây ngốc mà lại tu luyện xương cốt tới cảnh giới cao như thế. Cho dù ngươi là đạo tặc hay tiểu đạo tặc, thì trong tay ta cũng chỉ là người chết. Từ trên bàn tay Kỷ Phong Lãnh toát ra những vòng hào quang, hắn vỗ một chưởng đi ra ngoài, đánh ra lực tứ ngưu. 4 con kỳ ngưu ẩn hiện trong lòng bàn tay hắn. Lực lượng đạt tới 8 vạn cân. Mặc dù Kỷ Phong Lãnh có hơi xem thường những đạo tặc này, nhưng mà cũng nhìn ra chỗ phi phàm của tên đầu chọc,
cho nên một trưởng này cũng không có giữ lại một phần lực lượng nào. 3. Gã đầu chọc quăng thanh đại thiết đao dài 3 thước cầm trong tay xuống trên mặt đất, rồi cũng đánh một trưởng đi ra ngoài. Một trưởng này nhìn như bình thản không có gì đặc biệt, không có bất cứ linh khí gì thêm vào. Nhưng mà sau khi bàn tay Kỷ Phong lãnh đụng vào thủ trưởng của hắn, liền lập tức cảm giác được không ổn. Ầm, 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 ầm. Đầu khớp xương cánh tay Kỷ Phong lãnh gãy lìa, thân thể liên tiếp lui về phía sau 5 bộ mới đứng vững, tay không ngừng run rẩy, trên ngón tay có một giọt huyết dịch nhỏ xuống. Nhìn lại gã đầu chọc kia thì hắn cũng vẫn đứng vững như núi Thái, đứng ở nơi đó, chắc chắn tựa như một quả chuông đồng bất động. Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng không chịu nổi một kích, nếu như Vu Cửu ta toàn lực xuất thủ, một quyền là có thể đánh cho ngươi đến nỗi ngay cả mẹ của ngươi đều không nhận ra. Gã đầu chọc cười to mà bảo. Đám đạo tặc cũng là cười ha ha, tiểu tử này thì ra là một đầu thương bằng sáp, ngay cả Vu Cửu cũng đều có thể một quyền đánh bại hắn. Tại sao có thể như vậy? Những người khác có lẽ không biết thực lực của Kỷ Phong Lãnh, nhưng mà Kỷ Thương Nguyệt cũng là biết vô cùng rõ ràng. Hắn tuyệt đối là cao thủ đứng ở tuyến đầu trong thế hệ trẻ tuổi, cho dù là trưởng lão thế hệ trước cũng không phải đối thủ của hắn. Những đạo tặc này coi như cường đại tới đâu, cũng vẻn vẹn chỉ là một đám ô hợp không ra gì. Làm sao có thể một quyền đánh bại Tử Linh Tử do đại gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng? Nếu như Tử Linh Tử thật sự không chịu nổi một kích như vậy, thế thì Kỷ gia cũng không cần lăn lộn trong tu tiên giới, lại càng không được xưng là thế lực lớn hàng đầu ở phủ Nam Thái. Chỉ có thể nói gã đầu chọc này có chuyện, tuyệt đối không chỉ là một đạo tặc đơn giản như vậy. Nói nhỏ một chút, đám đạo tặc Hoàng Phong này đều là hung đồ của thần Tấn Vương triều tụ tập lại. Có thể xưng hùng tại xứ sở Phong Hỏa Liên Thành mà ngay cả thần Vũ Quân đều không tiêu diệt được bọn họ. Từ đó có thể thấy được manh mối trong đó. 3.000 đạo tặc Hoàng Phong, trong đó che giấu không biết có bao nhiêu cường giả tuyệt đỉnh. Chuyện có những nhân vật cấp bậc bán cự kình đều nói không chừng. Nhãn lực Phong Phi Vân cao hơn Kỷ Thương Nguyệt, rất nhiều kẻ che giấu tu vi và che giấu gương mặt chân thật đều bị hắn nhìn thấu. Vậy mà trong số đạo tặc này còn có người ngay cả Phượng Hoàng Thiên Nhãn của hắn đều không nhìn ra manh mối. Sắc mặt Kỷ Thương Nguyệt lại biến đổi, đồng tử màu đen bắt đầu di động. Nếu như đám đạo tặc này thật sự khủng bố như Phong Phi Vân nói, vậy thì nên làm như thế nào mới có thể thoát thân từ trong tay bọn họ? Các ngươi rốt cuộc là ai? Kỷ Phong Lãnh cũng đã nhận ra không ổn. Chúng ta chính là người gặp người sợ, hoa thấy hoa tàn. Là đệ nhất đạo tặc danh tiếng vang vọng cả Phong Hỏa Liên Thành, đạo tặc Hoàng Phong. Nhị đương gia vừa phùng má trợn mắt thổi râu ria xồm xoàm, vừa ra sức ưỡn ngực mà nói với vẻ ngạo mạn. Nếu như đạo tặc Hoàng Phong thật là đệ nhất đạo tặc ở Phong Hỏa Liên Thành, Kỷ Phong Lãnh không có khả năng chưa từng nghe qua đại danh bọn họ. Nhưng sự thực những lời này đều là nhị đương gia đang nói khoác. Vào lúc trước đây, bất kể là Phong Phi Vân hay Kỷ Thương Nguyệt đều chưa từng có nghe nói qua danh tiếng của đạo tặc Hoàng Phong. Kỷ Phong Lãnh tự nhiên cũng chưa từng nghe qua. Mặc dù tên tuổi đạo tặc Hoàng Phong đều chưa biết, nhưng mà tu vi tên đầu chọc mới rồi kia liền hiện rõ ở nơi này. Coi như Kỷ Phong Lãnh không phục, cũng chỉ có thể chấp nhận. Nếu là đệ nhất đạo tặc Phong Hỏa Liên Thành, như vậy cứ chờ bị Kỷ gia quyết định cử cao thủ áp chế đi. Kỷ Phong Lãnh tự biết không phải đối thủ của những đạo tặc thần bí này. Hắn vừa nói dứt lời, liền trực tiếp đột nhiên bay vụt lên, cước đạp trên một vách đá để cấp tốc bay trốn. Mẹ, lại có người dám uy hiếp binh sĩ Hoàng Phong ta. Các huynh đệ, không thể để cho tiểu tử kia đào tẩu. Ai giết chết hắn, lão tử xin mời người đó đến Phong Hỏa Liên Thành uống hoa tử uống rượu có kỹ nữ hầu 3 ngày. Phong Phi Vân tự nhiên không muốn để Kỷ Phong Lãnh thật sự trốn được, sau đó đem cao thủ tuyệt đỉnh Kỷ gia đến đây. Như vậy quý gia tỷ muội liền thật sự không có đường sống. Giờ phút này cũng chỉ có thể kích động những đạo tặc Hoàng Phong này xuất thủ, giết chết Kỷ Phong Lãnh. Đại Ngưu, nói chuyện phải giữ lời a. Nghe nói Phong Hỏa Liên Thành có một nhà tuyệt sắc lâu, nữ nhân bên trong đều là con mẹ nó tiên nữ. Lão tử từ lâu đã muốn đi, đáng tiếc giá cả thật sự quá mắc. Lần này có người gánh chịu, giết người, là có thể hưởng thụ 3 ngày. Hãy tính cho Vương Mãnh ta một suất, Đại Ngưu, không cho quyệt nợ. Ta Vô Cửu cũng đi. Chuyện tốt đến thế này há có thể thiếu được ta. Nhị đương ra hứng thú tăng vọt, dâu ria xồm xoàm tung bay, là người thứ nhất liền xông đi ra ngoài. Mặc dù đang vác cự phủ vạn cân,
nhưng mà tài nghệ cũng rất là đáng vênh váo. Chân hắn đạp cụ mạnh trên mặt đất, trực tiếp tung người bay lên cao hơn 100 thước. Quả thực tựa như một con đại tinh tinh biết bay. Nhị đương gia đều đích thân ra tay, hơn nữa mấy tên đạo tặc có tu vi uyên thâm đồng thời xuất thủ, Kỷ Phong Lãnh tự nhiên là không có chút xíu đường sống. Mấy hung nhân này phân thây Kỷ Phong Lãnh, có người lấy đầu làm quả cầu để đá, có kẻ nắm cánh tay máu chảy đầm đìa, có tên mang theo bắp đùi máu thịt lẫn lộn. Phong Phi Vân và Kỷ Thương Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Đám đạo tặc này so với trong tưởng tượng của bọn họ thì càng cường đại hơn, càng độc ác hơn. Coi như tu vi của bọn họ khôi phục, nếu muốn thoát thân từ trong tay bọn họ thì cũng là một việc khó. Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đến khi mặt trời nhô lên đến đỉnh ngọn cây, rốt cục Phong Phi Vân cùng với một đám đạo tặc đi tới Hoàng Phong Lĩnh. Hoàng Phong Lĩnh chính là một đoạn trong dãy núi Vương Ốc, tự nhiên không chỉ là một chốn núi non trùng điệp đơn giản như vậy. Nơi này núi non hiểm trở dày đặc, vách đá dựng đứng treo leo. Có vài ngọn núi vươn thẳng chen vào trời mây, cực kỳ hiểm trở, căn bản không có đường sẵn có khả năng lên núi. Trong dãy núi lúc đó lại có vô số khe sâu và đầm lầy lớn, có chướng khí tím ngắt thổi ra từ trong khe sâu, tựa như những con vân long màu tím. Rào rào rào. Một thác nước từ trên đỉnh một ngọn núi cao ngất đổ xuống. Nó xuyên qua tầng mây, rơi vào vực sâu ngàn trượng dưới chân núi. Vừa đi men theo vách đá, Phong Phi Vân vừa kêu lên, khó trách ngay cả thần vũ quân đều không thể tiêu diệt đạo tặc Hoàng Phong. Chỉ là địa thế này cũng không phải là người bình thường có thể xuyên qua, huống chi tại rất nhiều chỗ mà con đường nhất định phải đi qua đều khắc lục lập ra trận pháp có lực sát thương thật lớn. Nếu như không có người mở đường cực kỳ tinh thông đối với trận pháp, coi như là ngàn vạn quân mã đến đây thì cũng phải chết trong núi này. Chỗ ở của đạo tặc Hoàng Phong không được hoa lệ giống những tiên môn và đại gia tộc này, ngược lại cực kỳ đơn sơ. Vẻn vẹn chỉ là dùng cỏ cây tùy ý dựng nên, có kẻ còn lười trực tiếp mở một cái hang động mới trên vách đá, liền chui vào ở trong hang động có sẵn. Hoàng Phong Lĩnh tổng cộng có 3 vị gia chủ, bình thường những chuyện ra ngoài vào nhà cướp của, giết người phóng hỏa như vậy, đều là nhị đương gia ra tay, mỗi lần đều là mọi việc đều thuận lợi. Mà tam đương gia bình thường đều sẽ ở lại trấn thủ Hoàng Phong Lĩnh. Lão chính là một người du rú trong nhà, là một cao thủ khắc chế bùa chú và trận pháp. Một vùng ải hiểm đại trận mấy trăm dặm Hoàng Phong Lĩnh đều là tác phẩm của người này. Nếu như nói nhị đương gia là một cây búa cự phủ chém sắt như bùn, như vậy tam đương gia chính là một cái khiên không thể công phá. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, rất nhiều đạo tặc Hoàng Phong Lĩnh đều gọi lão bằng biệt hiệu Đại Thuẫn Bài. Đại Thuẫn Bài, Đại Thuẫn Bài, mau lăn ra đây cho lão tử. Nhị đương gia ngoác cổ họng gọi lớn, âm thanh ông ổng chấn động làm cả Hoàng Phong Lĩnh đều gà bay chó sủa. Gọi cái khỉ gì, lần này lại có đại thu hoạch gì vậy? Một lão đầu tử gầy nho mặt quát như khỉ đi ra từ trong hốc cây, tóc tai đều đã trắng xóa, trên mặt đầy những nếp nhăn cũng không biết nguyên nhân là do quá thiếu hụt chất dinh dưỡng hay không. Quả thực lão xanh xao vàng vọt, xương gò má đều lồi ra, con mắt lại trũng xuống. Nhưng mà một lão gia hỏa nửa chân đã bước vào quan tài như vậy, trên lưng lại đeo một thanh đại đao, trên đầu cột một sợi hồng ti đái, trên cổ đeo một vòng thép lớn, mặc một cái khố màu đỏ thẫm. Nếu không phải lão thật sự quá lợi hại, thật sự là không có cảm giác đầu lĩnh cường đạo. Đây là tam đương gia. Các huynh đệ mau khiêng người lại đây cho ta. Nhị đương gia hét to một tiếng. Mấy tên đạo tặc này đem Quý Tiểu Nô và Quý Tâm Nô tới đây, để ở trước cửa nhà tam đương gia, gửi lại vài câu. Sau đó nhị đương gia mang theo một đám đạo tặc xoay người rời đi. Phong Phi Vân từ rất xa nhìn chăm chú Quý Tiểu Nô bị nhốt trong lồng sắt, còn có Quý Tâm Nô bị hàn băng bao bọc, trong lòng cảm giác rất không yên tâm. Hai yêu nghiệt kia thì một kẻ bị bát mạch long tỏa của Kỷ gia vây khốn, một kẻ bị ngọc hàn khí của Sát Hành Vân đóng băng. Mặc dù đều không thể trốn ra được từ bên trong, nhưng mà người ngoài cũng tuyệt đối vô phương trong một hồi lâu động được đến bọn họ. Cho nên nói ngươi cũng có thể tạm thời không cần lo lắng cho tiểu tình nhân kia của ngươi. Kỷ Thương Nguyệt nhìn ra trong lòng Phong Phi Vân lo lắng liền nói như vậy. Nàng lại nói với sắc mặt trang nghiêm. Hiện tại mấu chốt ở chỗ làm thế nào khiến cho tu vi của chúng ta mau chóng khôi phục, chỉ có tu vi khôi phục mới có thể chạy khỏi từ Hoàng Phong Lĩnh. Thú vị thật, muốn chạy khỏi Hoàng Phong Lĩnh cũng không khó. Nhưng mà đến ngày hôm đó thì chỉ sợ ngươi đã, hắc hắc.
Phong Phi Vân cười nói. Kỳ Thương Nguyệt liền biến sắc mặt, bỗng nghĩ tới điều gì liền nói. Nếu như ngươi không giữ được ta, ngươi cũng đừng hòng có cuộc sống tốt đẹp. Phong Phi Vân không cười nữa, cái này đích thật là một chuyện đau đầu a. Nhị đương gia và một đám đạo tặc đã đi tới, từ rất xa lộ ra một cái răng cửa lớn mà cười nói. Đại Ngưu, mỹ nhân này tuyệt đối là món hàng ngàn dặm mới tìm được một. Nếu như là chúng ta thật sự nhất loạt chen nhau mà cưỡi, chỉ sợ nàng thật là khó lòng giữ được mạng sống, như thế quả thực liền rất đáng tiếc. Chúng ta đã nhất trí thương lượng qua, 3.000 binh sĩ Hoàng Phong lĩnh chúng ta hàng đêm động phòng, người hưởng buổi tối đầu tiên này tự nhiên là ngươi. Phong Phi Vân cười khan hai tiếng mà hỏi. Tối nay liền động phòng. Đó là tự nhiên, tối nay liền động phòng. Liền nhìn ngươi có thể đại chiến 300 hiệp hay là 3.000 hiệp, ha ha. Nhị đương gia phá lên cười, nụ cười phơi phới đến như vậy. Đến lúc màn đêm buông xuống, cả Hoàng Phong lĩnh đều tối sầm xuống. Trên đỉnh núi có 9 chiếc đồng lô được người ta châm lên, hỏa diễm bắt đầu cháy bùng bùng khiến cho bầu trời đêm sáng đến mức sinh ra dạng mây đỏ thấp thoáng. Sau khi rượu quá 3 tuần, những đạo tặc này đều vội vàng rời đi. Có người trở lại chỗ mình ở bắt đầu tu luyện, có kẻ đi tới các điểm huyết mạch hiểm trở canh gác, có tên ở lại làm ồn ào động phòng. Đại Ngưu, huynh đệ ta thật sự hâm mộ ngươi, tối nay là ngươi có thể hưởng đêm đẹp cùng giai nhân. Mà ta cũng đã xếp hàng đến 4 năm 3 tháng sau, ngày đó thực khó lòng chờ được a. Vương Mãnh giơ lên chén lớn đụng một chén cùng Phong Phi Vân, sau đó rót vào trong miệng. Hoàng Phong lĩnh tổng cộng có 3.000 đạo tặc, một người được hưởng một đêm. Có người chính là đã xếp đến sau 7, 8 năm. Vương Mãnh có thể xếp hạng chỉ sau 4 năm 3 tháng đã xem như rất khá rồi. Phong Phi Vân tự nhiên là cười to, sau đó uống rượu theo. Chỉ có sắc mặt Kỳ Thương Nguyệt càng ngày càng khó coi. Nghe được đích xác vài chữ số này là đủ để cho nàng có loại cảm giác phát điên. Nhưng mà đợi cho tối nay qua đi, tu vi trên người nàng có thể khôi phục được khoảng 7-8 phần, muốn chạy trốn ra khỏi Hoàng Phong lĩnh cũng không phải việc khó. Cho nên hiện tại chủ yếu nhất vẫn là phải ứng phó qua được tối nay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tối nay chính là động phòng với Phong Phi Vân. Mặc dù trong tay nàng có nắm được đuôi Phong Phi Vân, nhưng mà hỗn đản này chính là tiêu chuẩn của vô lại, chuyện gì cũng đều làm được. Nên trong lòng nàng cũng không có một chút cơ sở nắm chắc nào. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, ta cũng không cùng các huynh đệ uống rượu. Phong Phi Vân cười hắc hắc, đứng dậy, trực tiếp ôm lấy Kỳ Thương Nguyệt, sau đó này đi về trong phòng. Những đạo tặc này lại cùng ồn ào, nhưng mà không ai giữ Phong Phi Vân lại. Phong Nhị Cẩu. Nếu như ngươi dám thật sự đụng đến ta, ngươi nhất định phải chết. Kỳ Thương Nguyệt bị Phong Phi Vân đặt ở trên giường, vội vàng trốn vào chỗ góc tường, đầu gối gập lại, hai tay tạo thành tư thế phòng ngự. Kỳ Thương Nguyệt, hy vọng ngươi có thể hiểu rõ ràng một cái đạo lý, coi như ta ăn thịt ngươi, thì ngươi có thể làm gì ta đây? Phong Phi Vân túm lấy cằm Kỳ Thương Nguyệt, kéo nàng lại gần. Nàng vốn muốn tránh thoát ra, nhưng mà lại căn bản không thể lay chuyển Phong Phi Vân. Phong Phi Vân lúc trước cũng chỉ là tiêu hao linh khí hết sạch. Trên đường chạy về Hoàng Phong lĩnh cũng đã khôi phục 7, 8 phần. Mà hiện nay đã không sai biệt lắm đều khôi phục lại, lúc này Kỳ Thương Nguyệt làm sao có thể là đối thủ của hắn. Phong Phi Vân nâng người của nàng, nhìn chăm chú gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo mà tuyệt sắc của nàng, lại hôn một cái trên làn môi kiểu diễm ướt át của nàng. Vào lúc hắn rời môi mình đi, Kỳ Thương Nguyệt vẫn giữ một gương mặt lạnh lùng như trước. Thật giống như đã tê dại đi. Ánh mắt thật giống như đang nói, con mẹ nó người muốn hôn liền hôn đi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Phong Phi Vân tự nhiên không thèm để ý ánh mắt giết người kia của nàng. Chỉ là hắn muốn nói cho nàng, nếu ta có thể tùy tiện hôn ngươi, như vậy cũng có thể tùy tiện chiếm đoạt ngươi. Nói cho ta biết, bát mạch long tỏa của Kỳ gia mở ra như thế nào. Phong Phi Vân không hề thô bạo như vậy nữa đối với nàng. Hai tay dịu dàng nâng gương mặt trái xoan của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, thật giống như hạ giọng thì thầm đối với tình nhân. Bát mạch long tỏa chính là Kỳ Thương Nguyệt khóa ở trên người quý tiểu nô, như vậy khẳng định là biết phương pháp mở ra. Phong Phi Vân sở dĩ muốn hôn nàng một cái, cũng là muốn cho nàng một đòn phủ đầu, khiến cho nàng biết nếu như không nói ra thì kế tiếp sẽ phải đón nhận thứ mạnh hơn. Ngươi muốn đi cứu tiểu tình nhân kia của ngươi.
Kỳ Thương Nguyệt cũng không phải là một nữ nhân hoàn toàn bị cừu hận làm mờ mắt. Mặc dù bị Phong Phi Vân cưỡng hôn hai lần, nhưng mà nàng lại hiểu được việc phải nhẫn nhịn. Chỉ cần được thoát thân, khẳng định cái thứ nhất bị cắt rơi dụng sẽ là đầu lưỡi của hỗn đản này. Nàng không phải tình nhân của ta. Phong Phi Vân nói nghiêm túc. Đồ vô sỉ, rõ ràng đều đã làm nàng ta như thế. Kỳ Thương Nguyệt nói. Ngươi không biết tình huống, thì cũng đừng nói lung tung. Phong Phi Vân cắt đứt lời của nàng, bỗng nhiên trố mắt nhìn. Hắn liếc mắt ra ngoài cửa sổ, sau đó trực tiếp đẩy ngã Kỳ Thương Nguyệt ở trên giường. Kỳ Thương Nguyệt hơi kinh hãi, cho là hỗn đản Phong Phi Vân này sẽ dùng bạo lực đối với nàng. Phong! Nàng vừa định lên tiếng mắng chửi, nhưng mà lại lập tức bị Phong Phi Vân dùng môi ngăn chặn, chỉ có thể phát ra những âm thanh mơ hồ. Xoẹt xoẹt! Bộ hắc y trên người nàng bị xé toạc một miếng, để vai của nàng bị lộ ra. Hỗn đản này quả nhiên là cầm thú, Kỳ Thương Nguyệt ra sức giãy giụa, sau đó kinh hãi kêu lên, rằng co lăn lộn cùng với Phong Phi Vân thành một cục. Động tác càng lúc càng lớn, thiếu chút nữa khiến cho giường gỗ đều bị gãy gục. Tốt lắm, đã đi rồi. Sau một hồi lâu, Phong Phi Vân bỗng nhiên ngừng lại, đẩy hai chân ngọc nhẵn nhụi của Kỳ Thương Nguyệt ra. Trên mặt của hắn vẫn còn hằn hai dấu chân, chính là bị Kỳ Thương Nguyệt đạp. Kỳ Thương Nguyệt đương nhiên cũng là nữ nhân thông minh. Biết Phong Phi Vân khẳng định là phát hiện vừa rồi bên ngoài có người đang nhìn, cho nên mới đột nhiên làm khó dễ đối với mình. Hiện nay người kia đã đi, Phong Phi Vân tự nhiên cũng liền buông nàng ra. Kỳ quái, rốt cuộc là người ở đâu tới, vì sao lại đến đây rồi liền rời đi nhanh như vậy? Trong lòng Phong Phi Vân tràn ngập tò mò, hắn liếc mắt nhìn Kỳ Thương Nguyệt, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lau đi hai vết bàn chân trên mặt, lúc này mới đi xuống giường, rồi mở cửa sổ ra. Hắn nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy trong màn đêm hoàn toàn sâu thẳm cũng không có một bóng người nào. Hưu, một cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, trong lòng Phong Phi Vân có hơi chĩu xuống. Hình như có cảm giác nên bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy phòng đã có thêm một người. Phong Phi Vân có nhãn lực kinh người như thế nào, nhưng mà cũng vẻn vẹn chỉ là thấy được một bóng dáng đen đen. Người này trực tiếp bắt Kỳ Thương Nguyệt, soạt một tiếng. Liền đánh vỡ nóc nhà mà đạp không bay đi. Tốc độ thật nhanh, tu vi thật cao. Đây tựa hồ không phải là một người, ít nhất trên người hắn không có khí tức của người. Các hạ cũng không nói đạo nghĩa, tối nay chính là ngày ta động phòng. Không có nữ nhân, ta biết động phòng như thế nào. Phong Phi Vân cũng không yếu thế chút nào, cũng biến thành một đạo tàn ảnh mà đuổi theo. Tiểu tử, chuyện vui của các ngươi ta đều xem ra cực kỳ rõ ràng. Cũng dám cưỡi tử linh tử của Kỳ gia, người coi như là có khí phách. Lão Phu không có hứng thú đối với nữ nhân, chỉ cảm thấy hứng thú đối với mộ phủ tẩy tủy kinh và lưỡng nghi dị hình dị. Phong Phi Vân truy theo lên trên nóc nhà, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên màn trời mây đen cuồn cuộn, càng để lâu càng dày. Có một cái thú chảo thật lớn lúc ẩn lúc hiện trong mây đen, mà Kỳ Thương Nguyệt liền bị thủ chảo kia cầm ở trong tay, rồi bị tầng mây nuốt chừng. Là sát hành vân. Mao ô quy thò đầu ra từ trong vạt áo của Phong Phi Vân. Lão lộ ra nửa đầu nhìn chăm chú trên màn trời, sau đó lại thụt vào để giấu đi, sợ bị sát hành vân phát hiện. Trên bầu trời, sát khí bức người, những tầng mây mù đen xì chồng chất lên nhau, hóa thành những quả núi ma quái. Một cái thủ chảo thật lớn như ẩn như hiện ở trong tầng mây, nhìn cực kỳ rung động lòng người. Một cỗ khí thế vô hình khổng lồ kia bao trùm cả Hoàng Phong Lĩnh. Kìm nén mãnh thú không dám chu lên, hung cầm nín tiếng hót dài. Tất cả đạo tặc đều bị kinh động mà vọt ra, có người bị tình trạng khác thường trên bầu trời làm kinh sợ, có kẻ thì mặt đen lại, sắc mặt nặng trĩu trầm trọng. Có người bắt đi mỹ nhân tuyệt sắc kia. Phong Phi Vân đứng ở nóc nhà, giống lớn một tiếng. Rầm, một tòa nhà gỗ bị hất bay, nhị đương ra vai vác cự phủ bay ra, hét lớn. Ai, ai lớn gan như vậy? Âm thanh của hắn bất chợt dừng lại, một đôi mắt to như quả chuông đồng nhìn chăm chú cự trảo trên màn trời. Hắn vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, rồi một câu nói đều cũng không nói ra được. Cường giả đến mức như sát hành vân này thật sự rất đáng sợ, tuyệt đối là loại người đứng ở vị trí tối cao nhất của tu tiên giới tại Thần Tấn Vương Triều. Coi như Hoàng Phong Lĩnh che giấu một chút cường giả tuyệt đỉnh, nhưng mà chỉ sợ khi so sánh cùng sát hành vân thì vẫn còn kém không ít. Giao hai nữ nhân kia ra đây, nếu không chỉ trong khoảnh khắc, ta khiến cho nơi này hóa thành một mảnh tử địa.
Âm thanh sát hành vân từ trên trời giáng xuống, vang dội mà thô bạo, tựa như thiên thần đang hạ chỉ. Đám đạo tặc vốn hung ác đều bị hắn làm cho kinh động sợ hãi, không người nào dám ra tay đối với hắn. Nhưng mà Phong Phi Vân lại không sợ hãi chút nào. Mao Ô Quy nói qua, nếu như để cho Quý gia tỉ muội rơi vào trong tay sát hành vân, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tình huống như thế, hắn tuyệt không cho phép phát sinh. Cũng dám uy hiếp đạo tặc Hoàng Phong ta, muốn chết. Phong Phi Vân một cước đạp trên nóc nhà, đánh ra một tảng lớn linh khí. Thân thể bay vọt lên xuyên thẳng đến trời cao, không ngờ lại muốn đánh một trận cùng sát hành vân. Hiu! Cả bầu trời đều bị mây đen bao trùm, duy có một đạo linh quang xông thẳng lên cao, khí thế có một không hai. Tất cả đạo tặc đều bị dũng khí của Phong Phi Vân làm rung động, cũng dám đi đánh nhau cùng kẻ nguy hiểm như thế. Tên Phong Đại Ngưu này thật sự có can đảm lớn và quyết đoán. Có điều như thế cũng đúng, tối nay đúng là đến phiên hắn có đêm thần tiên cùng với tuyệt sắc giai nhân. Nhưng mà hiện tại tuyệt sắc giai nhân lại bị người ta bắt đi, bất cứ một người nam nhân nào chỉ sợ đều phải tức tối mà chửi má nó. Lực lượng của sát hành vân thật sự quá cường đại, mặc dù đám đạo tặc đều bội phục dũng khí của Phong Đại Ngưu, nhưng mà lại cũng biết thế này chẳng qua chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Đối phương chỉ cần nhẹ nhàng phẩy tay một cái, là có thể nghiền nát hắn. Âm. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Cái thủ chảo cực lớn trên màn trời kia trực tiếp chụp Phong Đại Ngưu bay đi ra ngoài, tựa như đánh bay một con ruồi. Cũng dám ra tay đối với lão phu, một chảo này là có thể diệt ngươi 10 lần. Sát hành vân cực kỳ tự tin rằng một chảo vừa rồi kia của mình là đủ để nện cho tu sĩ thần cơ đỉnh cao thành ra muôn vàn khối huyết nhục. Huống chi chỉ là một tu sĩ tiên căn đỉnh cao. Chết tiệt, chớ nói mạnh miệng, các huynh đệ, gia hỏa này căn bản không có vài phần khí lực, chỉ là đang phô trương thanh thế thôi. Phong Phi Vân đứng lên từ trên mặt đất, phủi chỗ bùn đất khắp người rụng trên mặt đất, âm thanh giống như chuông lớn. Hắn đón nhận một chảo vừa rồi của sát hành vân mà lại tịnh không hề bị thương. Đám đạo tặc đều là dụi dụi mắt vài lần, sau đó lại nhìn về hướng cự chảo trên màn trời kia. Thì ra chỉ là một món đồ để phô trương thanh thế. Chết tiệt, dám đến Hoàng Phong lĩnh chúng ta để dương oai. Các huynh đệ mở Minh Nha đại trận ra, chúng ta làm gỏi hắn. Nhị đương ra huy động cái búa lớn, đứng ở trên đỉnh một khối đá lớn. Sau đó đột nhiên quăng lưỡi búa to cầm trong tay đi ra ngoài, nện vào trong một cái hổ lớn giữa dãy núi. Âm. Cự phủ rơi xuống nước. Tức thì có một đạo thần hóa phóng lên cao. Tiếp theo từ 8 đỉnh núi chung quanh đều có những đạo hào quang ngút trời vọt lên. Cả 9 đạo hào quang liền bao phủ hết trọn vẹn xứ sở Hoàng Phong lĩnh, làm ở trên không ngưng tụ thành một tòa đại trận màu vàng cực lớn. Các đường hoa văn trận pháp cực kỳ dày đặc, bao trùm một vùng trăm dặm. Trận pháp lớn như thế, một khi bị dẫn động là có thể thủ có thể công, cho dù là ngàn vạn quân mã đánh tới, đều sẽ bị cách không diệt sạch. Một đám đạo tặc lợi dụng Minh Nha đại trận, bắt đầu cùng đi đối nghịch với sát hành vân. Hai bên đều cực kỳ dũng mãnh đánh cho những quả núi cao đều bị chấn nát, hơn phân nửa dãy núi sụp đổ. Cuối cùng cũng đã bức được đám đạo tặc xuất thủ đối phó sát hành vân. Phong Phi Vân thở dài một hơi, sắc mặt trở nên có hơi khó coi. Vừa rồi mặc dù có mai rùa của Mao Ô Quy chặn tuyệt đại bộ phận lực lượng một chảo kia của sát hành vân, nhưng mà hắn vẫn bị chấn cho khí huyết bốc lên nhộn nhạo. Tiểu tử, người thật đúng là bịp bợm. Đám đạo tặc Hoàng Phong này sợ không phải là đối thủ của sát hành vân, rất nhiều người đều sẽ bị ngươi lừa chết. Mao Ô Quy lại đi ra, ngồi ở trên bả vai Phong Phi Vân, một đôi mắt rùa to bằng hạt đậu xanh nhìn chăm chú trận đại chiến này, rồi cười gian đầy vẻ nhân tính hóa. Phong Phi Vân lắc đầu đáp. Lão quá khinh thường đám đạo tặc này. Chỉ mới là người có thể bố trí ra được Minh Nha đại trận này thì tu vi so sánh với sát hành vân cũng không kém hơn bao nhiêu. Huống chi vị đại đương gia thần bí từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện thân. Nói không chừng chính là một vị cấp bậc cự kình, chính là nhân vật chỉ cần xuất thủ là đủ để chống lại sát hành vân. Mao Ô Quy cũng gật đầu, tòa Hoàng Phong lĩnh này đích thật là khắp nơi đều tiết lộ những điều kỳ dị cổ quái, tuyệt đối không phải một địa phương đơn giản. Rất nhiều nhân vật được coi là đã chết ở tu tiên giới, không ngờ lại đều ẩn náu ở chỗ này. Những người này nếu như thật sự xuất thủ, sát hành vân coi như tu vi thông thiên thì cũng chưa chắc chống đỡ được mọi người vây công. Đi, cứu người.
Phong Phi Vân cấp tốc lao xuống sườn núi dựng đứng, nhảy vào một mảnh rừng cổ thụ. Hắn thừa dịp đám đạo tặc đang đối phó sát hành vân thì chạy tới ngoài cửa tam đương gia, tính toán đem Quý gia tỉ muội đi. Một gốc cây bổ liễu cổ thụ vững chắc, ở phía dưới có mở ra một cái hốc lớn, bên trong hoàn toàn tối om. Lúc ban ngày Phong Phi Vân từng nhìn thấy tam đương gia đi ra từ trong hốc cây kia. Quý gia tỉ muội đều bị đưa đến chỗ tam đương gia này. Tam đương gia chính là một cao thủ nghiên cứu trận pháp và bùa chú, cả Hoàng Phong lĩnh cũng chỉ có lão mới có thể mở bát mạch long tỏa trên người Quý tiểu nô. Gốc cây bổ liễu cổ thụ này cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, chỉ là một cái rễ cây lộ ở bên ngoài đã có đường kính đến một thước. Phong Phi Vân không do dự chút nào, trực tiếp phóng về hướng hốc lớn ở gốc cây. Hắn nhất định phải kịp trước khi chiến đấu kết thúc thì đã mang theo Quý gia tỉ muội chạy ra khỏi Hoàng Phong lĩnh. Cho nên tốc độ nhất định phải rất nhanh. Vừa mới vào tới cửa hốc cây liền bị một cỗ rực lớn đẩy hắn ngược trở về. Một chiếc quải trượng cây gậy vươn ra từ trong hốc cây, điểm tại ngực Phong Phi Vân đánh cho hắn bay ngược lại. Khụ khụ, buổi tối ồn ào cái gì, quấy rầy người ta ngủ. Từ trong hốc cây truyền đến một tiếng ho khan già nua, tựa hồ như đang mê ngủ. Phong Phi Vân cảm giác được ngực mơ hồ phát đau, hai mắt chĩu nặng. Hắn lại đi tới lần nữa, lần này đã chú ý hơn không ít. Từng bước cứ thế mà đi về phía trước, không hề phát ra nửa tiếng động nhỏ. Sàn sạt. Gió đêm lướt qua, có một phiến lá cây từ phía trên bay xuống. Rầm. Đến lúc Phong Phi Vân đến gần hốc cây, lại một cây quải trượng phóng ra từ bên trong. Nó tựa như một tia chớp đen. Tốc độ của nó cũng rất nhanh nên căn bản vô phương tránh né. Nó lại điểm vào ngực Phong Phi Vân mà đánh bay hắn. Lão gia hỏa này có tu vi sâu không lường được. Phong Phi Vân biết cái tam đương gia này tuyệt đối là một cao thủ, hơn nữa đã phát hiện ra hắn. Tam đương gia, có ma nhân tuyệt đỉnh đến Hoàng Phong lĩnh quấy rối, nhị đương gia cho ta tới mời đi trợ quyền. Phong Phi Vân đứng ở dưới gốc cây bổ liễu mà cung kính nói. Trong hốc cây lặng yên không một tiếng động, lão nhân kia tựa hồ đã ngủ thiếp đi, căn bản không có nghe được những lời Phong Phi Vân đã nói. Phong Phi Vân vì vậy lại nói, tam đương gia. Ồn ào ha, tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Từ trong hốc cây truyền đến âm thanh già nua kia. Đương nhiên là hán tử danh tiếng của Hoàng Phong lĩnh, Phong Đại Ngưu. Phong Phi Vân đáp, người họ Phong. Âm thanh già nua kia có hơi khác thường, bỗng nhiên lại nói. Ta tới thử ngươi có tư cách gì mà mang họ Phong. Một cây quải trượng bay ra từ trong hốc cây, tốc độ phi hành phi thường chậm, thật giống như có một người vô hình nắm cây gậy đi ra từ bên trong, đang tiến về hướng Phong Phi Vân. Cảnh này quả thực rất quỷ dị. Rầm, cây gậy quét ngang ra. Phong Phi Vân biết đối phương chính là một người cao thủ tuyệt đỉnh, nên hắn không dám khinh thường chút nào. Huyết dịch toàn thân đều bắt đầu sôi sùng sục. Lực lượng trên bàn tay vận chuyển tới trình độ cao nhất rồi chụp trên quải trượng. Một cỗ lực lượng khổng lồ đè xuống, đánh cho bàn tay Phong Phi Vân rách tả tơi hiện ra một vết máu. Quải trượng quét trên người của hắn, lại lần nữa đánh bay hắn. Tam đương gia này rất không đơn giản, căn bản là không hề lộ diện. Chỉ vẻn vẹn ném ra một cây quải trượng, là có thể dễ dàng đánh bại Phong Phi Vân. Lão gia hỏa này nếu như đi ra từ trong hốc cây, sợ là có thực lực chống lại sát hành vân. Trên ngón tay Phong Phi Vân còn sót lại vết máu màu vàng, tâm tình đã rơi xuống mức thấp nhất. Chỉ một Hoàng Phong lĩnh nho nhỏ mà lại có cao thủ như thế che giấu. Hiển nhiên là cao thủ này không muốn người khác biết thân phận và tu vi của mình. Mà hiện nay lão đã sử dụng lực lượng mạnh mẽ như thế, hiển nhiên là bại lộ thân phận. Như vậy lão liền tuyệt đối không có khả năng thả cho Phong Phi Vân còn sống rời khỏi nơi đây. Từ trong hốc cây sinh ra một cỗ lực lượng, nó thu lấy một giọt huyết dịch của Phong Phi Vân rơi trên mặt đất, rồi bay vào trong hốc cây. Vì sao lão lại lấy đi một giọt huyết dịch của Phong Phi Vân? Ngươi là đệ tử của Phong gia. Từ trong hốc cây kia truyền ra một âm thanh hơi có vẻ kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi là đệ tử đời thứ mấy của Phong gia? Ta không phải đệ tử của Phong gia. Phong gia và ta cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Phong Phi Vân lau khô vết máu trên ngón tay, bắt đầu điều động toàn bộ linh khí trong thân thể, chuẩn bị liều chết đánh một trận. Không có khả năng, trong thân thể ngươi chảy xuôi huyết dịch Phong gia, tuyệt không phải giả. Tam đương gia đi ra từ trong hốc cây,
vẫn là thân thể lưng còng, mái tóc trắng xóa, trên lưng vẫn đeo một thanh đại khảm đao, mặc một chiếc khố đỏ. Loại tuổi này mà lại ăn mặc phong tao như vậy, quả thực đến mắt người mù cũng phải sáng lên. Lão Tịnh không có ý xuất thủ, một đôi hốc mắt lõm sâu nhìn chăm chú Phong Phi Vân mà hỏi. Người đến đây là vì hai nhà đầu kia sao? Lão gia hỏa này cực kỳ khôn khéo, liếc mắt liền nhìn ra ý đồ đến đây của Phong Phi Vân, nhưng mà giờ phút này lão lại Tịnh không có ý ra tay xuất thủ, một cây quải trượng cây gậy kia cũng thu trở về. Trong lòng Phong Phi Vân khựng lại, hắn thầm nghĩ lão gia hỏa này mới vừa rồi hiển nhiên là muốn giết ta, nhưng mà sau khi biết được ta là đệ tử của Phong gia thì lại lưu tay đối với ta. Chẳng lẽ lão chính là một vị tiền bối nào đó của Phong gia, hoặc là có cội rễ gì đó cùng Phong gia? Bất kể là một loại tình huống nào, ít nhất cũng không có xu hướng phát triển xấu đi. Không sai. Phong Phi Vân Tịnh không phủ nhận. Tam đương ra gật đầu, tay chống quải trượng, lưng còng còng mà nói với vẻ yếu ớt. Các ngươi có quan hệ gì? Ông lão, ngươi quản lắm chuyện quá. Phong Phi Vân có hơi không nhịn được, hai tay tạo thành thiết quyền, trên bàn chân ngưng tụ linh mang. Chỉ cần phát hiện ra một chút cơ hội thì hắn sẽ ra tay không chút do dự. Không nói thì cũng thôi, nhìn tuổi của ngươi hẳn là đệ tử đời thứ 5 của Phong gia rồi. Thiên tư đúng là gượng gạo tiếp cận mức độ mà cũng không coi là mất mặt xấu hổ. Vậy tại Tiềm Long đại chiến thế hệ này của Phong gia thì ngươi xếp hạng thứ mấy a? Tam đương gia xem ra đã khẳng định Phong Phi Vân chính là đệ tử của Phong gia, hơn nữa đối với tất cả mọi thứ của Phong gia đều rõ như lòng bàn tay, biết rất rõ. Cứ mỗi 20 năm Phong gia cử hành một lần Tiềm Long đại chiến. Năm nay đúng là năm đại chiến. Phong Phi Vân không cảm giác được sát khí từ trên người đối phương, sự đề phòng trong lòng cũng ít đi vài phần, hắn đáp. Ta đã bị Phong gia trục xuất ra khỏi cửa, những tiềm long này của Phong gia chỉ sợ hiện tại đều muốn giết ta, kiếm công trở về. Tam đương gia trố mắt nhìn, sắc mặt có hơi khó coi, rồi nói. Phong gia bình thường sẽ không trục xuất đệ tử gia tộc khỏi gia môn. Ít nhất 200 năm qua cũng không hề phát sinh chuyện như vậy. Xem ra ngươi là phạm vào tội ác tày trời nên mới có thể rơi vào kết quả hiện tại. Đúng là một kẻ bại hoại của Phong gia, tội chết có thừa. Hừ, ông lão không biết cũng đừng nói lung tung. Những đám cao cấp của Phong gia chẳng qua đều là những kẻ trái tim để lợi ích che mờ thôi. Vì tế luyện một kiện báu vật mà lại trục xuất ta khỏi gia môn, lại còn phái người đối phó những ai chí thân của ta. Loại gia tộc chó má. Không có cũng được. Phong Phi Vân cũng không có nói ra yêu ma chiến y, vẻn vẹn chỉ là nói một kiện báu vật. Dù sao ý nghĩa đại diện của yêu ma chiến y, thật sự không phải người bình thường có thể tiếp thu được. Vốn tưởng rằng ông lão này sẽ tức giận, nhưng mà lần này lại ngoài dự liệu của Phong Phi Vân. Lời này, đúng là nói cũng không sai một chút nào. Phong Nhất Ý, Phong Nhất Hổ đích xác đều là những kẻ vô liêm sỉ vì báu vật. Năm đó, khụ khụ, tiểu tử. Người rốt cuộc là đệ tử đời thứ mấy của Phong gia? Tam đương gia hỏi. Phong Nhất Ý và Phong Nhất Hổ đều là hai vị lão tổ của Phong gia, đã là nhân vật cấp bậc cự kình. Tam đương gia lại có thể kêu lên tên của bọn họ, xem ra thật sự là có cội rễ từ Phong gia. Đời thứ 12. Phong Phi Vân nói như thế. Ánh mắt sắc sảo của Tam đương gia chợt lóe, lão hỏi. Gia gia của ngươi là ai? Phong Giật. Phong Phi Vân đáp. T. Tam đương gia lập tức dừng chân, cẩn thận đánh giá Phong Phi Vân. Trong đôi ánh mắt già nua tràn ngập ánh sáng phức tạp, năm ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, cuối cùng cũng không hề nói ra điều gì, liền xoay người đi vào trong hốc cây. Lão gia hỏa này rốt cuộc làm sao vậy? Phong Phi Vân đứng ở ngoài gốc cây, thật lâu không thấy lão đi ra, vì vậy liền cao giọng hỏi. Này, rốt cuộc ngươi có tha người hay không? Coi như giao hai nhà đầu kia cho ngươi. Ngươi cũng không cứu được bọn họ. Hốc cây yên lặng chỉ chốc lát, Tam đương gia lại nói. Một người bị bát mạch long tỏa của Kỷ gia phong bế, một người bị ngọc hàn khí đóng băng, nhiều nhất còn có thể sống được 9 ngày trời. Thái độ của Tam đương gia so sánh lúc trước khá hơn nhiều. Bọn họ không thể chết được. Phong Phi Vân đáp. Không phải chứ, bọn họ là vợ của ngươi. Nếu như bọn họ là vợ của ngươi, lão đầu tử ta trái lại có khả năng chỉ điểm một con đường sáng cho ngươi, có lẽ có khả năng cứu bọn họ. Tam đương gia nở nụ cười khùng khục. Quý gia tỷ muội đối với hắn có ân cứu mạng, tuyệt đối không thể nhìn bọn họ liền chết đi như vậy.
Phong Phi Vân có hơi im lặng, âm thanh mềm mỏng đi không ít. Hắn nói, cúi xin tiền bối chỉ điểm con đường sáng. Vì cứu ân nhân của chính mình, Phong Phi Vân có khả năng ăn nói khép nép nhờ vả người khác. Hắn cảm giác chuyện này không mất mặt. Tam đương gia cười nói, nếu muốn mở bát mạch long tỏa thì có hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất đương nhiên là đi tìm lão tổ tông Kỳ gia, để cho lão tự mình ra tay mở long tỏa. Lời này đúng là nói vô ích. Phong Phi Vân quả là cứng họng. Hắc hắc, cho nên ngươi chỉ có khả năng chọn con đường thứ hai. Ở Phong Hỏa Liên Thành có một người gọi là Tả Thiên Thủ. Người này chính là khá khó lường, trong thiên hạ không có khóa nào mà hắn không mở nổi, không có trận nào mà không phá được, không có bùa chú nào mà không làm tan đi được. Ngay cả 10 đại thiên phong ma trận ở Thần Đô Đại Ngục đều bị hắn phá vỡ, khiến cho hắn trốn thoát từ trong Thần Đô Đại Ngục. Nếu như ngươi có thể mời được hắn xuất thủ thì bát mạch long tỏa với hắn mà nói, chỉ là trò trẻ con. Phong Phi Vân lại hỏi, vậy lại phải làm như thế nào mới có thể phá vỡ Ngọc Hàn khí? Cái, này, một người bị đóng băng, lúc trước đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi vẫn bị Ngọc Hàn khí đóng băng. Nhưng mà nha đầu kia tựa hồ tịnh không phải nhân loại, cho nên vết thương trong thân thể vẫn có một tia sức sống. Nếu muốn phá vỡ tầng băng này mà lại không gây tổn thương tánh mạng của nàng, chỉ có một loại hỏa diễm có khả năng làm được. Loại hỏa diễm gì? Phong Phi Vân hỏi. Phật môn nghiệp hỏa chính là hỏa diễm êm dịu nhất trong thiên hạ, cũng chỉ có nghiệp hỏa mới có thể khiến cho Ngọc Hàn khí hòa tan. Tam đương gia đáp. Trong lòng Phong Phi Vân nghi hoặc, hắn liền hỏi. Vì sao lão phải nói cho ta biết những điều này, chúng ta tựa hồ cũng không quen biết gì nhau. Nếu như ta nói cho ngươi biết, ta là gia gia của gia gia ngươi kỵ tổ, ngươi có tin hay không? Tam đương gia cười nói. Phong Phi Vân mặt liền biến sắc, biết lão gia hỏa này đang chơi xỏ hắn, liền nói với âm thanh lạnh lùng. Ta là gia gia của ngươi. Vừa nói dứt lời, Phong Phi Vân xoay người liền đi. Nếu tam đương gia đã nói cho hắn nhiều như vậy, thế thì hiển nhiên là sẽ không gây tổn thương hay lấy mạng quý gia tỉ muội. Do vậy tạm thời không cần lo lắng cho an toàn sinh mệnh bọn họ. Mặc dù không biết vì sao lão ta phải trợ giúp chính mình, nhưng mà có khả năng khẳng định lão gia hỏa này tất nhiên có nguồn gốc cùng Phong gia. 9 ngày trời. Thời gian thật sự rất cập dập. Hoàng Phong lĩnh quả nhiên không hổ là chốn của hạng người tàng long ngọa hổ. 3.000 đạo tặc hợp lực lại triển khai Minh Nha đại trận, không ngờ đã đánh lui cấp bậc cự kình như Sát Hành Vân. Đến khi Phong Phi Vân từ chỗ tam đương ra quay về, Minh Nha đại trận đã chìm vào dưới mặt đất, đại chiến đã kết thúc. Bầu trời lại khôi phục sự trong sáng, có một vầng trăng sáng tỏ treo giữa trời. Mặc dù đã đánh lui Sát Hành Vân, nhưng mà Hoàng Phong lĩnh cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề, rất nhiều đạo tặc đều bị thương không nhẹ, khắp nơi đều là dấu vết chiến đấu. Một đêm này tất cả mọi người không sao ngủ được, sợ Sát Hành Vân lại đánh tới lần nữa. Ngày hôm sau, trời vừa mới sáng lên. Phanh, phanh, phanh. Đại Ngưu, mở cửa. Tên đầu chọc ở bên ngoài ra sức gõ cửa. Phong Phi Vân vừa mặc trang phục, vừa mở cửa ra, mắt kèm nhèm ngái ngủ hỏi. Phu Cửu, ngươi không ngủ được. Lão đầu chọc Phu Cửu cẩn thận đánh giá Phong Phi Vân một phen mà cảm giác rất là buồn bực. Lão giơ ngón tay sờ sờ cái đầu chọc lốc, kinh ngạc hỏi. Đại Ngưu, tối hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, mà ngươi còn có thể ngủ được. Tại sao không ngủ được? Phong Phi Vân hỏi. Vợ của ngươi bị người đoạt đi, ngươi liền tuyệt không đau lòng. Phu Cửu hỏi. Đoạt thì đoạt mất rồi, cùng lắm thì hôm nay lại cướp một người khác mang về. Phong Phi Vân ưỡn lưng một cái, lộ rõ sự mệt mỏi. Phu Cửu phá lên cười. Nhị đương gia vẫn còn đang lo lắng trong lòng ngươi không chịu đựng được, liền đặc biệt gọi ta đến an ủi ngươi, xem ra là dư thừa. Thành thật mà nói với Kỳ Thương Nguyệt, mặc dù hắn không tính là có kết giao tình cảm, nhưng mà cũng coi như có quan hệ xác thịt. Nàng bị bắt đi, trong lòng Phong Phi Vân vẫn có một chút chút lo lắng như vậy. Nhưng chuyện như vậy tự có cao thủ Kỳ gia đi mà quản, cho dù hắn có muốn quản cũng không đánh lại Sát Hành Vân. Địa vị Tử Linh Tử tại Kỳ gia chính là rất cao. Kỳ gia không có khả năng ngồi nhìn mà mặc kệ. Phong Phi Vân hỏi. Vậy ngươi rốt cuộc đến để làm chi? Phu Cửu vỗ vỗ cái đầu chọc lóc, cười to đáp. Tam đương gia nói, tối hôm qua đánh một trận làm Minh Nha đại trận tổn thương khá nhiều, cần phải có đại lượng linh thạch để chữa trị trận pháp.
nay bảo ngươi mang mấy người huynh đệ cùng nhau xuống núi thu mua. Lão nhân gia ông ta chính là chỉ đích danh ngươi, muốn ngươi tự mình đi. Như vậy à? Vẻ mệt mỏi trên mặt Phong Phi Vân lập tức biến mất, trong lòng tự nhiên rõ ràng ý định của Tam Đương gia. Đây là lão tạo ra cơ hội xuống núi cho mình, đi đến Phong Hỏa Liên Thành tìm Tả Thiên Thủ và Phật Môn Nghiệp Hỏa. Cơ hội như thế tự nhiên khó được, Phong Phi Vân đương nhiên phải tận dụng. Đến sau khi tin tức thứ nhất này truyền ra, chợt liền có mấy người tìm tới cửa, mặt dày mày dạn muốn đi theo đi. Đại Ngưu, vào lúc đuổi giết tiểu tử Kỷ gia, chính là ngươi đã đồng ý muốn mời ta đến Phong Hỏa Liên Thành uống hoa tửu uống rượu có kỹ nữ hầu 3 ngày. Đại Ngưu, làm người thật phúc hậu, nói chuyện rất có nghĩa. Muốn đi thì đi Tuyệt Sắc Lâu, đây chính là đệ nhất thanh lâu ở Phong Hỏa Liên Thành. Nghe nói đệ lục mỹ nhân thần Tấn Vương Triều từng gảy đàn ca hát ở nơi này. Ba người này đều là một trong số những người giết chết Kỷ Phong Lãnh, mọi người đều là hung nhân. Bên ngoài là đi theo Phong Phi Vân xuống núi thu mua, trên thực tế là tính toán để cho Phong Phi Vân mời bọn họ đi Tuyệt Sắc Lâu uống hoa tửu. Phong Phi Vân đúng là đích xác đã từng nói lời này, giờ phút này cũng không tiện cự tuyệt. Hắn không thể làm gì khác hơn là mang theo ba người bọn họ và Vu Cửu, một nhóm năm người đi xuống Hoàng Phong Lĩnh, hướng về tòa thành biên cương hiểm yếu trong lời đồn đại, chạy đến Phong Hỏa Liên Thành hắc ám nhất, hỗn loạn nhất. Nói chúng ta xuống núi thu mua linh thạch, các ngươi có mang theo kinh phí. Đi tới nửa đường, Phong Phi Vân mới nghĩ tới vấn đề này. Vu Cửu sửng sốt, hỏi. Đạo tặc Hoàng Phong chúng ta thu mua linh thạch, cần phải kinh phí sao? Trong lòng Phong Phi Vân quay cuồng. Đúng vậy, làm thế nào hắn lại quên đi chuyện này? Đạo tặc chỉ dựt, nào có đạo lý đưa tiền? Xem ra lần này thu mua linh thạch, không phải dễ xử lý như vậy. Trên cánh đồng bát ngát xảy ra một hồi đất rung núi chuyển, chấn động làm cho chim chóc trong bụi cỏ kinh sợ bay lên. Cha! Tình huống gì đây? Vương Mãnh Thu cánh tay để trần to như cây cột, bị dọa đến thân thể rụt co lại. Vương Mãnh chính là một trong bốn tên đạo tặc mà Phong Phi Vân mang theo lần này. Gia hỏa này mặc một cái khố lớn, lưng quấn một sợi dây thường to như cánh tay, trên bả vai khoác một cái áo dài trắng khiến cho cánh tay ngăm đen mà vững chắc càng nổi bật. Cánh tay kia quả thực so sánh Phong Phi Vân thì to gấp ba. Vóc người quả là hợp với tên hắn, tuyệt đối là Mãnh Nam. Mọi nơi toàn thân đều là từng khối cơ bắp to như bàn tay lớn. Chỉ cần hắn chừng hai mắt là có thể hù dọa đám trẻ con khóc mếu. Đúng là tiêu chuẩn của kẻ xấu. Phong Phi Vân và bốn tên đạo tặc đồng thời ngừng bước chân, quay đầu nhìn lại. Từ đường chân trời bụi mù cuồn cuộn, có hơn 10 con kỳ ngưu đang chạy tới. Mỗi một con kỳ ngưu đều cao vài thước, thân hình so sánh voi lớn đều phải khổng lồ hơn, trên người mọc đầy lân phiến. Đây là kỳ ngưu đích thực, mà không phải kỳ ngưu do kình khí đánh ra. Một đội chiến tướng người mặc chiến giáp, cầm trong tay trường mâu cưỡi trên lưng kỳ ngưu đang chạy như bay mà đến. Không ngờ lấy kỳ ngưu làm tọa kỵ, đây chính là thú vật của chiến tranh, không có tu vi tiên căn đỉnh cao thì căn bản không thể khống chế được bọn chúng. Hiển nhiên đội chiến tướng này có lai lịch phi phàm, sức chiến đấu vô cùng kinh người. Đó là lá cờ đại kỳ của Thần Vũ Quân, đây chính là người của kỵ binh kỳ ngưu chiến. Là tinh nhuệ của Thần Vũ Đoàn. Lưu Thân Sinh sờ sờ tròm râu dê dưới cằm mà nói. Lưu Thân Sinh cũng là một trong bốn tên đạo tặc, cũng là kẻ duy nhất được coi như một người nhã nhặn. Hắn khoảng ngoài 40 tuổi, mặc trường bào màu xanh có ghim một cái đuôi lớn, chân đi dép cỏ. Đương nhiên cái gọi là nhã nhặn, cũng vẻn vẹn chỉ là do Vu Cửu và Vương Mãnh đối lập nhau. Dù sao những kẻ vì uống hoa tửu mà không tiếc sức giết người thì có thể nhã nhặn vào chỗ nào. Thần Vũ Quân ở Phong Hỏa Liên Thành cũng không phải Thần Vũ Quân đích thực của Thần Tấn Vương Triều, vẻn vẹn chỉ là quân đội do tu tiên giả ở một mảnh xứ sở này tự mình gây dựng. Phong Hỏa Liên Thành nằm ở chốn biên ải Nam Man hiểm yếu, ở vào chỗ giáp giới giữa ba nước Thần Tấn Vương Triều, Bà La Quốc, Đại Thực Quốc. Nơi này thuộc về việc vùng đất không ai quản lý, cường giả tụ tập, hung nhân hoành hành, ma đầu cũng có vài tên. Quy củ nơi này chính là cá lớn nuốt cá bé. Tác dụng mà Thần Vũ Quân có thể phát huy kỳ thật cũng khá có hạn. Kỵ binh kỳ ngưu chiến tổng cộng cũng chỉ có khoảng 30 người, chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nơi này hẳn đã là một nửa trong đó. Lưu Thân Sinh nói. Phong Phi Vân nhìn chăm chú kia hơn 10 con kỳ ngưu khổng lồ kia, trong lòng thấy rất động tâm.
đây chính là một cỗ chiến lực cường đại, xung phong liều chết đằng trước đủ để đánh tan quân đội cả vạn người. Nếu như có thể mang được 30 con kỳ ngưu của kỵ binh kỳ ngưu chiến về cho Hoàng Phong lĩnh, vậy thì liền làm bá chủ. Phong Phi Vân nói, bốn tên đạo tặc đều không phải thiện nam tín nữ gì, đang nhìn chằm chằm vào một đội quân sĩ kỳ ngưu chạy như bay tới, đồng thời lộ ra nụ cười gian. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Một đội quân sĩ kỳ ngưu làm bốc lên tảng lớn đất cát, lao nhanh qua trước mặt năm người Phong Phi Vân khiến cho năm người bị bụi bám đầy người. Cả một mũi bị đất cát bịt kín, nên đều là lớn tiếng chửi bậy. Tiếng chửi mắng của bọn họ vẫn còn chưa hề dừng lại, thì đám quân sĩ kỳ ngưu vốn đã lao nhanh qua lại quay trở về, dừng ở trước mặt năm người. Hơn 10 ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú năm gia hỏa ăn mặc rách dưới này. La Lâm cưỡi cao cao trên lưng kỳ ngưu, nhìn chăm chú năm kẻ vóc người hình thù kỳ quái trước mắt này, một người lưng đeo đại thiết đao, một tên để trần cánh tay đen chũi, một kẻ có lẽ lưng còng. Chỉ có người thiếu niên kia đứng ở phía trước coi như bình thường, vóc người cũng vẫn còn dễ coi hơn một chút. Chỉ là lại để trần hai bàn chân, tóc cũng lộn xộn rối bù, vẫn còn dính đầy cho bụi. Đám người này dẫu nhìn thế nào cũng không bình thường, rất giống dân chạy nạn, càng như là nô lệ của nô lệ doanh. La Lâm lộ ra vẻ khinh thường, hắn sờ sờ thanh trường mâu trắng toát trong tay, mà hỏi với giọng cao ngạo. Các ngươi nhìn thấy một đại hòa thượng và một thiếu nữ xinh đẹp đi qua đây không? Năm người đồng thời lắc đầu. La Lâm nhíu mày, sau đó ánh mắt lạnh như băng liếc mắt quét về phía năm người, lại nói. Đại hòa thượng kia chính là một hung tăng giết người không chớp mắt. Nếu như ta biết các ngươi dám cố ý giấu giếm không báo, như vậy trên thành lâu Phong Hỏa Liên Thành sẽ có thêm vài cỗ thi thể. Trong lòng La Lâm giờ phút này là khá tức giận. Vào nửa canh giờ trước, hắn vốn mang theo chiến tướng kỵ binh kỳ ngưu chiến đang đi tuần tra chung quanh, trên đường lại gặp một đại hòa thượng. Trên người nhằng nhịt hình xăm, trong tay ôm vò rượu. Nào có hòa thượng ở giữa ngực có hình xăm thanh long bạch hổ. Nào có hòa thượng há to miệng uống rượu. La Lâm ngay tức thì liền phán đoán đây là một ác tăng, khẳng định lại là chạy trốn tới Phong Hỏa Liên Thành tránh né kẻ thù. Điều làm cho không người nào có thể chấp nhận nhất chính là, bên cạnh một ác tăng như vậy vẫn còn một thiếu nữ xinh đẹp giống như tiên nữ đi theo. Thiếu nữ này cũng áng chừng 14, 15 tuổi, so sánh tất cả nữ nhân mà La Lâm trước kia đã gặp thì đều đẹp hơn. Đâu có lý như vậy, ác tăng không chỉ có uống rượu ăn thịt, lại còn dám làm kẻ buôn lậu người. Nhìn thấy vẻ khổ sở trên mặt thiếu nữ kia, La Lâm lập tức liền nảy sinh tâm tư anh hùng cứu mỹ nhân. Hắc hắc, ở xứ sở Phong Hỏa Liên Thành này, sau khi anh hùng cứu mỹ nhân thì chính là nhất định sẽ lấy thân báo đáp. Nếu như có thể có được tiểu mỹ nhân khuynh thành như thế, vậy thì quả thực quá sung sướng. Làm sao La Lâm vẫn còn nhẫn nhịn được, hắn mang theo chiến mâu liền xông tới, cũng không buồn hỏi rõ tình huống, chỉ nói câu nhắc tới quang minh chính đại được một lần, tiếp theo một mâu đâm ra ngoài, quyết phải đâm ác tăng kia ra một cái lỗ thủng lớn. Nhưng mà đại hòa thượng kia không phải dễ chọc, một cước liền đá La Lâm bay đi ra ngoài, rơi xuống hố phân bên cạnh. Đến khi đám tướng sĩ kỵ binh kỳ ngưu chiến lôi được hắn lên bờ, thì đại hòa thượng và thiếu nữ kia đã sớm không thấy tăm hơi bóng dáng. La đại đội trưởng tức đến nổ phổi, sau khi tẩy trừ qua loa trên người một hồi liền mang theo người truy đuổi, vì vậy nên có một màn hiện tại này. Thật thối a, mẹ đứa nào dẫm phải cứt chó. Phu Cửu khịt mũi ngửi ngửi, sau đó hét to một tiếng. Trừng mắt nhìn lão tử cái rè, ta cũng không có đạp phải cứt chó. Vương Mãnh cũng là ngửi ngửi, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía La Lâm hiên ngang oai hùng mà bật thốt lên. Quân gia, không phải ngươi rơi xuống hố phân chứ? Sao trên người thối như vậy? Sắc mặt La Lâm rất là khó coi, trong lỗ mũi hung hăng phì ra một hơi, mà trầm giọng. Ngươi muốn tìm cái chết. La Lâm này chính là đội trưởng một đội kỵ binh kỳ ngưu chiến, tu vi bản thân đã đạt tới thần cơ sơ kỳ. Ở nơi hỗn loạn chi địa này, coi như giết vài người thì cũng không ai lại dám nói một chữ không. Hắn hiện tại ghét nhất người nào nhắc tới hai chữ ố phân. Phong Phi Vân cười nói. Quân gia, ngươi không phải thật sự rơi vào trong hố phân chứ? La Lâm lần này là thật sự tức sùi bọt mép, lấy trường thương đập một nhịp vào mông kỳ ngưu. Con kỳ ngưu khổng lồ giống như quả núi nhỏ này liền xông tới. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Mấy chân to như cái cột đạp xuống làm cho mặt đất rung động, kỳ ngưu hùng hổ xông tới,
gót sắt nện điên cuồng dữ dội như muốn dẫm Phong Phi Vân thành thịt vụn. Phong Phi Vân tự nhiên là không sợ chút nào, hắn trực tiếp đứng thế trung bình tấn, bàn tay chủ động vươn đi ra ngoài bắt được một bắp đùi Kỳ Ngưu. Một tay kia đặt tại vị trí bụng Kỳ Ngưu rồi cùng phát lực, trực tiếp nâng cả con Kỳ Ngưu lên. Cánh tay quăng một cái, liền trực tiếp ném bay cả Kỳ Ngưu cùng La Lâm đi ra ngoài. Rầm, Kỳ Ngưu rơi ở trên mặt đất phát ra tiếng kêu thê thảm. La Lâm không hổ là tu tiên giả thần cơ sơ kỳ, dưới chân sinh ra một mảnh mây mù xanh để nâng thân hình, sau đó phản xạ mãnh liệt trở về. Trường mâu hoàn toàn phát lực, đâm ra từng đạo điện mang. Đúng là ta đã xem thường mấy người các ngươi, nếm một mâu của ta thử xem. Phong Phi Vân vẫn còn không kịp ra tay, Vương Mãnh đã xông ra ngoài trước một bước sát. Hắn huy động cánh tay vững chắc, trực tiếp đánh bay chiến mâu trong tay La Lâm. Sau đó nện một thiết quyền đánh nát áo giáp trên người hắn. Lão tử nhìn ngươi không vừa mắt đã lâu rồi. Vương Mãnh điên cuồng cua quyền, La Lâm muốn lấy cương khí hộ thân, nhưng mà trong nháy mắt lại bị đánh tan. Coi như gương mặt khôi ngô tuấn tú bị đánh thành đầu heo, hàm răng trong miệng rơi vãi đầy đất. Lớn mật, lại dám đánh đội trưởng của chúng ta, đó chính là con đẻ của môn chủ Tam Huyền Môn. Một đám quân sĩ kỵ binh Kỳ Ngưu chiến bắt đầu xông tới, chúng vênh váo hò hét, khí thế ngút trời. Mỗi người trong bọn họ đều vung tay ném ra một cái ngọc phù to bằng bàn tay, mặt trên có linh quang chớp chớp, kéo dài tỏa ra vô số hoa văn trận pháp. Bọn họ liên thủ bày trận, đồng thời xuất kích. Vương Mãnh cảm giác được áp lực, trên da tỏa ra ánh vàng rực rỡ, cơ bắp trên người hoàn toàn nổi bật lên, khiến cho cái áo dài trắng căng phồng đều thiếu chút nữa sắp sửa bục ra. Một hoàng quyền thật lớn nện ầm ầm đi ra ngoài, nó ngưng tụ lực lượng đôi công cùng 14 chiếc ngọc phù. Rầm. Một đạo chấn khí vàng chói đẩy ra, làm cho một tầng bùn đất trên thảo nguyên hoang dã đều bị đánh bay. Trong vòng hơn 10 trượng chung quanh đều biến thành hoang vu. 14 con Kỳ Ngưu đột nhiên lui về phía sau 3 bước, 14 vị chiến tướng thiếu chút nữa bị đánh bay từ trên lưng Kỳ Ngưu. Phong Phi Vân ngây người ra. Trời ạ, sức lực tên Vương Mãnh này cũng quá lớn, không ngờ thiếu chút nữa đánh bay 14 Kỳ Ngưu. Gia hỏa này là dã thú biến hình sao? Phong Phi Vân hiện nay đã tới tu vi tiên căn đỉnh cao, hơn nữa có khả năng nhảy vượt hai tiểu cảnh giới mà chiến đấu. Nhưng mà lực lượng cũng tuyệt đối không đạt được sự biến thái như thế, trừ phi dùng tới miểu quỷ ban chỉ, hoặc có thể đạt được lực lượng càng mạnh hơn. Má ơi, lần này chơi đùa lớn, lại đắc tội thần vũ quân, còn phải chịu tội với Tam Huyền Môn. Vương Mãnh kêu một tiếng quái quỷ. Phong Phi Vân và bốn tên đạo tặc liếc mắt nhìn nhau, cũng là hoảng sợ hét to một tiếng. Sau đó liền trực tiếp bỏ trốn. Chỉ còn lại có một đám tướng sĩ kỵ binh Kỳ Ngưu chiến hai mặt nhìn nhau, bọn này rốt cuộc là một đám người nào a? Rõ ràng mọi người đều là những người sức lực mãnh liệt, vì sao lại lựa chọn trực tiếp bỏ chạy, chẳng lẽ thật sự sợ hãi thần vũ quân và Tam Huyền Môn trả thù? Thảm nhất chính là La Lâm, vừa mới bị người ta đá vào hố phân, hiện tại lại bị người khác điên cuồng tần một trận, đánh cho thành đầu heo. Sau khi được người khác đỡ lên, hắn phẫn nộ rít gào. Quay về Phong Hỏa Liên Thành, ta muốn phụ thân nện cho đám chó con này thành thịt vụn. Ta muốn báo với thành chủ, điều động 10 chiến tướng đại thần cơ đỉnh cao vây giết bọn hắn. Đúng rồi, còn có đại hòa thượng và tiểu mỹ nhân kia. Ai u, đau quá. Lần này chúng ta là đến Phong Hỏa Liên Thành thu mua linh thạch. Những nơi có nhiều linh thạch nhất tổng cộng có 3 nhà, một nhà là Tam Huyền Môn, một nhà là Ngân Câu Phường, một nhà là Phủ Thành Chủ. Mọi người nói đến nhà ai thu mua thì tốt hơn. Lưu Thân Sinh là tay già đời, đối với mọi thứ ở Phong Hỏa Liên Thành đều khá là quen biết. Ngân Câu Phường chính là sản nghiệp của gia tộc Ngân Câu, nhất định là có cường giả siêu cấp tọa chấn. Có trêu vào ai cũng không thể chọc đến Ngân Câu Phường A. Vương Mãnh mặc dù nhìn như lỗ mãng, nhưng mà biết người nào có thể động vào, người nào không thể trêu chọc. Lưu Thân Sinh nói. Thành chủ của Phong Hỏa Liên Thành cũng là một nhân vật mạnh mẽ. Có thể xưng hùng tại một nơi hỗn loạn như thế, tuyệt đối không phải là người dễ chọc. Chỉ cần là 10 vị thần tướng dưới trướng thì ai nấy đều có thần thông phi phàm, đủ sức chân áp thập phương. Vẫn còn chưa hề tiến vào Phong Hỏa Liên Thành, mấy người lại bắt đầu bàn bạc. Phong Phi Vân nói, vậy thì liền chỉ còn lại có một nhà Tam Huyền Môn, thử nói Tam Huyền Môn rốt cuộc là có lai lịch gì. Phu Cửu, Vương Mãnh, Lạc Đà Tử đều lắc đầu,
chỉ có người nhã nhặn Lưu Thân Sinh này thì biết rõ hơn nên nói. Nói đến Tam Huyền Môn, liền không thể không nói đến bá chủ quận Thần Hổ Kỳ Gia. Phủ Nam Thái tổng cộng có 26 quận, từng quận đều những vùng xứ sở mênh mông, tài nguyên hậu hĩnh, tiên môn san sát, rộng chừng như một châu Á vậy. Kỳ Gia có thể độc bá một quận, xưng hùng phía Nam, tự nhiên là nội tình thâm hậu, dưới trướng có vô số tiên môn loại nhỏ phụ trợ, được gia tộc bọn họ che chở. Mà Phong Hỏa Liên Thành nằm vào chỗ cực Nam quận Thần Hổ, cả một vùng mấy ngàn dặm chung quanh nó đều là xứ sở bị vùng đất chết chóc biên ải bao trùm. Đúng là bởi vì vị trí địa lý có tính đặc thù của Phong Hỏa Liên Thành, nơi này tụ tập cường giả tu tiên rất nhiều. Một số thế lực ngầm hắc ám có thể sánh với một đại hình tiên môn cỡ lớn. Tam Huyền Môn cũng thuộc về một đại hình tiên môn cỡ lớn. Trong môn phái số tu tiên giả cảnh giới thần cơ đạt hơn 38 người, trong đó Tam Huyền Môn chủ đã bái lạy làm môn hạ đệ tam trưởng lão của Kỳ Gia, chính là đại đệ tử của đệ tam trưởng lão. Có thể nói Tam Huyền Môn coi như là tiên môn phò tá dưới trướng Kỳ Gia. Lưu Thân Sinh nói, xem ra Tam Huyền Môn này cũng không phải chỗ dễ chọc. Tu tiên giả cảnh giới thần cơ lại đạt tới hơn 38 người, đây chính là tương đương với 38 vị trưởng lão, tuyệt đối xứng là đại hình tiên môn cỡ lớn. Phong Phi Vân trầm tư chỉ chốc lát, rồi cười nói. Ta nghĩ rằng có một ý kiến hay, có thể thử một lần. Đại Ngưu, chúng ta đều nghe lời ngươi. Vương Mãnh lên tiếng. Phong Phi Vân nói. Tiểu tử vừa rồi kia không phải là con trai của môn chủ Tam Huyền Môn sao? Sau khi bị chúng ta nện cho một trận, khẳng định sẽ đi tìm lão tử của hắn đến đây báo thù. Sao chúng ta không đến suốt một chiêu dương đông kích tây? Phu Cửu và Vương Mãnh đều là nghe mà không hiểu ra sao, chỉ có trong mắt Lưu Thân Sinh lóe lên một tia sáng, khóe miệng xuất hiện một vòng cung. Hắn vỗ tay một cái rồi nói. Chủ ý này không tệ, nhưng mà, chờ uống hoa tử uống rượu có kỹ nữ hầu, rồi hãy nói sau. Rất đúng, đi dạo thanh lâu mới là chính sự. Còn thu mua linh thạch thì cứ từ từ đi từng bước, từ từ đi từng bước. Cứ phải đủ 3 ngày đã, 1 ngày cũng không thể thiếu. Mỹ nhân ở tuyệt sắc lâu có hơn 800, mọi người đều là vưu vật mê chết người. Đặc biệt mấy nàng thẻ bài treo ở phía trước nhất kia thì càng là tiên nữ hạ phàm. 4 tên đạo tặc cười dâm đãng liên tục, chuyện thu mua linh thạch đều quẳng lên 9 tầng mây, trong lòng chỉ còn lại có uống hoa tử, đi dạo thanh lâu. Phong Phi Vân lại không dễ dàng như vậy. Lần này đến Phong Hỏa Liên Thành, trọng trách trên vai hắn so với 4 tên đạo tặc này thì lớn hơn nhiều lắm, nên cũng không thể thư giãn chút nào. Phong Hỏa Liên Thành không hổ là tòa thành lớn ở vùng biên ải hoang vắng. Tường thành so sánh các tòa cổ thành khác đều phải cao hơn gấp đôi, lấy những tảng đá nặng vạn cân mà xây. Có một số nơi rõ ràng có khả năng nhìn thấy có dấu vết khắc lục trận pháp. Trên đỉnh tường thành có tháp nhô ra để bắn tên, đài phóng lửa, đài trận pháp. Lúc nào cũng có thần vũ quân cưỡi man thú tuần tra trên đỉnh tường thành. Nơi này tùy thời đều có thể phát sinh chiến tranh, đã từng bị hủy hơn 10 lần. Nhưng mà sau đó ở đây lại dựng nên thành trì mới. Lần sau so với lần trước huy hoàng to lớn hơn. Đây chính là lợi ích của vị trí địa lý đặc thù. Tiến vào Phong Hỏa Liên Thành, có khả năng nhìn thấy rất nhiều hình thù kỳ quái của kiến trúc nước khác. Có tòa phủ đệ tường đỏ ngói xanh mái cong, có cung điện Phật gia xây bằng đá trắng, có kiến trúc sâu thẳm là từ những cây gỗ cổ xưa, v.v. Trên con phố cổ rộng 100 mét, ngựa xe như nước, náo nhiệt phi phàm. Người đến từ quốc gia và xứ sở khác nhau hội tụ ở chỗ này. Có mỹ nhân tóc vàng mắt xanh xinh đẹp lưng đeo một cây cung quý đi qua bên người, làm nửa con phố đều thoang thoảng mùi thơm trên người nàng. Lại có 4 người nô lệ cổ cương cao 3 thước đang kéo xe nha sa màu vàng đi lộc cộc. Còn có tu tiên giả trên đầu quấn vải trắng, trên người khoác áo bào trắng, phảng phất như một xác ướp đang nghênh ngang đi trên đường cái. A, cứu mạng a, cứu mạng a. 3 nam nhân đang truy theo một thiếu nữ yêu kiều. Chúng phát ra những tiếng cười dâm đãng, dồn thiếu nữ kia vào trong một cái ngõ cụt. Bọn họ đè thiếu nữ vào sát vách tường, rồi ngay giữa ban ngày ban mặt mà lần lượt cởi ra từng món y phục trên người nàng. Mọi người đi đường đều là lạnh lùng nhìn, tựa hồ đều đã thấy mãi thành thói quen. Bất kể thiếu nữ yêu kiều kia kêu cứu và khóc lóc như thế nào, nhưng không có bất cứ người nào tiến lên đưa tay ra cứu giúp. Không nên. Cứu ta, a, à. Nàng áng chừng cũng không đến 16 tuổi, khóc đến cực kỳ thê lương.
Phong Phi Vân có hơi nhíu mày, mặc dù đã sớm biết rõ Phong Hỏa Liên Thành chính là một địa phương hắc ám mà hỗn loạn, cường giả có khả năng tùy ý ức hiếp người yếu, nhưng mà lại thật không ngờ dĩ nhiên ô uế đến mức độ này. Lưu Thân Sinh đè cánh tay Phong Phi Vân xuống mà nói. Đại Ngưu, đừng xúc động, tại Phong Hỏa Liên Thành không ai là thiện nam tín nữ, làm người tốt chỉ biết sẽ chết nhanh hơn. Ý của ngươi là, thấy chết mà không cứu. Phong Phi Vân tự nhiên có điểm mấu chốt đạo đức của mình. Lưu Thân Sinh lắc đầu, đáp. Những người có thể sống được tại Phong Hỏa Liên Thành, thì làm sao cần phải ngươi cứu. Hắn vừa dứt lời, từ trong ngõ cụt kia liền truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy mấy người nam nhân vừa rồi vẫn còn định cưỡng bức thiếu nữ kia, giờ phút này đều đã nằm ở trong vũng máu. Mà thiếu nữ vốn mềm mại mà thống khổ thì đang xốc lại áo la sam rách nát, lạnh nhạt hầm hừ một tiếng. Nàng lau khô huyết dịch trên cánh tay, sau đó ngồi xổm thân thể mềm mại uyển chuyển xuống, lấy đi túi tiền trong ngực mấy nam nhân này và lẫn cả binh khí tùy thân. Nhìn thấy một màn này mà Phong Phi Vân trợn mắt há hốc mồm. Thiếu nữ kia nâng nâng áng chừng túi tiền, ôm vài món binh khí đi ra từ bên trong. Đôi mắt lạnh lùng trợn lên liếc nhìn Phong Phi Vân, sau đó liền nghênh ngang đi. Chỉ để lại trong ngõ nhỏ mấy cỗ thi thể đẫm máu đã bị lạnh như băng. Quả nhiên, nơi này đích xác không có thiện nam tín nữ. Phong Phi Vân lúc trước cũng đã từng chịu thiệt trong tay nữ nhân, hiện tại lại lần nữa có thêm một bài học. Phong Hỏa Liên Thành cho tới bây giờ cũng không có bình yên, vẻn vẹn chỉ là đi một đoạn đường này mà Phong Phi Vân liền thấy xảy ra 4-5 vụ giết người. Nơi này quả thực không phải một địa phương tốt, nếu như không có thực lực, căn bản vô phương sinh tồn. Cho dù có thực lực, nếu như không đủ thông minh, cũng tuyệt đối không sống lâu. Bán kỳ chân dị bảo, linh thảo cổ xưa, linh khí thượng cổ, tranh chữ danh gia, linh thạch tuyệt phẩm. Chỉ cần 5 đồng tiền liền tùy tiện chọn, tùy tiện tuyển. 5 đồng tiền mua như nhau, tuyệt đối có vật siêu giá trị, tuyệt đối không lừa bịp, bán sang tay, kiếm chút tiền. Đi tới đầu một con đường, nơi này càng hỗn loạn hơn. Hai bên con đường, khắp nơi đều bày hàng trên vỉa hè. Có người trực tiếp trải một cái chiếu trên mặt đất. Trên đó bày một số đồ vật kỳ dị cổ quái. Có rất nhiều người đang vây quanh ở chỗ này, ai nấy đều đang chọn lựa hàng hàng bày trên quầy. Đại ca, người thực sự thật tinh mắt, đây chính là một viên ngũ phẩm linh đan, chính là do quốc sư đương triều tự tay luyện chế, tổng cộng luyện 30 năm mới hình thành. Ta tốn công phu rất lớn mới cầm được trong tay, ta xem đại ca ngươi cũng là người tuấn tú lịch sự, thuận tiện bán rẻ cho ngươi, 80 đồng tiền thế nào? Được rồi. Được rồi, đại ca ngươi coi như là khách quen, 50 đồng tiền đi. Không thể bớt hơn được, thế này đã là giá nhảy lầu rồi. Ôi trời, đại ca, ngươi đừng đi, có khả năng xem thử thứ khác, ta đây còn có linh khí thượng cổ bổ thiên thần lô, vá trời thần lô, bút tích thực của danh họa tiên đan thanh tử. Ngày cuối cùng, ngày cuối cùng, ngày mai bần đạo sẽ đi du ngoạn Bà La Quốc. Hôm nay thổ huyết bán đại phá giá. Lấy ra vài món kỳ bảo quý giá trên người thuộc loại hiếm có trên đời để bán rẻ cho mọi người. Linh thạch, linh đan, linh thảo, thấp nhất giá từ 3 đồng tiền, quá hạn không chờ, mất không hề trở lại nữa. Phong Phi Vân đi ngang qua đoạn phố lớn này, cứ là lắc đầu liên tục. Những người này thật sự nói khoác rất quá đáng. Linh khí chính là thần binh đỉnh cao. Mặc dù là linh khí cấp độ, phẩm chất thấp nhất thì đều có giá trị vượt qua 10 tòa cổ thành. Mấy chục đồng tiền đâu có thể nào mua được, linh dược và linh đan có giá trị cũng khá xa xỉ, cơ hồ đều phải bắt đầu từ 100 vạn kim tệ. Mặc dù rất nhiều người cũng biết những người này đang lừa tiền, nhưng mà vẫn có rất nhiều người đang chọn lựa hàng trên vỉa hè, hy vọng có thể bắt được vận may, chọn lựa được báu vật đích thực. Phong Phi Vân cũng tỏ ra lòng hiếu kỳ, trong đôi mắt sinh ra hai luồng hỏa diễm. Hắn thi triển ra thần thông Phượng Hoàng Thiên Nhãn để liếc nhìn những quầy hàng này. Vừa mới nhìn hắn liền thất vọng, quả nhiên đều là những đồ không ra gì, căn bản không có một kiện báu vật đích thực. Hơ! Ánh mắt Phong Phi Vân đột nhiên dừng lại, rơi tại một quầy hàng trên vỉa hè trong đó. Đại Ngưu, đừng xem, loại địa phương này căn bản không có thứ gì hay. Nếu như thật sự muốn mua báu vật hiếm có trên đời, cứ phải đi Ngân Câu Phường. Ngân Câu Phường mới là nơi kỳ bảo cả thần tấn vương triều tụ tập. Nói cũng đúng, nói cũng đúng. Ngân Câu Phường tuyệt đối là thế lực nhiều tiền nhất thiên hạ, giàu nứt đố đổ vách ha. Chỉ tiếc sau lưng lão bản của nó là gia tộc Ngân Câu, nên cũng không ai dám có ý đồ gì.
Hắc hắc, nếu như có thể ôm được thiên kim đại tiểu thư gia tộc Ngân Câu vào trong tay, vậy liền cả đời cũng không còn sầu lo. Phong Phi Vân liếc mắt nhìn mấy đạo tặc này, bất đắc dĩ lắc đầu mà nói. Trong thiên hạ sợ là không ai có thể ôm được nàng vào trong tay. Đây chính là một con độc hạt tử, bọ cạp sẽ cắn chết người. Vừa nói dứt lời, Phong Phi Vân đã đi tới cửa hàng vỉa hè mà vừa rồi hắn đã chú ý. Nơi này mặc dù tựa như một quầy tạp hóa, nhưng mà ngẫu nhiên vẫn có người có thể kiếm được báu vật thượng cổ đích thực. Chuyện như vậy đã từng phát sinh, đã có người bỏ ra 5 đồng tiền mua được một gốc cây tê long linh thảo đích thực. Còn có người mua được tàn phiến linh khí từ thuở xa xưa, thậm chí còn có người mua được một mảnh long lân đích thực. Chuyện như vậy mặc dù xác suất cực thấp, nhưng cũng không phải không có khả năng phát sinh. Cái quầy hàng vỉa hè này bày ra ở đầu con đường dưới gốc cây hòe lớn. Nó trải ra một miếng vải đen nhiều nếp nhăn, trên đó rải mấy chục món vật khác nhau. Có đỉnh to đá nhỏ, dụng cụ bằng sắt hình thù kỳ lạ, dược thảo khô héo, thật sự là bình thường. Trông không có gì khác thường so với các quầy hàng vỉa hè khác. Người mở hàng trên vỉa hè chính là một độc tí lão nhân, một tay chỉ có một tay trái, trong ống tay phải là trống rỗng. Bốn lão ngồi ngủ gà ngủ gật ở trên thạch đôn, đôn đá, sau khi nhìn thấy đám người Phong Phi Vân đi tới thì nét buồn ngủ trên mặt biến mất toàn bộ. Tức thì lão mở mắt, chủ động thét to. Tiểu huynh đệ, muốn mua đồ gì? Chỗ này của ta chính là mọi thứ cũng có. Ngươi nhìn chiếc thạch đỉnh, đỉnh bằng đá, này chính là đào từ chỗ sâu trong lòng đất, trải qua nhân sĩ chuyên nghiệp xem xét thì chính là của quý hơn 1 vạn năm trước, có thể trấn áp sông lớn, cố định thần hải. Ngoài ra còn có một món binh khí cổ này. Ông lão cụt một tay nhặt lên một cái món binh khí thanh đồng hình móc câu từ trên quầy hàng vỉa hè, quơ quơ trước mắt Phong Phi Vân mà nói. Ngươi không nên nhìn thấy nó giản dị không có trang trí, không dính chút linh tính nào. Trên thực tế nó chính là có lai lịch lớn, chính là thần binh của một vị cự kình ở Hoàng Sa đã từng xưng hùng thiên hạ dùng qua. Một khi dính vào máu người thì sẽ bộc phát ra thần uy tối cao, hủy thiên diệt địa đều ở trong một câu nói. Ông lão cụt một tay nói năng sinh động như thật, giảng giải cho Phong Phi Vân lai lịch của những thần bảo này, về năng lực phi phàm của thần bảo mà nước miếng văng tứ tung. Hiển nhiên những lời này lão đã nói qua không biết bao nhiêu lần, rất là trôi chảy. Lão liên tiếp giảng giải như thế, đích xác nhận được hiệu quả. Rất nhiều người đều vây quanh lại đây, đều muốn biết được những dị bảo trong truyền thuyết này. Những người này đều là tu tiên giả có linh khí trong người, trong đó còn không ít cường giả cảnh giới tiên căn. Bọn họ chỉ trỏ đối với những cổ bảo này mà sôi nổi bàn luận ồn ào. Chiếc thạch đỉnh kia rất không bình thường, người nhìn trên bề mặt điêu khắc con thú giống như chu tước, nhưng mà lại mọc ra 4 cánh dài. Mỗi một đường hoa văn đều mang theo nhịp điệu kỳ dị, đích xác cực kỳ phi phàm. Rất có thể chính là một cái thần đỉnh trong truyền thuyết. Nói không chừng nó là món hàng thật. Có người bị lời nói làm động tâm, một người trẻ tuổi mặc màu đạo bào xanh bắt đầu hỏi giá. Lão bản, thạch đỉnh này bao nhiêu tiền? Con người của độc tí lão nhân chuyển động, thấy những người này ai nấy đều lộ ra ánh mắt hừng hực, vì vậy vội vàng nâng giá lên. Lão vươn 3 đầu ngón tay, miệng nói. Thần bảo như thế, giá cả tự nhiên phải đắt, 30 vạn đồng tiền, thiếu 1 đồng đều là không bán. Sau khi mức giá này được nêu ra, mọi người ổ lên. Nơi này tất nhiên đều bán đủ loại hàng, giá cả của chúng cũng có thứ chỉ mấy đồng tiền đến loại mấy trăm đồng tiền. Nay độc tí lão nhân thật đúng là dám hô giá, trực tiếp hô lên giá cao đến 30 vạn đồng tiền. Đây là cướp giật a. 30 vạn đồng tiền cũng tương đương với 30 mai kim tệ. Đối với đệ tử loại gia tộc đỉnh cao như Phong gia mà nói, 30 mai kim tệ cũng không coi là giá cao gì. Nhưng mà đối với những đệ tử tiên môn loại nhỏ và gia tộc loại nhỏ mà nói, 30 mai kim tệ kia đã xem như giá trên trời. Thế giới này thì chênh lệch giàu nghèo chính là rất lớn, người ở địa vị cao có khả năng vung tiền như rác, mà người ở địa vị thấp có lẽ vẫn còn phải liều mạng chỉ vì 1 đồng tiền. Người trẻ tuổi mặc đạo bào kia có hơi nhíu mày, hiển nhiên là bắt đầu do dự. 30 vạn đồng tiền, ta mua. Có người ra giá. Phong Phi Vân đứng ở một bên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt cằm. Ánh mắt không nhìn chăm chú vào thạch đỉnh kia, ngược lại hắn chỉ nhìn độc tí lão nhân. Lão gia hỏa này trong mắt tràn đầy vui vẻ, từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn người trẻ tuổi thân mặc đạo bào kia. Người trẻ tuổi thân mặc đạo bào cuối cùng vẫn còn quyết định đánh cuộc một chuyến,
hắn lôi ra tất cả tích góp trên người rồi ném cho Độc Tý lão nhân kia mà nói. Ta xuất 40 vạn đồng tiền, chiếc thạch đỉnh này thuộc về ta. 40 mai kim tệ đã được xuất ra. Ai trả giá cao thì được, vốn nên như thế, vốn nên như thế. Độc Tý lão nhân cười đến ánh mắt đều híp lại thành một khe. Lão vừa cất 40 mai kim tệ kia vào trong lòng, sau đó đẩy thạch đỉnh đến trước mặt thiếu niên mặc đạo bào, thật giống như sợ hắn sẽ đổi ý. Tiểu điếm lợi chút bạc lẻ, giao dịch thành công, sẽ không trả lại hàng. Độc Tý lão nhân nói. Nói thừa nhiều như vậy để làm chi? Nếu ta dám mua, liền tự nhiên sẽ không đổi ý. Trong mắt thiếu niên mặc đạo bào lộ ra ánh sáng thèm khát, hắn kích động nâng thạch đỉnh ở trong tay, hai mắt sáng ngời, cẩn thận ngắm nghía thật kỹ, thật giống như đang nhìn một kiện thần bảo vô giá. Khóe miệng Vương Mãnh lộ ra một nụ cười gian ác, cánh tay vững chắc len lén đụng phải thiếu niên mặc đạo bào kia một cái, lập tức đụng phải trọng tâm không yên của hắn, làm cho thạch đỉnh trong tay trực tiếp rơi ở trên mặt đất. Choang! Chiếc thạch đỉnh này rơi xuống đất bị chia năm xẻ bảy, bên trong vẫn còn bắn tóe ra rất nhiều vôi. Mọi người đều là phá lên cười. Ha ha, rơi tốt, rơi một cái liền đã biết rõ là hàng giả. Bỏ ra 40 vạn đồng tiền không ngờ mua một món hàng giả, vị tiểu ca thật sự là thẳng thắn. Đám người này đều là những kẻ e sợ thiên hạ không loạn, cười đến nỗi sắc mặt thiếu niên mặc đạo bào kia xanh mét, ý định giết người lộ ra. Hai tay hắn đều tạo thành quyền, hung hăng nhìn về hướng Độc Tý lão nhân. Lão gia hỏa này thật sự rất đáng ngờ, 40 vạn đồng tiền này chính là toàn bộ tích góp trên người hắn. Ông lão cụt một tay vội vàng cầm túi quần áo thu dọn đồ, miệng nói. Ta đã nói qua, tiểu điếm lợi chút bạc lẻ, giao dịch thành công, sẽ không trả lại hàng, tiểu ca ngươi chính là đồng ý rồi. Trong lòng thiếu niên mặc đạo bào mặc dù tràn đầy lửa giận, nhưng mà hiện tại có mặt nhiều người như vậy. Hắn đúng là không tiện động thủ. Chỉ là liếc mắt nhìn thật sâu Độc Tý lão nhân kia, trong lòng thầm nghĩ, đợi đến khi tất cả mọi người đi hết, thì sẽ lại tới trừng trị ngươi. Trong lúc tất cả mọi người ở đây vẫn còn cười to liên tục, Phong Phi Vân ngồi xổm người xuống nhặt đồ đang được bày trên mặt đất rồi bắt đầu lật tới lật lui. Đại Ngưu, những lời lão gia hỏa này đã tuyên bố chỉ là một trò lừa bịp. Những thứ kia có lẽ không nên nhìn thì tốt hơn. Lưu Thân Sinh lên tiếng nhắc nhở. Vốn những người đứng vây xem này đều tính toán rời đi, nhưng mà sau khi nhìn thấy Phong Phi Vân chăm chú chọn lựa những món hàng trên mặt đất, thì những người này lập tức ở lại tiếp. Không ngờ còn có người dám mua hàng của Độc Tý lão nhân này. Xem ra người trẻ tuổi kia cũng là kẻ không biết nhìn đồ, sẽ bị lừa thật sự thảm, thiếu niên mặc đạo bào chính là kết quả nhỡ tiền. Xem đi, lại một kẻ mắc bẫy, hi hi. Tiểu tử này ăn mặc rách dưới, phỏng đoán không có béo bở gì. Độc Tý lão nhân kia tự nhiên cũng nhìn ra Phong Phi Vân là kẻ nghèo kiết xác, nhưng mà dù sao người tới chính là khách, có thể bắt bí bao nhiêu là thì cứ chẹt bấy nhiêu. Thiếu niên mặc đạo bào kia cũng không rời đi, liền đứng ở bên người Phong Phi Vân, trong mắt lộ ra một chút vẻ hả hê, trong lòng chỉ hy vọng Phong Phi Vân bị lừa so với hắn thảm hại hơn là tốt nhất. Phong Phi Vân tự nhiên là không để ý tới những người chung quanh đang bàn luận gì. Hắn nhìn một vòng những thứ đang bày trên mặt đất. Mỗi một món đều nhìn một chút, cuối cùng lắc đầu thở dài, liền muốn đứng lên rời đi. Độc Tý lão nhân lập tức sốt ruột, vội vàng bật thốt lên. Tiểu ca, chờ a, có báu vật gì vừa ý thì cứ thẳng thắn nói cho lão đầu tử ta, giá cả sẽ thương lượng sau. Phong Phi Vân lập tức lại dừng bước, ngồi xổm xuống. Hắn nhặt lên một khối đá to như đầu người lớn vào trong tay, rồi nói. Bên trong tảng đá kia thai nghén một linh khí vô tận. Tuyệt đối là một món thiên địa chí bảo. Phong Phi Vân hai tay nâng đỡ tảng đá, dùng cái mũi ngửi ngửi rồi gật đầu, lại nói. Khí tức thần linh thật đậm đặc, chẳng lẽ đây chính là một khối thần thạch từ tiên giới rớt xuống. Tảng đá kia bình thản không có gì đặc biệt, màu vàng màu nâu xen lẫn trên bề mặt. Trông nó có tính chất rời rạc, bề mặt thô ráp, trên mặt vẫn còn rêu xanh mọc lên, chính là tảng đá mà Độc Tý lão nhân kia nhặt từ bên cạnh quán để đè tấm vải bày hàng. Nhưng mà lại bị Phong Phi Vân khen là cực kỳ thần kỳ, liền như thiên địa dị bảo vậy. Tất cả mọi người đều có ánh mắt tò mò, những kẻ có nhãn lực vượt xa người thường thì từ hai mắt càng là bắn ra linh mang, như muốn nhìn thấu chỗ thần kỳ của tảng đá kia, rốt cuộc lại đều thất vọng lắc đầu. Thật sự rất tầm thường. Đây chính là một khối hoàng thạch tùy ý có thể thấy được.
mà ngay cả Độc Tý lão nhân kia đều có hơi kinh ngạc. Lão cố ý quay sang tảng đá kia nhìn một chút, lão nhướng mày mà cũng không hề nhìn ra chỗ đặc thù gì. Xem ra tiểu tử này chính là một kẻ ngốc. Hoàng thạch này một đồng tiền cũng không đáng, lại có người biến nó trở thành báu vật. Độc Tý lão nhân tự nhiên là thích nghe ngóng, cười nói. Tiểu ca thật sự là lành nghề biết hàng, tảng đá kia có lai lịch thật sự dọa người, đồn đại có một vị đại thần thông ngồi ở trên đó mà ngộ đạo phi tiên. Tiểu ca nếu như thành tâm muốn mua, 20 đồng tiền ta bán cho ngươi. Độc Tý lão nhân cũng không dám nâng giá cả lên rất cao, sợ sẽ làm Phong Phi Vân trực tiếp bị hù dọa bỏ chạy. Những tu tiên giả chung quanh này đều là cười thầm trong lòng, lão bất tử kia lại bắt đầu lừa người. Một tảng đá vỡ nham nhở lại muốn bán với giá 20 đồng tiền, thế này quả thực chính là cướp đoạt. Một đồng. Phong Phi Vân tức thì thả trở về hòn đá đang cầm trong tay. Độc Tý lão nhân ngẩn ra, trong lòng ra sức thóa mạ một hồi. Mới vừa rồi còn khen tảng đá kia là từ trên trời rơi xuống, hiện tại lại chỉ đưa ra giá cả có một đồng tiền, thực sự mẹ nó là đồ nghèo kiết xác. Tiểu ca, đây chính là tảng đá mà một vị tiên nhân ngộ đạo trên đó, sao không trả thêm chút? Độc Tý lão nhân hỏi. Trên người chỉ mang theo một đồng tiền, muốn trả thêm cũng không được. Phong Phi Vân lắc đầu, liền muốn đứng lên rời đi. Độc Tý lão nhân mặc dù cảm thấy thất vọng, nhưng mà một đồng tiền cũng là tiền. Một khối đá hộc nhặt được bên cạnh đường mà thôi. Lão cắn răng, nói. Hảo, hôm nay lão phu liền lấy giá thổ huyết một đồng tiền mà bán cho ngươi. Hảo, mặc cả xong. Phong Phi Vân lập tức bật cười lên, từ trong ngón tay bắn ra một đồng tiền, sau đó ra tay nhanh như chớp cầm lấy khối đá to bằng đầu người kia rồi đứng lên. Đương nhiên hắn cũng sợ Độc Tý lão nhân này hối hận. Tiểu tử này cười đến thật vui vẻ, chẳng lẽ chính mình lần này nhìn nhầm. Độc Tý lão nhân cất một đồng tiền kia đi mà trong lòng lại bắt đầu nghi hoặc. Bọn người Vu Cửu, Vương Mãnh thì liên tục cau mày, cảm giác Phong Phi Vân thật sự không hề cần phải làm loại việc ngốc nghếch này. Mặc dù vẻn vẹn chỉ bỏ ra một đồng tiền, nhưng mà một đồng tiền cũng là tiền A. Đại Ngưu, hiện tại ngươi có khả năng nói cho chúng ta biết tảng đá kia có điều huyền bí gì đó chứ? Trong đôi mắt Lưu Thân sinh lóe lên ánh sáng trí tuệ. Những người khác có lẽ cảm giác Phong Phi Vân là đang không có việc gì nên tìm trò giải trí. Nhưng mà hắn suy đoán trong đó chỉ sợ có điều huyền bí. Những tu tiên giả này cũng không có rời đi, trong lòng cũng có nghi vấn giống nhau. Mà ngay cả Độc Tý lão nhân kia cũng đều vươn dài cổ, dựng lỗ tai lên. Phong Phi Vân cười nhìn qua một chút những người này, để hòn đá hoàng thạch ở trên lòng bàn tay, rồi hỏi. Các ngươi nhìn tảng hoàng thạch này và những tảng hoàng thạch bình thường bên cạnh có cái gì không giống? Không nhận ra được phải không? Lập tức các ngươi có thể đã nhìn ra. Phong Phi Vân vận chuyển linh khí tràn ngập trong lòng bàn tay. Phụp! Linh khí tự động bùng cháy, biến thành một ngọn lửa nhất muội nguyên hỏa. Một khối hoàng thạch kia bị hỏa diễm bao bọc, nhiệt độ bắt đầu dần dần cao lên. Một ngọn lửa nhất muội nguyên hỏa chính là hỏa diễm sinh ra từ thiêu đốt linh khí. Những tảng đá bình thường khi đó sẽ bị hỏa táng trong nháy mắt. Coi như là một số ít hòn đá cứng rắn thì cũng bị một ngọn lửa nhất muội nguyên hỏa trong nháy mắt đốt thành những hạt cát nhỏ. Nhưng mà một khối hoàng thạch bình thường này không chỉ có không bị ngọn lửa nhất muội nguyên hỏa hỏa táng, ngược lại bắt đầu di động nhảy lên trong hỏa diễm, màu sắc của nó từ màu vàng biến thành màu đỏ, sắc thái càng ngày càng diễm lệ, cuối cùng đỏ rực giống như huyết. Lúc này, coi như là một kẻ ngu thì đều đã nhìn ra sự phi phàm của một khối hoàng thạch này. Độc Tý lão nhân vươn dài cổ, tay không ngừng dụi dụi mắt, có hơi không thể tin được một màn trước mắt này. Khóe miệng Phong Phi Vân xuất hiện một vòng cung, hắn vừa thu linh khí thì nhất muội nguyên hỏa chợt biến mất, màu sắc tảng đá trong tay cũng dần dần nhạt đi, nhanh chóng liền lại biến thành màu vàng. Nó vẫn bình thường như trước, không có bất cứ linh khí gì đáng nói như trước. Nhưng mà không ai lại xem thường tảng đá này nữa. Ánh mắt của mọi người đều bị cái đó hấp dẫn, gắt gao chăm chú vào hoàng thạch, trong lòng cực kỳ hiếu kỳ. Đại Ngưu, cái này rốt cuộc là bảo bối khó lường gì vậy? Vương Mãnh lắc lắc đầu, đã lấy lại hồn. Không chỉ có là hắn, hiện tại trong lòng mọi người ở đây cũng có nghi vấn như vậy. Ta cũng không biết. Phong Phi Vân cười nói. Ngươi không biết. Tất cả mọi người không tin lời của hắn. Dù sao khối hoàng thạch này bị đặt ở bên cạnh con đường này cũng không biết mấy ngàn năm. Vô số cao thủ tiền bối đều đã đi qua nơi này,
nhưng mà lại không ai có thể nhìn ra sự bất phàm của nó, nói không chừng còn có người đã đá nó mấy đá. Hắn có thể nhìn ra sự phi phàm của Hoàng Thạch, mà lại không biết Hoàng Thạch là báu vật gì sao? Phong Phi Vân đúng là đích xác cũng không nói gì, Phượng Hoàng Thiên Nhãn của hắn mới tu luyện đến tình trạng sơ khuy môn kính, bước đi chập chững đầu tiên, nhãn lực nhiều nhất cũng chỉ có khả năng tương đương với tam phẩm tầm bảo sư. Rất nhiều báu vật đều chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được, nhận thấy được nó không tầm thường, mà không thể thực sự nhìn thấu bản chất của nó. Phong Phi Vân lúc trước sử dụng Phượng Hoàng Thiên Nhãn, liền vẻn vẹn chỉ nhìn ra khối hoàng thạch này có điều khác thường so với cả không gian khí tức, bên trong mơ mơ hồ hồ có âm thanh truyền ra, thật giống như một quả trứng bị lớp vỏ đá bao bọc, nhưng mà rồi lại tuyệt đối không có bất cứ khí tức sinh mệnh nào. Phong Phi Vân lắc đầu đáp. Chỉ có phá vỡ lớp vỏ đá thì mới có thể biết bên trong rốt cuộc giấu báu vật gì đó. Phong Phi Vân thuận tay mang tới một thanh thiết đao dỉ xét loang lổ từ quầy hàng vỉa hè, mũi đao bắt đầu hướng về hoàng thạch mà cắt gọt. Hắn hạ đao cực kỳ chậm, hơn nữa gọt tỉa cực kỳ mỏng, sợ làm báu vật bên trong bị tổn thương. Tin tức truyền đi nhanh chóng, số người vây xem càng ngày càng nhiều. Ban đầu vẫn còn vẻn vẹn chỉ có mười mấy người, sau này đạt tới mấy chục người. Hiện tại càng là nhiều hơn đạt đến mấy trăm người, vây quanh cả quầy hàng chật như nêm cối. Lại có người ở trên cửa hàng vỉa phát hiện được thần bảo tuyệt thế. Một khối đá dưới hỏa diễm trở nên đỏ như máu, có người đã bắt đầu cắt, sợ là sắp có đại bảo bối kiếp này. Tu tiên giả nối đuôi nhau chạy tới không dứt, cả con phố cổ đều bị người đứng kín. Xoạt, xoạt, xoạt. Thanh đao trong tay Phong Phi Vân càng lúc càng nhanh, nó cắt ra một lớp bột phấn đá. Hòn hoàng thạch vốn to như cái đầu người lớn, giờ phút này đã nhỏ đi một nửa. Xoạt! Lại một đao hạ xuống, khối hoàng thạch kia bỗng nhiên sinh ra biến hóa, trong lúc ồn ào đó đã biến thành màu đỏ như máu. Ầm, 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 ầm. Thiết đao trong tay Phong Phi Vân bị một cỗ lực lượng vô hình chấn vỡ, biến thành bột sắt vụn rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh sàn sạt. Phong Phi Vân cảm giác được một cỗ khí thức khổng lồ đang đột phá vào đại não của mình. Khiến cho hắn có loại ý nghĩ muốn ném khối huyết thạch cầm trong tay đi thật xa. Vút! Một cơn gió âm phong không biết từ địa phương nào thổi tới, ở trong không khí phát ra âm thanh gào thét, tựa như một đám quỷ sứ đang gầm giống, yêu ma đang hò hét. Đúng là giữa lúc mặt trời trên cao mà lại có cơn gió lạnh này ập tới thì quả thực có hơi không tầm thường. Đại Ngưu, nếu không thì không nên lại cắt tiếp, tại sao ta cảm giác bên trong không giống như là đang giấu thần bảo? Mà tựa như là một quả tim máu chảy đầm đìa. Phu Cửu cảm giác được toàn thân đều phát lạnh, trên đỉnh đầu như có khí lạnh bốc ra. Hẳn không phải vậy, ta có thể cảm giác được khí thức bên trong mặc dù kỳ quái, nhưng mà cũng tuyệt đối là một món báu vật kinh động lòng người. Lưu Thân Sinh có hơi ra hiệu cho ba tên đạo tặc khác. Nếu như trong hoàng thạch thật sự có đại bảo bối xuất hiện ở kiếp này, như vậy nhất định là có người sẽ ra tay cướp đoạt. Bốn tên đạo tặc đều là ngầm hiểu. Bắt đầu có hơi đề phòng. Chúng đứng ở bốn phía chung quanh Phong Phi Vân, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận lại đây. Trong lòng Phong Phi Vân càng là tò mò, cũng không muốn dừng tay. Hắn cầm lấy thanh đại khảm đao trên lưng Vu Cửu rồi tiếp tục cắt gọt. Thể tích hòn đá càng ngày càng nhỏ, màu sắc cũng càng ngày càng đỏ lên, đỏ đến mức giống như máu, màu máu bắn ra bốn phía. Phanh, 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 phanh. Hòn đá trong tay Phong Phi Vân nứt ra rồi bắt đầu di động, phảng phất như đang sống lại. Nó tác động khiến cho cánh tay Phong Phi Vân cảm thấy ngứa ngáy. Phá cho ta! Phong Phi Vân cảm giác đã đến điểm tới hạn, cuối cùng hạ một đao xuống. Một tầng vỏ đá giống như vỏ trứng vỡ vụn, một đạo hào quang đỏ rực như máu từ bên trong đột ngột bay ra. Nó chiếu lên cao mấy ngàn trượng, phóng thẳng tới trời cao, thẳng hướng lên trời cao. Rất nhiều người trong Phong Hỏa Liên Thành đều thấy được một đạo hào quang này, tiếp theo cảm thấy kinh dị. Họ còn tưởng rằng có cường giả tuyệt đỉnh đang đột phá đại cảnh giới thiên mệnh. Đạo hào quang đỏ rực này không chỉ có chói mắt, hơn nữa nhiệt độ cực cao. Mặc dù là bàn tay Phong Phi Vân đã dùng miểu quỷ ban chỉ để bảo vệ, nhưng vẫn bị tổn thương. Mà những tu tiên giả vây ở một bên xem náo nhiệt, giờ phút này cũng không chịu nổi, có người mắt bị hào quang đỏ rực đâm bị thương, chảy máu ra. Có kẻ y phục trên người và tóc bị nhiệt độ cao từ hào quang đỏ rực này làm bắt lửa, bắt đầu bùng cháy lách ta lách tách. Không ngờ bên trong một tảng đá lại thai nghén ra lực lượng đáng sợ như thế.
Phong Phi Vân bắt đầu điều động tu vi toàn thân, lấy uy lực của linh khí miểu quỷ ban chỉ để xuất ra lực lượng của 6 bức họa cổ mới gượng gạo trấn áp được nó. Nhưng mà bởi vì hào quang thật sự quá mạnh mẽ, nên căn bản hắn vẫn không nhìn thấy rốt cuộc là thần vật gì. Chỉ là trong tai mơ mơ hồ hồ có khả năng nghe được có âm thanh kỳ dị truyền đến, cực kỳ đau khổ, giống như là một vị tiên nữ thượng cổ đang khóc. Hào quang đỏ rực phát ra đột ngột, mang theo nhiệt độ cực nóng tựa như một hỏa lò thần diễm đang thiêu đốt. Âm thanh kỳ dị kia cực kỳ yếu ớt, nhưng mà chỉ cần tu tiên giả có tu vi đạt tới cảnh giới thần cơ thì đều có thể nghe được rõ ràng, rất giống tiếng nữ nhân đang khóc. Cũng không lâu lắm, hào quang kia chậm rãi giảm xuống, cuối cùng hoàn toàn tắt ngấm đi, dần dần lộ ra hình dáng của nó. Đây là... Phong Phi Vân không thể tin được hai mắt của mình, đây là một khối đá huyết hồng sắc, đại khái to như bàn tay người vậy. Điều đích thực khiến cho Phong Phi Vân giật mình chính là hình dạng của nó tựa như một con mắt nữ nhân, lại giống như một tấm gương liệt hỏa dẹt dài. Bất kể là hình dáng, hay là hoa văn thì đều khiến mắt người bên cạnh thấy thật sự gần gũi quá. Trên đó có đường hoa văn thô kệch của đồng tử, có con mắt nhẵn nhụi trơn tuột, thậm chí có lông mi tự nhiên sinh trưởng ở bên trên. Con mắt này thật sự là rất đẹp, quả thực so sánh với mắt của bất cứ một người nữ nhân nào thì đều phải đẹp hơn. Nếu như thật sự xuất hiện ở trên mặt một nữ nhân, thì quả thực chính là một con mắt tiên. Đây không phải lấy linh thạch tạo hình, cũng không phải linh bảo dùng linh thiết tế luyện, bởi vì bề mặt của nó hoàn toàn không có dấu vết bàn tay nhân loại gia công, chẳng lẽ là thiên nhiên sinh trưởng sao? Nếu như thật là tự nhiên sinh ra, tự nhiên lớn lên, như vậy giá trị một khối đá huyết sắc này chỉ sợ vẫn còn hơn cả linh khí. Linh tính thật cường đại, không ngờ lại tự động ngưng tụ linh khí thiên địa, chẳng lẽ một con mắt còn muốn sống lại sao? Phong Phi Vân lại cảm giác được nó đang đập đập, nhịp đập rất có tần suất đều đặn, tựa như một trái tim còn sống sờ sờ. Nhưng mà loại nhịp đập này chỉ bằng vào cảm giác mới có thể cảm ứng được, còn dùng mắt thường căn bản không có khả năng nhìn ra nó đang đập. Một khối đá huyết sắc lại tự động ngưng tụ linh khí thiên địa, quả thực chính là đang tự chủ tu luyện. Nó không khác gì một người sống. Nếu như cho nó được có một cơ hội, có lẽ nó có khả năng tu luyện thành yêu. Tuyệt sắc thạch yêu. Một cỗ khí vô cùng lạnh từ bên trong phát tán ra ngoài. Trong nháy mắt liền làm đông lạnh cánh tay Phong Phi Vân thành khối băng. Mà ngay cả bốn tên đạo tặc đứng ở bốn phía Phong Phi Vân thì trên người đều kết đầy xương lạnh. Cỗ khí lạnh này có khí thế hung dữ, nó trực tiếp nhảy vào trong huyết mạch của Phong Phi Vân, mạch máu bị nhanh chóng đông lại, đồng thời chảy về hướng trái tim như muốn làm đông lạnh hắn thành băng nhân. Cảm giác bị đóng băng hết sức đau đớn, huyết nhục toàn thân cũng giống như là bị băng đao cắt thành mảnh nhỏ. Liền vào lúc tầng băng lan tràn đến ngực Phong Phi Vân thì một cái thanh đồng linh chu đang tẩy rửa trong đan điền bỗng nhiên bắt đầu di động. Vẻn vẹn chỉ là lóe ra một chùm ánh sáng, thì những khối băng tinh này liền lùi lại như thủy triều rút, tất cả khí lạnh đều bị áp chế xuống, lui về trong hòn đá huyết hồng sắc. Trên thanh đồng linh chu trôi nổi một bộ long mã hà đồ. Một con long mã kia tựa hồ sống lại, nó hí dài một tiếng. Trực tiếp chấn áp hòn đá huyết hồng sắc thạch đầu trong tay Phong Phi Vân đến run rẩy, hoàn toàn khôi phục sự yên tĩnh. Tất cả mọi thứ phát sinh vừa rồi trong thân thể, Phong Phi Vân tự nhiên là cực kỳ rõ ràng. Thanh đồng linh chu này quả nhiên không hổ là khí cụ thánh linh, huyền diệu vô song, có thể chắc chắn áp chế một viên đá huyết sắc này. Đây là một con mắt đá tuyệt mỹ, nhưng càng giống như một tà nhãn hơn. Ta đã biết rồi, đây là một khối hóa đạo thạch. Trong 18 chủng linh thạch xếp hạng thứ 7, một ông lão tóc và râu đều đã bạc trắng chỉ vào viên đá huyết sắc trong tay Phong Phi Vân mà run rẩy nói. Trong thiên hạ lúc đó linh thạch tổng cộng được chia làm 18 chủng loại, mỗi một chủng loại đều là trời sinh, vô cùng kỳ dị, chính là báu vật mà tu tiên giả tranh nhau cướp đoạt. Trong đó xếp hạng thấp nhất chính là chân diệu linh thạch, cũng là một loại linh thạch mà tu tiên giả thường dùng nhất trong tu luyện. Nhưng mặc dù là một viên chân diệu linh thạch nhỏ như đầu ngón tay thì đều có thể bán ra với giá cả mấy vạn mai kim tệ. Đây chính là chỗ quý giá của linh thạch, mặc dù là đại gia tộc như Phong gia, có hơn 10 mỏ, với hơn 10 vạn nô lệ đào quặng, nhưng mà hàng năm có thể sản xuất ra linh thạch tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm khối như vậy. Hơn nữa đều vẫn còn là vài loại linh thạch xếp hạng thấp nhất mà thôi.
có vị đại hiền tầm bảo sư đã làm công tác thống kê, trữ lượng 18 chủng loại linh thạch ở trong thiên địa chính là giảm đi gấp hàng chục lần. Nói cách khác, nếu như chân diệu linh thạch xếp hạng thứ 18 tổng cộng có 1 vạn khối, như vậy ngũ cốc linh thạch xếp hạng thứ 17 cũng chỉ có 1.000 khối, đan linh thạch xếp hạng thứ 16 cũng chỉ có 100 khối. Mà sự thực căn cứ vào số lượng linh thạch mỗi đại gia tộc hàng năm sản xuất để xét, cũng đích xác cơ bản phù hợp vài con số này. Một thế lực lớn đứng đầu, hàng năm đào ra có mấy trăm khối chân diệu linh thạch, ngũ cốc linh thạch chỉ có mấy chục khối, đan linh thạch chỉ có vài khối. Thậm chí có đôi khi một năm đều không đào ra nổi một khối đan linh thạch. Về phần những linh thạch xếp hạng cao hơn liền càng rất thưa thớt, chỉ có ngẫu nhiên vận số tốt mới có thể đào được. Có khi vài thập niên mới xuất đào ra được một khối, cả tu tiên giới thần tấn vương triều mấy ngàn năm tất cả cũng chỉ đào ra nổi vài khối. Ví dụ như long linh thạch xếp hạng thứ 10, mấy ngàn năm qua chỉ đào ra một viên, hiện tại đều đặt ở trong đế cung thần tấn vương triều để trấn áp vận mệnh quốc gia. Có đôi khi một hòn đá là có thể trấn áp số mệnh một quốc gia, mấy ngàn năm không suy. 18 chủng loại linh thạch, mỗi một chủng loại cũng có sử dụng đặc thù. Ví dụ như chân diệu linh thạch ẩn chứa linh khí tinh khiết hậu hĩnh, có thể làm cho tốc độ tu luyện của tu tiên giả gia tăng gấp đôi. Chỉ cần tu tiên giả có tu vi cường đại đều sẽ lấy chân diệu linh thạch tu luyện, chứ không lại hấp thụ linh khí trong thiên địa. Ngũ cốc linh thạch so sánh chân diệu linh thạch càng thần kỳ hơn. Một khi nuốt một viên ngũ cốc linh thạch, tu tiên giả là có thể trực tiếp đạt tới tích cốc diệu cảnh, coi như cả đời không ăn cơm thì cũng sẽ không bị chết đói. Mà đan linh thạch xếp hạng thứ 16, so sánh ngũ cốc linh thạch lại còn quý giá hơn không ít. Chỉ cần là muốn luyện chế ra linh đan tam phẩm trở lên, thì trong đan dược liền nhất định phải tăng thêm đan linh thạch. Số lượng đan linh thạch tăng thêm càng nhiều, cơ hội thành đan cũng lại càng lớn. Nếu như không tăng thêm đan linh thạch, căn bản là không có khả năng luyện thành linh đan tam phẩm trở lên. Về phần linh thạch xếp hạng càng phía trước, quả là loại nọ so sánh loại kia rất thưa thớt, loại nọ so sánh loại kia càng thần bí hơn. Cũng chính bởi vì số lượng 18 chủng linh thạch giảm dần gấp hàng chục lần, cho nên giá cả cũng là lấy gấp hàng chục lần để tính toán. Ví dụ như một khối chân diệu linh thạch lớn như nắm tay có giá cả là 30 vạn mai kim tệ, như vậy giá cả ngũ cốc linh thạch chính là 300 vạn mai kim tệ. Giá cả đan linh thạch chính là 3.000 vạn mai kim tệ. Linh thạch xếp hạng càng ở phía trước, giá cả tự nhiên liền càng khủng bố hơn. Cũng chính bởi vì linh thạch rất thưa thớt và hao tiền tốn của, cho nên tại thế giới này, địa vị của tầm bảo sư khá cao. Bất kể là các vị đại lão tiên môn, quan coi thời tiết phương triều, hay là đại đan dược sư, rất nhiều lúc đều phải xin tầm bảo sư giúp đỡ. Khi nói ra hóa đạo thạch, mọi người còn không cảm giác được có cái gì khó lường. Thế nhưng lúc từ xếp hạng thứ 7 được nói ra, mọi người lập tức nổ tung. Ầm. Tất cả mọi người điên cuồng. Một khối long linh thạch xếp hạng thứ 10 là có thể trở thành báu vật trấn quốc của thần tấn vương triều, trấn áp số mệnh một quốc gia mấy ngàn năm, vĩnh hằng không suy. Long linh thạch, tuyệt đối được cho là xếp hạng hàng đầu 10 thần bảo của tu tiên giới tại thần tấn vương triều. Mà hiện tại một viên hóa đạo thạch xếp hạng thứ 7 xuất hiện. Cái này quả thực có thể nói là thần bảo đệ nhất thiên hạ, sẽ làm kinh ngạc cả thần tấn vương triều. Có người tỏ vẻ không tin, nói. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Theo lời đồn đại hóa đạo thạch chính là tu tiên giả tuyệt thế vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, đã thiêu đốt một thân đạo ý trên người. Như vậy sau khi ngưng tụ mới thành một viên đạo thạch, mà đạo thạch lại cần phải có thời gian trên vạn năm để thai nghén bản thân thì mới có thể hình thành hóa đạo thạch. Đạo thạch, có thể hình thành. Hóa đạo thạch, tỷ lệ nhỏ đến thương cảm, một phần vạn cũng không có. Tu tiên giả ngộ đạo khó khăn, mà muốn hóa đạo càng khó. Chỉ có đại nhân vật tu vi đích thực thông thiên mới có thể hóa đạo thành công, ta không cho rằng thần tấn vương triều từng xuất hiện thần nhân như thế. Hóa đạo thạch có thể xếp hạng ở vị trí thứ 7, liền bởi vì nó ngưng tụ được đạo của cường giả trí cao vô thượng. Nếu như lĩnh hội được đạo ở trong hóa đạo thạch, là có thể trở thành một vị cường giả trí cao vô thượng khác. Mặc dù có người tỏ vẻ hoài nghi, nhưng mà vẫn có người tin chắc đó chính là một viên hóa đạo thạch. Ta có thể cảm nhận được ở trong một khối đá huyết hồng sắc kia ẩn chứa đạo nghĩa vô thượng, mỗi một đường hoa văn trên bề mặt nó đều là một loại đạo. Chỉ cần có thể lĩnh hội một đạo nghĩa trên một đường hoa văn tại bề mặt nó là có thể tu luyện tới mức độ cấp bậc cự kình. Cái này rất có thể chính là một vị thần nữ thời kỳ thượng cổ,
sau khi hóa đạo đã ngưng tụ. Một viên hóa đạo thạch này thậm chí đều đã bắt đầu tự tu luyện bản thân. Nếu như không ai lấy nó ra từ hoàng thạch, cứ để cho nó lại tu luyện thêm mấy ngàn năm, thì vị thần nữ đã chết đi kia nói không chừng sẽ trọng sanh, lại lần nữa đứng đầu thiên hạ. Mặc dù tất cả mọi người có thái độ không giống nhau như vậy, tiến hành các loại suy đoán đối với một viên linh thạch này. Nhưng mà tất cả mọi người đã khẳng định giá trị một viên linh thạch này tuyệt đối là thần bảo vô giá. Phỏng đoán dè dặt thấp nhất, giá trị đều vượt qua một kiện linh khí. Ánh mắt của mọi người đều bắt đầu trở nên cực nóng, gắt gao nhìn viên linh thạch huyết hồng sắc trong tay Phong Phi Vân, không ai có thể che giấu được sự tham lam trong mắt. Không ít tu tiên giả tu vi cường đại đã xoa xoa tay, trên người lộ ra ý định giết người mà nhìn chăm chú Phong Phi Vân. Cả con phố cổ đều bị bao phủ trong cảnh rung chuyển bất an, một hồi gió tanh mưa máu sẽ đến. Độc Tý lão nhân xót đến đau ruột, không ngờ lại thua một đồng tiền để bán một món thần bảo. Mỗi ngày đều lừa người, hôm nay bị người lừa. Nhưng mà đến khi thấy thần bảo xuất thế, quanh cảnh trở nên sát khí đằng đằng thì lão lập tức lại có tâm lý thăng bằng hơn không ít. Tối thiểu cái họa sát sinh này sẽ không rơi trên người mình. Thất phu vô tội, dấu ngọc mới có tội. Tiểu huynh đệ, lão phu chính là người của Tô gia bà La Quốc. Khối hóa đạo thạch này chính là bảo vật cổ xưa của Tô gia ta đánh rơi, xin hãy trả lại. Một ông lão người mặc cẩm y màu xanh có một đám gia nhân vây quanh đã đi tới, nụ cười của lão nói rõ ý đồ, còn tay thì vươn ra. Hóa đạo thạch rõ ràng chính là hòn đá bướng bỉnh nằm lì bên cạnh đường đi, bị Phong Phi Vân dùng tuệ nhãn thức tỉnh châu báu cắt ra. Có người đỏ mắt, dĩ nhiên trợn tròn mắt nói dối. Thế này so cùng cướp đoạt có cái gì khác nhau? Vào lúc hóa đạo thạch xuất thế, Phong Phi Vân cũng đã biết được hôm nay không có khả năng thái bình. Quả nhiên lập tức đã có người nhảy ra, vì vậy khóe miệng hắn có hơi nhếch lên, cười nói. Tiền bối đây là muốn bắt nạt nông dân chúng ta. Bất kể là Phong Phi Vân hay bốn tên đạo tặc thì ăn mặc đều không khác gì dân chạy nạn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, những người này mới cảm giác được bọn họ dễ bắt nạt, muốn bên đường giết người đoạt bảo. Tiểu tử, bắt nạt ngươi thì đã làm sao? Tô gia bà La Quốc chúng ta đánh rơi báu vật, ngươi tốt nhất trả lại. Nếu không hôm nay sẽ phơi thây đầu đường. Từ phía sau ông lão mặc cẩm bào, một người lực lưỡng mặc chiến giáp đi ra. Người này chính là một vị chiến tướng bà La Quốc, nắm trong tay mấy vạn đại quân, chiến lực vô cùng lớn. Hiển nhiên ông lão mặc cẩm bào kia chính là hậu duệ quý tộc của bà La Quốc, cho nên bên người mới có cường giả như thế bảo vệ. Phong Phi Vân ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng trợn mắt nhìn về phía trước mà nói. Ai phơi thây đầu đường, vẫn còn không nhất thiết. Tô gia chính là hoàng thất bà La Quốc, nội tình thâm hậu vững chắc, có đại nhân vật cấp bậc cự kình tọa chấn. Nhưng mà Phong Phi Vân tự nhiên không phải hạng người sợ có chuyện. Coi như là bà La Vương đến đây thì hắn cũng dám đánh một trận. Dân đen, không biết sống chết. Nam nhân mặc chiến giáp kia, trên lưng ngưng tụ ra một hư ảnh thần hổ. Nó ngửa mặt lên trời gầm dài, phát ra một tràng gào thét điếc tai. Đây là một loại dị vực linh thông của bà La Quốc, luyện hóa máu huyết dị thú nhập thể để được truyền thừa huyết mạch và năng lực của dị thú. Người như thế được xưng là man thú chiến tướng. Mỗi một vị man thú chiến tướng có chiến lực đều cực kỳ khủng bố, tại bà La Quốc có địa vị cực cao. Địa vị man thú chiến tướng có thể so với một người quý tộc. Nay lại bảo vệ một ông lão, vậy ông lão này tại bà La Quốc rốt cuộc là có thân phận như thế nào? Người có ý đồ bắt đầu âm thầm suy đoán, cảm giác ông lão mặc cẩm bào này chính là một vị hoàng thúc bà La Quốc. Man thú chiến tướng quả nhiên dũng mãnh như trong truyền thuyết, chiến lực có thể so với tu tiên giả thần cơ sơ kỳ. Một số tu tiên giả bị khí tức trên người của man thú chiến tướng ép tới không thở nổi, chỉ có thể đi bước một mà lui về phía sau. Phong Phi Vân vẫn cứ gắt gao nắm chặt hóa đạo thạch ở trong tay, đứng thẳng trên đường phố dài. Mặc dù trang phục rách nát, tóc rối bù như tổ quạ, trên bàn chân trần vẫn còn dính bùn, nhưng mà sắc mặt đều không thay đổi chút nào. Thân ở trong thế cục dung chuyển bất an, lại vẫn đứng vững chãi. Dầm! Man thú chiến tướng nện tới một quyền, mang theo lực mấy vạn cân đánh vào ngực Phong Phi Vân, trực tiếp đánh cho hắn trượt đi ra ngoài. Mặc dù bị đánh cho lui về phía sau, nhưng mà hắn đều không hề bị thương chút nào. Man thú chiến tướng ngạc nhiên, lực lượng một quyền này của mình có uy lực như thế nào, coi như là tu tiên giả thần cơ sơ kỳ thì đều có thể một quyền đánh nát,
nhưng mà lại không cách nào gây tổn thương mảy may cho đối phương. Tiểu tử này quả nhiên có vốn liếng để kiêu ngạo. Liền vào lúc hắn chuẩn bị lại ra tay lần nữa thì thân hình Phong Phi Vân chợt lóe, tức thì đã đứng ở trước mặt của hắn. Một trường vỗ xuống liền đánh vào đỉnh đầu của hắn. Rắc rắc rắc. Chiến giáp trên người đều hóa thành mảnh nhỏ, man thú chiến tướng hung dữ toàn thân chấn động, sau đó mềm nhũn tê liệt quỵ ở trên mặt đất, cũng không đi nổi nữa. Phong Phi Vân cũng không thèm liếc mắt nhìn tới man thú chiến tướng trên mặt đất, ánh mắt quét một vòng tu tiên giả chung quanh, nói với âm thanh lạnh lùng. Nếu như ai còn muốn đánh, ta tiếp đón đến cùng. Muốn đoạt hóa đạo thạch, phải xuất ra bản lãnh thật sự. Ánh mắt của hắn dồn hết vào trên người ông lão mặc cẩm bào chỉ chốc lát. Ông lão mặc cẩm bào từ đầu đến cuối đều đứng ở một bên, mặc dù man thú chiến tướng là thủ hạ, nhưng mà nhìn hắn chết trong tay Phong Phi Vân mà trên mặt của lão không có bất cứ tâm tình dao động gì. Chỉ là một cánh tay như ưng chảo của lão bắt đầu chớp động những cơn sóng sát khí. Một đôi mắt già nua cũng lộ ra vẻ tối sầm. Lão gia hỏa này tuyệt đối là một cường giả đích thực. Vào lúc ánh mắt của Phong Phi Vân bốn mắt nhìn nhau với lão, hắn có cảm giác bị ánh mắt của lão đâm đau. Người trẻ tuổi, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tại Phong Hỏa Liên Thành cũng dám giết chết đại tướng bà La Quốc, e là ngươi không sống được bao lâu. Ông lão mặc cẩm bào có hơi bước ra một bước hướng về phía trước, một cỗ lực lượng vô hình từ mặt đất chấn động đến. Phong Phi Vân cảm giác được dưới chân có một cỗ lực lượng phá núi xẻ đồi truyền đến. Nó muốn phải đánh gãy hai chân hắn, nên hắn vội vàng điều động lực lượng toàn thân phản công về hướng dưới chân. Ầm. Phong Phi Vân liên tiếp thối lui ba bước mới hóa giải được cỗ lực lượng này. Ông lão mặc cẩm bào mới bước về phía trước một bước, Phong Phi Vân lại liền lui ba bước. Tu vi chênh lệch liền xuất hiện ra, cao thấp rõ ràng. Loại tuổi tác giống như ngươi, có tu vi như thế thì quả thực hiếm có, thiên phú bẩm sinh đã xem như thượng thừa. Giao hóa đạo thạch ra đây đi, loại báu vật cấp bậc đó thì ngươi không giữ nổi, ngược lại sẽ mang đến họa sát thân cho ngươi. Ông lão mặc cẩm bào cũng không lại quanh co lòng vòng, trực tiếp biểu lộ ý nghĩ trong lòng mình, chính là nghĩ muốn cướp lấy hóa đạo thạch. Thiên phú bẩm sinh như thế, nếu như chết bất đắc kỳ tử ở chỗ này thì quả thực rất đáng tiếc. Ông lão mặc cẩm bào lại là bước ra một bước nhỏ hướng về phía trước, khí thế trên người càng đáng sợ hơn. Không chỉ có chấn cho Phong Phi Vân liền lui ba bước, mà ngay cả những tu tiên giả chung quanh đều bị chấn cho lui về phía sau. Một số người có tu vi thấp tức thì bị chấn đến thổ huyết. Phong Phi Vân ổn định huyết khí trong thân thể, đứng chân vững lại rồi nói. Ngươi có gì đặc biệt hơn người? Nếu không phải sống lâu hơn so với ta vài thập niên, nếu như để cho ta lại tu luyện dăm ba năm nữa thì sẽ giết ngươi như đồ heo chó. Ông lão mặc cẩm bào sắc mặt bắt đầu xa sầm, bị Phong Phi Vân chọc giận làm trên bàn tay lão xuất hiện điện quang xuyên qua không gian, tức thì một trưởng vỗ đi ra ngoài. Trưởng phong phần phật, sáu con kỳ ngưu lao nhanh. Một trưởng của lão lại đánh ra lực lượng sáu con kỳ ngưu, chừng 32 vạn cân. Vẻn vẹn chỉ là trưởng phong mà quẹt qua mặt liền khiến người ta thấy phát đau, giống như dao nhỏ đang cắt ra. Phong Phi Vân bắt đầu dẫn động miểu quỷ ban chỉ, tính toán lấy linh khí để nện thẳng về ông lão mặc cẩm bào, nhưng mà có người lại đột nhiên xông ra phía trước. Dầm! Vương Mãnh đạp một bước xông lên, hai chân trùng xuống. Chân hắn dẫm vỡ cả phiến đá xanh lát đường. Bàn chân trực tiếp chìm vào dưới mặt đất, song trưởng đẩy đi ra ngoài, hắn cùng ông lão mặc cẩm bào đập vào nhau một trưởng. Ầm ầm ầm. Những phiến đá xanh trên mặt đất bị hất bay hơn 10 khối. Hai chân Vương Mãnh rạch ra hai vết rãnh sâu thật dài trên mặt đất, rồi liên tiếp lui về phía sau đến 8 trưởng thì mới tiếp được một trưởng này của ông lão mặc cẩm bào. Ông lão mặc cẩm bào cũng là lui về phía sau một bước, thu hồi bàn tay. Mặc dù đối đầu một trưởng này thì Vương Mãnh rơi vào hạ phong, nhưng mà lại đón tiếp thành công một trưởng này. Với lực lượng mạnh mẽ, so với ông lão mặc cẩm bào thì hắn vẻn vẹn chỉ yếu hơn một bậc thôi. Tiếp nữa này, ông lão mặc cẩm bào thấy vô cùng mất mặt, chính bản thân mình tự ra tay mà lại vô phương thu thập mấy người dân nghèo nhà quê, quả thực chính là làm mất mặt hoàng thất bà La. Lão đích xác chính là một vị hoàng thúc bà La Quốc, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, tự nhiên là xem thường đám dân đen như Phong Phi Vân. Ầm. Ông lão mặc cẩm bào lại ra tay lần nữa, một trưởng này uy thế càng kinh người hơn,
có uy lực đánh bay quả núi cao. Rầm, rầm. Phu Cửu và Vương Mãnh như hai vị chiến thần, đứng ở hai bên trái phải Phong Phi Vân đồng thời xông đi ra ngoài. Hai vị này đều là người dũng mãnh, một người trời sinh thần lực, một kẻ đã tu luyện đầu khớp xương thành màu vàng. Hai người đạp cho đường phố cổ thành mảnh nhỏ, bắn cho ông lão mặc cẩm bào bay ngược trở về. Ông lão mặc cẩm bào hạ xuống trên mặt đất, liên tục lui về phía sau. Một mực thối lui đến cuối phố cổ thì mới đứng vững chân được. Những người hung quanh vốn đang muốn ra tay đoạt bảo, giờ phút này đều hít một hơi thật sâu, theo bản năng lui về phía sau hai bộ. Năm người dân chạy nạn này không ngờ lợi hại như thế, người này khỏe mạnh hơn so với người khác, ngay cả Hoàng Thúc Bà La Quốc đều bị đánh lui. Phốc! Lưu Thân Sinh một cái tát đập bay đầu một tu sĩ muốn đánh lén đi ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe, một cái đầu người máu chảy đầm đìa vẫn còn bay giữa không trung liền bị Lạc Đà Tử đá một cước vỡ tan. Bốn tên đạo tặc này không chỉ có mạnh mẽ, hơn nữa người này so với người khác thì có lòng dạ độc ác hơn, điều đó đã trấn áp mọi người ở đây. Mẹ nó, ai lại dám ra tay, lão tử làm cỏ cả nhà của hắn. Phu Cửu vung đại thiết đao trong tay lên, tựa như hung thần ác sát gầm một tiếng. Trên đường cái bỗng đột ngột sinh ra một trận gió xoáy, phát ra âm thanh gào thét. Yên lặng, yên tĩnh, mọi người cũng không dám ngay cả há to miệng để hô hấp. Rất dã man, rất bạo lực. Đột nhiên, có tiếng bước chân vang lên. Lộc cộc. Phong Phi Vân có hơi liếc ánh mắt một cái, nhìn về hướng người thiếu niên mặc đạo bào đang đi tới đây, thiếu niên này không ngờ lại đã đi tới. Đúng là tên ngốc đã bị Độc Tý lão nhân lừa lấy 40 vạn đồng tiền. Giờ phút này thiếu niên mặc đạo bào lại biểu hiện ra khí chất cao hơn người bình thường, như một ngôi sao lấp lánh đang từ từ mọc lên. Phong Phi Vân triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn. Quan sát trên đỉnh đầu của hắn thấy một hình ảnh đang từ từ nổi lên, giống như một vầng mặt trời trắng lóa đang hừng hực thiêu đốt. Thiếu niên mặc đạo bào này có đại lai lịch, tu vi bản thân so sánh ông lão mặc cẩm bào chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Tuổi tác như thế, tu vi như thế, thiên phú bẩm sinh như thế, bối cảnh phía sau lưng hắn quả là vô phương lường được. Thiếu niên mặc đạo bào hiển nhiên là loại người tu luyện tại thiên môn cỡ lớn, rất ít khi tiếp xúc cùng bên ngoài. Cho nên tu vi phi phàm, nhưng mà lại bị Độc Tý lão nhân lừa đảo. Mọi người đều nhường đường cho hắn, đều có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng sinh ra từ sự hít thở mạnh mẽ. Thiếu niên mặc đạo bào tựa hồ cố ý chĩa mũi dùi vào Phong Phi Vân, đôi mắt lạnh lẽo của hắn từ đầu đến cuối đều chăm chú vào trên người Phong Phi Vân. Hắn nói, người có nói để thêm giam 3 năm là có thể giết được ông lão mặc cẩm bào như heo chó, khẩu khí thật lớn. Nhưng mà có những lời nói thật đúng như thế này, tu sĩ thế hệ trẻ tuổi mà quyết đấu với tu sĩ thế hệ trước thì đích xác có hại. Tuổi của ta tương tự với ngươi, ngươi có dám đánh một trận cùng ta? Hình ảnh trên người hắn càng to lớn hơn, như một vầng mặt trời treo giữa trời, giống như một chiếc phần thiên chi lô, hỏa lò nung trời, đang đè ép về hướng Phong Phi Vân. Hắn muốn lấy khí thế để áp đảo Phong Phi Vân. Ầm. Trong thân thể Phong Phi Vân cũng sinh ra một cỗ khí thế, biến thành Long Mã Hà Đồ, càng mênh mông mà hào hùng hơn, trực tiếp đè ngược khí thế của thiếu niên mặc đạo bào làm nó bay ngược trở về. Long Mã Hà Đồ mạnh mẽ như thế nào, há là một vầng mặt trời có khả năng chống lại. Khí thế vừa xuất hiện ra, thiên địa biến sắc, khí chất Phong Phi Vân trở nên càng ngày càng sắc bén, huyết dịch trong thân thể lưu động càng lúc càng nhanh. Hắn bị thiếu niên mặc đạo bào kích thích. Lập tức chiến ý dâng lên cao. Tiên căn ở trong đan điền cũng bị một cỗ khí tức này dẫn động, trái quả mọc trên tiên căn càng ngày càng cô động lại, bắt đầu phát sinh khả năng dụng, đây là nó muốn chuyển hóa thành thần cơ. Đây là điềm báo trước đột phá cảnh giới thần cơ. Phong Phi Vân đạt tới tiên căn đỉnh cao đã khá lâu, hơn nữa linh tuyền dược lực ở trong huyết mạch cũng bị kích thích ra rồi, sắp sửa sẽ đột phá cảnh giới thần cơ. Hảo, ta cùng với ngươi đánh một trận. Phong Phi Vân muốn thông qua một trận chiến này để đột phá cảnh giới thần cơ. Đây là một cảnh giới khiến cho hắn tha thiết ước mơ. Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được, một khi đạt tới cảnh giới thần cơ, linh khí trong thân thể chính là sẽ phát sinh sự lột xác về chất, chất lượng linh khí lẫn tổng số lượng đều sẽ gia tăng mấy lần. Hiện tại thứ mà hắn thiếu chính là số lượng linh khí trong đan điền, chỉ cần linh khí cũng đủ sung túc thì hắn có thể dẫn động lực lượng của miểu quỷ ban chỉ, thi triển ra chiến uy của linh khí. Đến lúc đó khẳng định nếu đồng cảnh giới thì sẽ vô địch.
Hiện tại là tu vi tiên căn đỉnh cao nên hắn chỉ có thể dẫn động linh khí một lần, rồi linh khí trong đan điền sẽ kiệt sức. Cho nên không đến tình huống vạn bất đắc dĩ thì hắn tuyệt đối sẽ không dẫn động linh khí. Nhưng nếu mà đột phá cảnh giới thần cơ, linh khí gia tăng mấy lần, là hắn có thể sử dụng chiến uy của linh khí được mấy lần mà cũng sẽ không kiệt lực. Nên sức chiến đấu nhanh chóng tăng lên không chỉ gấp hàng chục lần. Đại Ngưu, nếu không ta đến đánh một trận cùng hắn. Phu Cửu chủ động lên tiếng, hắn sợ Phong Phi Vân không phải đối thủ của thiếu niên mặc đạo bào. Phong Phi Vân cố ý muốn mượn thiếu niên mặc đạo bào để đột phá đến cảnh giới thần cơ. Áp lực càng lớn thì hắn mới càng có thể đột phá dưới áp lực. Không cần, một trận chiến này coi như ta chết trận thì các ngươi cũng không thể ra tay xuất thủ. Phong Phi Vân đây là muốn đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng. Nếu không thể đột phá, đó chính là chết thì cũng không hối hận. Nếu như không có hào khí giao tranh, thì cũng không thể đi được lâu dài ở trên đường tu tiên. Thiếu niên mặc đạo bào thoáng cười một tiếng. Chẳng qua ngươi có tu vi tiên căn đỉnh cao mà thôi, ta xuất một chiêu là có thể đánh bại ngươi. Nếu như ngươi xuất một chiêu là có thể đánh bại ta thì ta hai tay dâng lên hóa đạo thạch. Phong Phi Vân trên đỉnh đầu có long mã hà đồ, ánh mắt kiên định mà đi bước một nghênh đón. Đây chính là lời ngươi nói. Thiếu niên mặc đạo bào mắt lộ ra vẻ vui mừng, không thể chờ đợi được liền xông tới. Thân thể hắn biến thành một trận gió, gió biến thành một con rồng. Hai tay thành chảo, giống như long chảo thật lớn. Thiếu niên mặc đạo bào có tu vi quả nhiên khủng bố, chính là tồn tại cùng một cấp bậc như Hoàng Thúc Bà La Quốc, thậm chí còn mạnh hơn một phân. Thân thể Phong Phi Vân giống như lâm vào trong cơn mưa sa gió giật không chừng, lúc nào cũng có thể bị cuốn bay. Dầm, 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 dầm. Liên tiếp 9 đạo quyền ảnh đánh đi ra ngoài, hắn ra sức đánh lại một chiêu của thiếu niên mặc đạo bào. Quyền của Phong Phi Vân quyền vỡ vụn, máu tươi đầm đìa, huyết dịch vàng óng không ngừng nhỏ giọt rơi trên mặt đất phát ra âm thanh lộp bộp. Thiếu niên mặc đạo bào lui trở về. Vốn tưởng rằng có khả năng dễ dàng trừng trị Phong Phi Vân, nhưng đối phương mới rồi đã đánh ra 9 chiêu quyền ảnh đều vô cùng uyên thâm, ẩn chứa đạo nghĩa sâu xa, mỗi một quyền đều che kín thế công của hắn, đánh lui được hắn. Xuất một chiêu đã muốn đánh bại ta, thật sự là mơ tưởng ngông cuồng. Phong Phi Vân mặc dù quyền đang nhỏ máu, nhưng mà chiến ý lại càng ngày càng đậm, không ngừng nâng cao. Linh khí trong thân thể cũng càng ngày càng đậm, đang cấp tốc rảo bước tiến về hướng cảnh giới thần cơ. Lần nữa này, thiếu niên mặc đạo bào có lực lượng cao hơn Phong Phi Vân không biết bao nhiêu lần, muốn trong mấy chiêu đã chế ngự hắn, thậm chí giết chết để cướp lấy hóa đạo thạch trong tay của hắn. Hắn xuất ra một món phi kiếm cấp bậc chuẩn linh khí, kiếm quang trên linh mạch đan vào khiến cho Phong Phi Vân như trứng chọi đá, cực kỳ nguy hiểm. Trên người hắn máu me khắp nơi, nhưng mà lại cũng không bị tổn thương đến chỗ hiểm. Trong nháy mắt cũng đã đánh nhau hơn 10 chiêu. Thiếu niên mặc đạo bào lại vẫn không thể đánh bại Phong Phi Vân, trong lòng càng tỏ ra cực kỳ nôn nóng, kiếm quang càng lúc càng nhanh, dày đặc được giống như màn nước. Thì ra là hắn, khó trách tuổi còn trẻ mà tu vi đã đáng sợ như thế. Có người đoán được kiếm quyết của thiếu niên mặc đạo bào, nên đã nhận ra thân phận của hắn. Là người phương nào? Có người tò mò. Không thể nói, không thể nói, lai lịch thật sự rất đáng sợ, bối cảnh cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù hắn có giết chết hết mọi người ở đây thì cũng không người nào dám tìm hắn báo thù. Người kia không ngừng lắc đầu, sau khi đã biết thân phận của người thiếu niên mặc đạo bào, chấn động trong lòng rất lớn. Hắn lại nói, nếu như hắn báo ra thân phận của mình, chỉ sợ không người nào dám đánh nhau cùng hắn. Thật sự là ngu muội a, giao hóa đạo thạch cho hắn, cần gì phải đắc tội hắn. Có người cảm giác tiếc rẻ cho Phong Phi Vân, chọc tới nhân vật lớn như thế. Khẳng định sẽ cửa nát nhà tan, chết không có chỗ chôn. Thiếu niên mặc đạo bào tự nhiên cũng nghe được mọi người đang bàn luận về hắn, nên hào phóng cười nói. Nói ra cũng không sao, cũng để cho mọi người biết thân phận của ta là như thế nào. Hắn hiển nhiên là muốn làm Phong Phi Vân kinh động sợ hãi, cho rằng sau khi Phong Phi Vân nghe được thân phận bối cảnh của hắn thì sẽ bị dọa đến trực tiếp quỳ trước mặt hắn. Phong Phi Vân còn rất xa mới dễ dàng thua như thiếu niên mặc đạo bào nghĩ vậy. Trong vô số kiếm quang hắn không ngừng xuất thủ, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, không gian có khả năng hoạt động cũng càng ngày càng chật hẹp. Thật giống như bị ngàn vạn quân mã bước đến trên vách đá.
Đi về phía trước là tử lộ, lùi về phía sau cũng là tử lộ. Đây là một trận đại chiến mà thực lực cách nhau khá xa, nhưng mà khí thế đánh nhau lại như cầu vồng. Thiếu niên mặc đạo bào thật lâu cũng không thể đánh bại Phong Phi Vân, ngược lại linh khí trong thân thể và chiến ý của Phong Phi Vân càng ngày càng cường đại, càng ngày càng tới gần cảnh giới thần cơ. Hắn chính là người của một trong tứ đại môn phiệt thần Tấn Vương Triều, thất công tử của Bắc Minh gia tộc, Bắc Minh Đường. Bắc Minh Bại Thiên, một trong thiên tài cấp bậc bát đại sử thi, chính là anh họ của hắn. Người kia rốt cục nói ra thân phận người thiếu niên mặc đạo bào. Mọi người rung động. Gia tộc Bắc Minh chính là siêu cấp môn phiệt khác đồng cấp với gia tộc Ngân Câu, có thể nói là một trong bốn cột trụ của thần Tấn Vương Triều. Những gia tộc giống như Phong Gia, ở trước mặt gia tộc Bắc Minh quả thực không đáng giá nhắc tới, chỉ động chân tay là có thể bị diệt. Cũng khó trách Bắc Minh Đường lại tự tin và tự kiêu như vậy. Cả thần Tấn Vương Triều ai dám trêu vào người của tứ đại môn phiệt, đó là không biết mà chết a. Huống chi anh họ của Bắc Minh Đường lại là Bắc Minh Bại Thiên hung ác. Trời à, người của gia tộc Bắc Minh lại xuất hiện ở Phong Hỏa Liên Thành. Nếu như tin tức kia truyền ra, các bậc đại lão cả Phong Hỏa Liên Thành đều sẽ đến đây nghênh đón. Không ngờ lại có người dám động thủ với Bắc Minh Đường, coi như hắn có 9 cái mạng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ai dám trêu chọc đến gia tộc Bắc Minh. Gia tộc Bắc Minh tại thần Tấn Vương Triều có địa vị thật sự rất cao, coi như là loại người mạnh mẽ như thành chủ Phong Hỏa Liên Thành, nhìn thấy hậu duệ quý tộc của gia tộc Bắc Minh thì cũng phải che giấu kiêu ngạo, ăn nói khép nép, nếu không cũng sẽ rước lấy họa sát thân. Một thiếu niên chưa biết họ tên cũng dám động thủ với Bắc Minh Đường, quả thực cực kỳ buồn cười. Ánh mắt của mọi người nhìn Phong Phi Vân thật giống như đang nhìn một người chết, không ai cứu được hắn rồi. Bắc Minh Đường chính là thiên tài đứng đầu gia tộc Bắc Minh, bái sư làm môn hạ một vị đại nhân vật tại đạo môn, hẳn là mấy ngày gần đây mới xuất sư xuống núi từ đạo môn. Thiên phú bẩm sinh của Bắc Minh Đường mặc dù so ra kém anh họ Bắc Minh Bại Thiên của hắn, nhưng mà cũng không sai biệt nhiều. Chính là một trong các nhân vật cầm quân của gia tộc Bắc Minh thế hệ này. Độc Tý lão nhân kia đã lừa Bắc Minh Đường một chuyến lấy 40 vạn đồng tiền, cũng sớm đã bỏ trốn thần không biết quỷ không hay. Chọc vào chuyện lớn như thế, bất luận kẻ nào đều chỉ có nước trốn chạy. Tất cả mọi người kính sợ không thôi đối với Bắc Minh Đường, mà ngay cả vị hoàng thúc bà La Quốc đều giấu đi sự kiêu ngạo, chậm rãi lui về phía sau. Gia tộc Bắc Minh thì đã làm sao, chẳng lẽ liền có khả năng làm cường đạo? Phong Phi Vân càng đánh càng điên cuồng, mặc dù bị kiếm quyết của Bắc Minh Đường làm cho vẫn rất khó đánh lại như trước, nhưng mà cũng đã có cơ hội lấy hơi nói chuyện. Cũng dám so sánh gia tộc Bắc Minh với cường đạo. Coi như là một vị cự kình cũng không dám nói năng bất kính lớn như vậy, thế này quả thực chính là đã đắc tội với cả gia tộc Bắc Minh. Không đúng a, thiếu niên nghèo túng kia không đơn giản, không ngờ đối đầu cùng Bắc Minh Đường hơn 10 chiêu mà cũng không có bại. Cái này tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng làm được, chẳng lẽ hắn cũng là một người có đại bối cảnh. Nói không chừng chính là đệ tử của một vị cự kình ẩn giật lánh đời. Cố ý ăn mặc cho mình trông có vẻ nghèo túng như vậy, nếu không làm sao dám kiêu ngạo như vậy trước mặt gia tộc Bắc Minh. Nếu như chỉ là cự kình bình thường, chỉ sợ cũng không dám cản rỡ như vậy ở trước mặt gia tộc Bắc Minh. Tất cả mọi người cảm giác được Phong Phi Vân có lai lịch không đơn giản, nếu không đâu dám cao giọng lớn như vậy, lại đi nhục mạ người của gia tộc Bắc Minh là cường đạo. Các ngươi nhìn, có người giật mình la lên thành tiếng. Ban chỉ ở trên ngón tay thiếu niên nghèo túng kia, hình như chính là một món bảo vật của Sâm La Điện, miểu quỷ ban chỉ. Tựa hồ có chút giống, chẳng lẽ thiếu niên này đúng là truyền nhân của Sâm La Điện tà đạo? Mọi người lại bị kinh sợ lần nữa. Lúc trước bọn họ đã cảm giác được Phong Phi Vân và bốn tên đạo tặc cực kỳ quái dị, giờ phút này lại nhìn thấy ban chỉ màu đen trên ngón cái Phong Phi Vân, lập tức biến Phong Phi Vân trở thành anh kiệt của Sâm La Điện tà phái. Khó trách hắn dám lớn lối cao giọng cùng Bắc Minh Đường, thì ra có quả núi lớn Sâm La Điện này ở sau lưng làm chỗ dựa. Đám tu tiên giả vây xem đều bắt đầu lui về phía sau, không người nào dám bước về phía trước một bước. Đây chính là Sâm La Điện và gia tộc Bắc Minh, hai thế lực siêu cấp lớn này quyết đấu, ai xen lẫn vào thì chính là kẻ ngại sống lâu. Trong lòng Bắc Minh Đường cũng có hơi kinh ngạc, chẳng lẽ thiếu niên hỗn khất nhi bình thường này thật sự anh kiệt của là Sâm La Điện tả phái. Cho dù như vậy thì sao, gia tộc Bắc Minh chẳng lẽ còn phải sợ Sâm La Điện sao?
Bắc Minh Đường điều động toàn lực linh khí trong thân thể, dồn hết đến trên chiến kiếm. Một kiếm đâm vào ngực của Phong Phi Vân, nhưng mà một kiếm này cũng không có kết quả như trong tưởng tượng của hắn vậy. Nó không đâm thủng ngực Phong Phi Vân, ngược lại như đâm vào một tấm thép. Keng! Một âm thanh kim loại va chạm mạnh. Kiếm khí chấn động nện cho Phong Phi Vân bị bắn tung đi ra ngoài, rơi xuống cách xa hơn 10 trượng. Phong Phi Vân giờ phút này toàn thân đều đang chảy huyết, trong đan điền một đạo thần quang nhẹ nhàng chớp động, tiếp theo đều bao bọc cả người hắn. Một cỗ linh khí thuần túy đang chảy về hướng đan điền của hắn. Ầm, 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 ầm. Tiên căn thoát biến thành thần cơ. Một hòn đá trắng tinh lắng đọng ở trong đan điền, vững như bàn thạch, vách sắt thành đồng. Một khối thần cơ này hiện tại chỉ có lớn như một hạt gạo, nó tỏa ra hào quang chói mắt, ẩn chứa linh khí ánh chừng gấp 7 lần trước kia. Bản chất linh khí xảy ra biến hóa làm nó thuần khiết hơn gấp đôi. Coi như trong tình huống không sử dụng linh khí thì chiến lực của Phong Phi Vân so sánh trước kia đều tăng lên gần chục lần. Hắn đã chính thức bước chân vào thần cơ sơ kỳ. Ầm, 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 ầm. Linh khí dạo qua một vòng ở trong thân thể, những vết thương trên người trong nháy mắt khỏi hẳn. Phong Phi Vân nhẹ nhàng xắn ống tay áo, chiến ý trên người trở nên càng mạnh mẽ hơn, một đôi ánh mắt sáng lấp lánh đầy tinh lực nhìn thẳng về hướng Bắc Minh Đường. Hiện tại mới xem như đích thực bắt đầu. Mặc dù đã đột phá thần cơ sơ kỳ, nhưng mà Phong Phi Vân lại vẫn cực kỳ cẩn thận. Hắn coi Bắc Minh Đường trở thành một đối thủ vô cùng đáng sợ. Bắc Minh Đường có tu vi đã đạt tới thần cơ đỉnh cao, hơn nữa với thiên phú bẩm sinh siêu phàm của hắn, hiện tại so sánh với Phong Phi Vân cũng không sai biệt chút nào. Có thể nói hiện tại hắn vẫn miễn cưỡng cao hơn Phong Phi Vân hai tiểu cảnh giới. Phong Phi Vân mặc dù có khả năng nhảy vọt hai tiểu cảnh giới để giết người, nhưng mà đối phương cũng là thiên tài tuyệt đỉnh, hắn cũng có thể nhảy vọt hai tiểu cảnh giới để giết người. Cho nên chỉ có với cảnh giới giống nhau thì Phong Phi Vân mới có 10 phần nắm chắc có thể chiến thắng Bắc Minh Đường. Chênh lệch hai tiểu cảnh giới chính là không phải chuyện đùa, cái này nên bù đắp như thế nào? Tiểu tử, lão phu trợ giúp ngươi một tay. Mao Ô Quy nhô ra nửa cái đầu Ô Quy từ trong quần áo Phong Phi Vân. Lão có thể giúp ta cái gì? Phong Phi Vân không có bất cứ ảo tưởng gì đối với lão, con Ô Quy này ngoại trừ bản thân mai rùa mà ngay cả cự kình đều không công phá được. Thật đúng là không có lực lượng đặc thù gì. Ít nhất có thể làm cho lực phòng ngự của ngươi đạt tới cấp độ trở thành đệ nhất nhân dưới cấp cự kình. Mao Ô Quy cũng khá có tự tin đối với chính mình. Lực phòng ngự đứng đầu dưới cấp cự kình. Phong Phi Vân hỏi lại. Vạn pháp quy nhất, chân thân hợp thể. Toàn thân Phong Phi Vân run lên mãnh liệt, chỉ cảm thấy trên người đột nhiên nặng đến trên vạn cân, quả thực tựa như trên lưng đang đeo một quả núi nhỏ vạn cân. Chết tiệt, làm cái gì vậy? Phong Phi Vân phát hiện ánh mắt của mọi người nhìn hắn bắt đầu thay đổi, rất nhiều người đều kinh ngạc cười đến không ngậm miệng lại được, thật giống như thấy được chuyện khó có thể tin nổi nhất trên đời này. Thân thể Phong Phi Vân lại đã bị một khối mai rùa bao trùm. Chiếc mai rùa này liền như thần thiết, bề mặt có phong cách cực kỳ cổ xưa, rỉ sét loang lổ, vẫn còn khắc lục dấu vết thần văn. Lớp da trên người hắn cũng biến thành màu trắng toát, mặt, cánh tay, bàn chân. Chỉ cần là làn da lộ ở bên ngoài đều trở nên giống như bạch ngọc, hơn nữa cứng rắn đến đáng sợ. Cái này mới thật sự là thân thể kim cương bất hoại. Chỉ là tạo hình thế này. Quả nhiên không hổ là tà nhân của Sâm La Điện, đây là tu luyện công pháp tà đạo gì vậy? Có người xoa xoa cái trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Phong Phi Vân mặt trở nên xanh lè, hắn hỏi. Đây chính là lực phòng ngự đệ nhất dưới cấp cự kình sao? Khụ khụ. Đây chính là lão phu đang giúp ngươi, những người khác dẫu có muốn lực phòng ngự cường đại như thế thì vẫn còn không chiếm được đó. Âm thanh của Mao Ô Quy vang lên trong thân thể Phong Phi Vân. Không để cho Phong Phi Vân suy nghĩ nhiều, Bắc Minh Đường đã lại tấn công đến lần nữa. Lần này đây kiếm quyết vô cùng huyền diệu, mặc dù chỉ đâm ra một kiếm, nhưng mà đã có hơn 100 đạo bóng kiếm. Kiếm khí sắc bén, làm cho phòng ốc và quầy hàng vỉa hè hai bên con đường đều bị xẻ nát. Chúng phát ra âm thanh rách nát và tan vỡ. Hiển nhiên thân thể Phong Phi Vân phát sinh biến hóa, khiến cho vị cao thủ Bắc Minh Đường này cảm giác được nguy cơ. Một kiếm này là một trong mấy chiêu tuyệt học của hắn, chính là kiếm điển bên trong kiếm quyết của đạo môn. Keng, keng, keng. Vô số kiếm khí trực tiếp đánh trên người Phong Phi Vân, làm bắn ra vô số tia lửa,
nhưng toàn bộ bị mai rùa ngăn cản, không hề phát ra bất cứ lực sát thương nào. Kiếm điển trong kiếm quyết tự nhiên không có khả năng không chịu nổi một kích như thế, mấu chốt là lực phòng ngự hiện tại của Phong Phi Vân thật sự rất biến thái. Sắc mặt Bắc Minh Đường hơi đổi, hắn thật sự cho là Phong Phi Vân tu luyện một loại tà công nào đó của Sâm La Điện, nên lấy ra một quả phong lôi bùa chú từ trong lòng ngực. Miếng phong lôi bùa chú này chính là Bạch Ngọc Điêu Thành, đại khái to như bàn tay vậy. Hắn tung một chưởng đánh phong lôi bùa chú vào ngực của Phong Phi Vân. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Một tia chớp to như cánh tay từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên người Phong Phi Vân. Vô số điện quang loằng ngoằng nện trên da và mai rùa, thật lâu không tiêu tan. Phong lôi bùa chú có thể san bằng cả một quả núi nhỏ, nhưng mà lại ngay cả một sợi tóc của Phong Phi Vân cũng không gây tổn thương nổi. Bắc Minh Đường lần này là thật sự bị kinh sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại giật mình ngay tại chỗ. Tới phiên ta, Phong Phi Vân dẫn động miểu quỷ ban chỉ, uy lực linh khí hiện ra trên thủ trưởng. Sáu bức vẽ cổ trôi dạt trên ban chỉ, một bàn tay cực lớn đang ngưng kết thành hình dấu ấn ở trên bầu trời. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Một bàn tay giống như một mảnh đám mây lớn trực tiếp đặt xuống đè lên đỉnh đầu Bắc Minh Đường, làm vỡ nát lớp đá xanh lát trên mặt đất, trực tiếp nện hắn chui tụt vào trong lòng đất. Chiếc mai rùa thật lớn ánh ra những hạt màu vàng, có hơi giống chiến giáp từ thuở xa xưa, cũng có hơi giống như một cái chuông cổ. Làn da Phong Phi Vân biến thành trắng như bạch ngọc, nó ánh lên màu kim loại sáng bóng. Cứ mỗi lần hắn bước ra một bước, đều sẽ khiến mặt đất bị chấn động làm xuất hiện những vết nứt thật nhỏ. Ầm, 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 ầm. Lớp đất đá trên mặt đất bị hất lên làm sộc tới một dòng khí lạnh. Bắc Minh Đường không hổ là thiên tài đỉnh cao, là nhân vật cầm quân thế hệ mới được gia tộc Bắc Minh tỉ mỉ bồi dưỡng, mặc dù bị Phong Phi Vân đánh lún vào lòng đất, nhưng mà cũng không có đích thực đánh cho hắn bị trọng thương. Một đạo ánh sáng màu lam bay ra từ lòng đất. Trên người Bắc Minh Đường ngưng tụ một tầng hàn băng thật dày, biến thành một bộ hàn băng áo giáp trăm khắc tinh xảo linh lung. Mũ giáp, bảo vệ tay, hộ tâm kính, bảo vệ đùi, giày chiến đều là hàn băng ngưng tụ mà thành, chúng phát ra ánh sáng màu lam. Đây là Bắc Minh Thần Công, Bắc Minh Đường lại đã tu luyện tới Bắc Minh Thần Công tầng thứ 3, hóa hình ngưng thể, hình thành Bắc Minh hàn băng giáp. Vị hoàng thúc bà La Quốc kia có kiến thức phi phàm, tức thì nhận ra Bắc Minh hàn băng giáp. Bắc Minh Thần Công chính là tu tiên điển tịch hàng đầu của gia tộc Bắc Minh, chỉ có tộc nhân tuyệt đối trung thành mới có thể tu luyện. Mỗi lần tu luyện thành công một tầng, cũng có bản lĩnh không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có tu luyện thành công Bắc Minh Thần Công tầng thứ 3, mới có thể ngưng tụ Bắc Minh khí lạnh thành một bộ chiến giáp. Đây chính là Bắc Minh hàn băng giáp, được xưng là phòng ngự đệ nhất trong cùng cảnh giới. Thế hệ trẻ tuổi cả gia tộc Bắc Minh, cũng vẻn vẹn chỉ có Bắc Minh Đường và Bắc Minh Bại Thiên tu luyện thành công. Lực phòng ngự đệ nhất trong cùng cảnh giới, thế này cũng đã là đứng ở vị trí bất bại, đó cũng là nguyên nhân khiến Bắc Minh Bại Thiên có thể trở thành một trong những thiên tài cấp bậc bát đại sử thi. Ầm, 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 ầm. Phong Phi Vân lại lần nữa dẫn động uy lực của miểu quỷ ban chỉ, trên màn trời hiện ra dấu ấn một bàn tay cực lớn. Nó lại một lần đánh bay Bắc Minh Đường đi ra ngoài, làm cho một dãy cửa hàng phòng ốc dài bên trái con đường đều bị nện tan tành. Nhưng mà Bắc Minh chiến giáp trên người hắn không bị phá vỡ, chỉ hộc ra một tia huyết dịch đỏ tươi từ trong miệng hắn rồi lại đứng lên. Lại có thể cách Bắc Minh hàn băng giáp mà nện đến gây tổn thương cho ta, khẳng định là ngươi sử dụng chiến uy của linh khí. Ánh mắt của Bắc Minh Đường nhìn chăm chú vào trên ngón cái Phong Phi Vân, nó mang theo cái nhìn thèm muốn chiếm giữ. Hắn chính là đệ tử dòng chính của gia tộc Bắc Minh, nhưng mà cũng không cách nào có được một kiện linh khí. Nếu như có thể đoạt được linh khí trong tay Phong Phi Vân, như vậy chính bản thân mình không chỉ có lực phòng ngự vô địch trong cùng cảnh giới, mà lực công kích cũng trở thành vô địch trong cùng cảnh giới. Phong Phi Vân đích xác đã dẫn động linh khí, nhưng mà cái này không phải uy lực thực sự của linh khí, cho nên mới không thể đánh nát Bắc Minh hàn băng giáp. Một tu tiên giả thần cơ sơ kỳ và một tu tiên giả thần cơ đại viên mãn, nếu đồng thời dẫn động linh khí thì uy lực tự nhiên sẽ là một trời một vực. Cảnh giới càng cao, uy lực linh khí thể hiện ra ngoài cũng lại càng mạnh mẽ. Coi như người biết thì đã làm sao, ta hôm nay sẽ tới dạy dạy ngươi nên làm người như thế nào, không nên nhìn thấy báu vật liền cho là đều phải thuộc về chính mình. Trong đan điền thần cơ lóng lánh, hào quang vạn trượng,
linh khí trắng toát hoàn toàn đổ về hướng vào trong miểu quỷ ban chỉ. Linh khí lại bị dẫn động một lần nữa, một con long ảnh màu đỏ bò bò trên vách ban chỉ, nó không ngừng phát ra gầm giống. Ầm, 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 ầm. Do bị linh khí áp chế, Bắc Minh Đường căn bản ngay cả lực cũng không có để đánh lại, kiếm quyết đánh ra trong nháy mắt bị linh khí đánh tan. Cả người hắn lại bị đánh bay đi ra ngoài. Phong Phi Vân cố gắng đánh rắn dập đầu, cấp tốc dẫn động linh khí rồi nện hắn lún vào lòng đất. Mặc dù lực lượng của miểu quỷ ban chỉ vô phương nện vỡ Bắc Minh Hàn băng giáp, nhưng mà vẫn có lực lượng thẩm thấu đến trong áo giáp, nện cho Bắc Minh Đường không ngừng thổ huyết. Da đầu của hắn đều bị nện đến rách toạc, từ trong khe hở đang chảy ra những giọt máu tươi. Bắc Minh Hàn băng giáp vốn có màu lam, nay bị máu tươi nhuộm đỏ trông cực kỳ diễm lệ, nó trong suốt mà lại óng ánh, tựa như mặc một món chiến y làm từ hồng bảo thạch. Ầm, 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 ầm. Mặt đất đã sớm bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, cả một đoạn phố cổ này đều biến thành hoang vu, đổ nát thê lương, khói bay cuồn cuộn. Trông không giống như là hai tu sĩ đang đại chiến, mà có vẻ như là ngàn vạn quân mã vừa chạy qua nơi này. Trời ạ, Bắc Minh Đường chính là thiên tài tuyệt đỉnh của thế hệ trẻ tuổi, càng là chi trưởng của hai nhà gia tộc Bắc Minh lẫn Đạo Môn. Nhưng mà lại bị người ta áp chế mà đánh, hoàn toàn không có lực để đánh lại. Nếu như không có Bắc Minh Hàn băng giáp hộ thể, hắn cũng sớm đã bị mất mạng. Thiên phú bẩm sinh của thiếu niên kia lại vẫn còn hơn cả Bắc Minh Đường, ta phảng phất thấy được vị thiên tài cấp bậc sử thi thứ 9 đang quật khởi. Nếu như cho hắn thời gian 10 năm, mà lại không bị thế lực lớn gạt bỏ, hắn khẳng định có thể trở thành thiên tài cấp bậc sử thi. Nhưng mà hiện tại, so sánh với thiên tài cấp bậc bát đại sử thi thì hắn vẫn còn cách quá xa. Nếu như hắn thật sự là tà đạo truyền nhân do Sâm La Điện bồi dưỡng, như vậy cũng không có mấy thế lực dám loại bỏ hắn. Phong Phi Vân ra tay quyết đoán vô tình, rất muốn giết chết Bắc Minh Đường ở chỗ này. Nhổ cỏ tận gốc, không để cho hắn lưu lại nửa phần đường sống. Ầm, 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 ầm. Phong Phi Vân huy động quyền trắng xóa, liền giống như thép ngọc. Một quyền đánh vào ngực Bắc Minh Đường, quyền kình truyền vào Bắc Minh Hàn băng giáp. Làm quần áo ở lồng ngực của hắn bị rách nát một mảng lớn, lưu lại một dấu quyền ấn đỏ đậm. Thất vọng, vẫn không công phá được Bắc Minh Hàn băng giáp, cũng không hề tạo thành thương tổn thực chất đối với hắn. Ta hôm nay sở dĩ bị bại, cũng không phải thiên phú bẩm sinh và tu vi của ta không bằng ngươi. Chẳng qua là bại bởi linh khí, nếu như ta cũng nắm giữ được một món linh khí, nhất định. Phốc, Bắc Minh Đường còn chưa nói hết lời. Liền lại bị Phong Phi Vân nện một quyền vào gò má phải. Quyền phong xuyên thấu qua chiến giáp, để lại trên mặt của hắn một dấu vết quyền ấn đỏ đậm. Đây là sống sờ sờ vẽ mặt a. Lại còn là trước mặt nhiều người như vậy, quả thực khiến cho mặt mũi gia tộc Bắc Minh đều bị mất sạch. Tiểu tử, người cũng đã biết anh họ ta là ai. Bắc Minh Đường trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, hắn đứng lên từ trên mặt đất. Muốn ngưng tụ linh khí rồi liều chết đánh một trận cùng Phong Phi Vân để cứu vãn thể diện. Nhưng mà linh khí trên người hắn còn không kịp ngưng tụ, liền lại bị Phong Phi Vân hung hăng một cước đá bay. Hắn đâm đầu đụng vào một thân cây bên cạnh làm nó bị chặt đứt đôi. Rầm! Thân cây vững chắc bị đầu của hắn nện gãy, còn cả người hắn đều cắm thẳng trên mặt đất, đầu cơ hồ đều chui vào lòng đất. Coi như anh họ ngươi là thiên vương lão tử, nếu như dám tới cứu cái đồ khốn nhà ngươi này. Thì ta cũng đánh không bỏ qua. Phong Phi Vân một cước giẫm trên mông Bắc Minh Đường, truyền tất cả linh khí trên người vào bàn chân để trấn áp cho hắn vô phương đứng dậy. Bắc Minh Đường không có một thân tu vi không gì sánh nổi, nay lại bị chiến uy của linh khí đánh cho tan tác, hai tay hai chân cùng phát lực mà cũng không cách nào đứng lên từ trên mặt đất. Nếu như nói Phong Phi Vân giờ phút này tạo hình rất giống một con thần quy, mà động tác của Bắc Minh Đường giờ phút này liền càng giống như một con ô quy. Anh họ ta chính là một trong thiên tài cấp bậc bát đại sử thi, Bắc Minh Bại Thiên. Bắc Minh Đường hô lên. Thiên tài cấp bậc bát đại sử thi. Phong Phi Vân nhíu mày, trong óc trong nghĩ tới trận chiến ấy giữa công tử Vô Hà và Đông Phương Kính Thủy. Hai người này cũng là thiên tài cấp bậc bát đại sử thi, sức chiến đấu quả thực có thể nói nghịch thiên. Nện cho quả núi cao cũng bị vỡ vụn. Bắc Minh Bại Thiên đã là cái chó gì? Hai người công tử Vô Hà và Đông Phương Kính Thủy liên thủ đều không phải đối thủ của ta. Nếu như hắn đến đây, ta cũng đánh không tha. Phong Phi Vân mặc dù là huyên hoang khoác lác, nhưng mà mặt không đỏ,
thần bất loạn, cực kỳ khí thế. Đương nhiên tất cả mọi người biết hắn đang thổi phồng khoác lác, nhưng mà dám nói ra như vậy, đích thật cũng là can đảm hơn người. Một tràng tiếng ồn truyền đến, những tu tiên giả ở xa xa vây xem vội vàng giạt ra, như tránh rắn độc, rồi đều phát ra âm thanh thổn thức. Nữ nhân đẹp quá! Có người phát ra tiếng thán phục như vậy. Làm thế nào lại có hai cỗ xác ướp cổ đi theo phía sau nàng, trên người vẫn còn mặc áo cà sa rách nát? Chẳng lẽ nàng là người cản thi ở Tây Vực Phủ? Không giống, người cản thi cũng cần bùa chú hoặc là thi linh thì mới có thể thúc giục chiến thi. Nhưng mà hai cỗ xác ướp cổ này lại tự động đi theo sau nàng, trong mắt vẫn còn có cả linh tính, phảng phất xác ướp cổ đều sinh ra trí tuệ. Mọi người càng lùi càng xa, không dám chắn đường nàng. Phong Phi Vân tự nhiên cũng nghe được những tiếng bàn luận của những người này, nụ cười trên mặt có hơi cứng đờ. Từ sau lưng truyền đến một cỗ tà khí ngập trời, khiến cho toàn thân hắn đều phát lạnh. Một cỗ khí tức kỳ quái này là quen thuộc như vậy, quen thuộc đến mức làm cho lòng người run rẩy. Lộc cộc, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ở phía sau. Mặc dù còn không thấy người mới tới rốt cuộc là ai, nhưng mà sau lưng Phong Phi Vân lại sớm bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Mà ngay cả thần cơ trong đan điền đều lờ mờ thất sắc, bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế thiếu chút nữa vỡ vụn. Bàn chân thu trở về từ trên mông Bắc Minh Đường, hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Giao hóa đạo thạch ra đây cho ta. Một bàn tay lạnh như băng mà kỳ quái đã vươn ra ở trước mặt Phong Phi Vân. Âm thanh của nàng cũng vẫn lạnh giá như băng vậy, hơn nữa mang theo sát khí lộ rõ. Nó làm cho người nào nghe được thì lỗ tai phát nhức, thật giống như toàn thân đều bị đông lạnh, vô phương nhúc nhích. Một đôi tay kia của nàng rất tinh xảo, cũng rất mềm mại, tựa như một vị đại sư dùng ngọc đẹp chạm trổ mài được một nửa. Nó không mang theo bất cứ tỉ vết nào, ngón tay mảnh khảnh, thon thả mềm nhẵn, trắng nõn mà tinh tế. Làm cho người ta rất muốn vươn tay để ôm lấy một cánh tay ngọc khéo léo mà mềm mại này của nàng. Nhưng mà sau khi Phong Phi Vân nhìn thấy một cánh tay ngọc này, đồng tử thu lại mãnh liệt mà lạnh toát sống lưng. Hắn chỉ muốn được cách ly cái tay ngọc này càng xa càng tốt. Ngón tay này đã bóp chết một vị cự kình, càng là thiếu chút nữa cũng sống sờ sờ mà bóp chết hắn. Tiêu Nặc Lan, nàng đang đứng ở trước người Phong Phi Vân, cũng vẫn mặc bộ Phật y trắng tinh không chút bụi bặm, đai lưng bằng tơ xanh, đôi mắt kín đáo không mang theo bất cứ tình cảm gì, thậm chí đều không tiếp thu được khí tức trên người nàng. Nữ ma làm sao có thể là người? Nàng căn bản là không nhận ra Phong Phi Vân, hay Phong Phi Vân căn bản là không có tư cách khiến cho nàng nhớ kỹ. Nhưng làm thế nào mà nàng lại xuất hiện ở chỗ này? Không ai có thể hiểu rõ tâm tình của Phong Phi Vân giờ phút này, chỉ nghĩ thoát được càng xa càng tốt. Này, con mẹ nó ngươi là ai a? Ngươi cứ nói giao cho ngươi, liền giao cho ngươi. Phu Cửu trực tiếp tiến lên, chỉ vào Tiêu Nặc Lan chính là thóa mạ một hồi. Cái tên Vũ Phu đầu chọc này quả thực chính là một kẻ đầu gỗ, coi như là nữ nhân đẹp nhất thiên hạ đắc tội hắn, hắn cũng chặt đầu không chớp mắt. Ánh mắt của Tiêu Nặc Lan có hơi liếc sang nhìn hắn, Phong Phi Vân nhìn thấy ý định giết người trong mắt nàng thì vội vàng lấy ra hóa đạo thạch, trực tiếp bỏ vào trong tay nàng. Sau khi hóa đạo thạch cầm vào trong tay, ý định giết người trong mắt Tiêu Nặc Lan chợt biến mất. Nàng căn bản không liếc mắt nhìn bất cứ người nào ở đây, xoay người liền đi. Hai tên xác ướp tăng nhân cổ khoác áo cà sa, huyết nhục toàn thân đã khô héo thối rữa, nhưng mà đôi mắt lại đang phóng ra ánh vàng rực rỡ, cung kính đi theo phía sau người nàng. Bước đi của chúng cũng không cứng ngắc, ngược lại vẫn còn có vẻ có chút linh hoạt. Hai vị xác ướp tăng nhân cổ này đã đạt tới thi biến lần thứ ba. Phong Phi Vân gắt gao nắm quyền, ánh mắt nhìn theo hướng bóng lưng mảnh khảnh của Tiêu Nặc Lan đang đi xa mà lông mày nhíu lại thật chặt. Vị nữ ma này làm thế nào lại đến Phong Hỏa Liên Thành? Tiêu Nặc Lan cường đại và hung ác ra sao, Phong Phi Vân so sánh bất luận kẻ nào đều biết rõ ràng. Đồn đại ngay cả thành Tử Tiêu Phủ đều bị nàng công phá, biến thành một tòa tử thành, vài thế lực lớn trong thành Tử Tiêu Phủ đều bị ép phải thoát đi, không dám chính diện giao phong với nàng. Nàng xuất hiện ở thành Tử Tiêu Phủ, nhất định là có mục đích. Nàng, rốt cuộc nàng ta là ai? Làm thế nào ta cảm giác bị nàng nhìn thoáng qua liền chỉ thiếu chút nữa là hồn phi phách tán. Phu Cửu trước sau như một không sợ trời không sợ đất, giờ phút này toàn thân đều chảy mồ hôi khiến cho y phục trên người đều bị ướt đẫm. Quả tim giờ phút này đều vẫn còn đang đập thình thịch. Tiêu Nặc Lan vẻn vẹn chỉ nhìn hắn nửa con mắt,
mà thiếu chút nữa đã muốn lấy tánh mạng của hắn. Nếu không có Phong Phi Vân sớm giao ra hóa đạo thạch vào trong tay Tiêu Nặc Lan, thì giờ phút này khẳng định là hắn đã bị chết hài cốt không còn tồn tại. Sau này mà thấy nàng ta, vậy đi xa được đến đâu thì trốn xa tới đó cũng được. Phong Phi Vân lẩm bẩm không chỉ có là đang báo cho Vu Cửu, cũng là đang nói cho mình nghe. Mặc dù giao ra hóa đạo thạch cho Tiêu Nặc Lan, nhưng mà trong lòng Phong Phi Vân lại cũng không có cảm giác mất mát. Dù sao thần bảo giống như vậy, khẳng định sẽ có vô số thế lực lớn mơ ước. Nếu không có đủ thực lực, căn bản là không giữ nổi. Hóa đạo thạch có thể nói là đệ nhất chí bảo thần tấn vương triều, nếu như Phong Phi Vân giữ nó ở trên người của mình, thì không quá ba ngày, khẳng định hắn sẽ phơi thây nơi hoang dã. Hừ, loại bảo vật hóa đạo thạch này, ngoài mình gia tộc Bắc Minh của ta ra thì ai cũng đều đừng nghĩ lấy được. Bắc Minh Đường đứng lên từ trên mặt đất, khóe miệng vẫn còn rơm rớm máu. Hắn quát với Tiêu Nặc Lan, muốn lấy danh tiếng của gia tộc Bắc Minh để hù dọa Tiêu Nặc Lan. Tiêu Nặc Lan lập tức ngừng bước chân lại. Trong lòng Phong Phi Vân giật thột một cái. Bỗng nhiên, hắn lại là tung ra một cước đá bay Bắc Minh Đường đi ra ngoài, lần này thì đá hắn đi được xa hơn. Hỗn đản này, nếu như mà chọc giận Tiêu Nặc Lan, cả Phong Hỏa Liên Thành đều có thể sẽ hóa thành phế tích. Tất cả mọi người sẽ chết trong tay nàng. Hóa đạo thạch, là Bắc Minh, gia tộc ta. Bắc Minh Đường mặc dù bị đá bay, nhưng mà âm thanh đã mang theo vẻ không cam lòng, từ rất xa truyền đến một câu như vậy. Tiêu Nặc Lan cũng không hề xoay người, dừng một chút, liền lại trực tiếp rời đi. Phong Phi Vân lúc này mới thở phào một hơi, mới vừa rồi thiếu chút nữa liền bị Bắc Minh Đường hại chết. Ai nha, ta muốn đi tìm hỗn đản Phong Phi Vân kia. Nếu mà không gặp được hắn, hắn khẳng định lại đi tìm nữ nhân khác, ngươi đừng ngăn ta không làm ni cô, ta thật sự không làm ni cô. Nếu như ngươi là lại bức ta chết cho ngươi xem. Ngươi có tin hay không? Tại một chỗ phồn hoa ở Phong Hỏa Liên Thành, có một thiếu nữ mặc Phật y màu xanh nhạt đứng ở trên đường cái khóc lóc om sòm lăn lộn. Nhìn qua nàng cũng áng chừng 14, 15 tuổi, mái tóc đen thật dài vấn ở trên đầu, được cắm một cây ngọc hoa cài tóc. Da Nạp Lan Tuyết Tiên cực kỳ trắng, nó tản ra ánh sáng nhàn nhạt, êm dịu mà mang theo Phật vận. Khi thì nàng có vẻ hơi lạnh như băng, khi thì có vẻ hơi ngây thơ, khi thì có hơi dễ thương, khi thì lại có chút trang nghiêm thần thánh, thật giống như một vị nữ Bồ Tát. Một người không ngờ lại có thể có được 6 loại khí chất, mỗi một loại đều không giống nhau. Nhìn trong mắt của những người khác nhau thì khí chất của nàng cũng lại không giống nhau. Đây là bởi vì 6 viên thiên tủy xá lợi trong thân thể nàng đã bị kích hoạt, do đó khiến cho nàng đi bước một hướng về lục dục Phật cảnh. Còn khí chất trên người cũng hiện ra 6 chủng loại. Nhà đầu, nếu như ngươi ngay cả này tình dục cơ bản nhất đều không cắt đi, tương lai tu hành tất có đại kiếp. Tử Nhục Hòa Thượng tập mạnh một ngụm rượu, không ngừng thở dài mà nói. Lão tử đã sớm tính một quẻ cho hắn, tiểu tử kia trong lòng chỉ nghĩ đến một nữ nhân, đã thâm căn cố đế. Không có khả năng lại thích nữ nhân khác. Ngươi cũng sớm quên hắn đi một chút, rồi cùng ta học tập Thương Sinh Cổ Kinh, truyền thừa vô thượng thánh pháp của Phật môn ta. Có đúng là hắn thích ta không? Nạp Lan Tuyết Tiên nắm ống tay áo Tử Nhục Hòa Thượng, con mắt chớp chớp, hàng lông mi rung rung. Làm thế nào liền si tình như vậy? Tử Nhục Hòa Thượng lại là thở dài một tiếng, lắc đầu rồi đáp. Trên quái tượng quẻ bói có hiện ra kiếp trước kiếp này. Vòng đời sinh tử cực kỳ hỗn loạn mà lại bị một cỗ lực lượng vận mệnh cách trở. Ngay cả ta cũng chưa từng gặp qua quái tượng kỳ dị như vậy, hoàn toàn không nhìn thấu nữ nhân kia là ai. Nhưng mà, có khả năng khẳng định tuyệt đối không phải ngươi. Chính hắn gọi ta là vợ, không có đạo lý nói chuyện không tính toán gì hết. Nạp Lan Tuyết Tiên bảo, nam nhân có khả năng gọi bất cứ một người nữ nhân xinh đẹp nào là con dâu. Tử Nhục Hòa Thượng đáp, chính là người ta đã có quan hệ xác thịt cùng hắn. Khuôn mặt Nạp Lan Tuyết Tiên có hơi đỏ ửng. Nam nhân chính là phát sinh tiếp xúc da thịt với bất cứ một người nữ nhân xinh đẹp nào. Tử Nhục Hòa Thượng thở dài nói. Nạp Lan Tuyết Tiên dậm chân, tức giận hỏi. Ngươi chính là muốn đối địch với ta. Nhà đầu, ta là muốn giảng một đạo lý cho ngươi. Ngươi coi như không tu Phật, thì cũng không gả cho Phong Phi Vân. Ngươi coi như gả cho một con chó. Cũng không lấy Phong Phi Vân. Tử Nhục Hòa Thượng đáp. Ngươi liền chán ghét hắn như vậy. Nạp Lan Tuyết Tiên hỏi. Ta vốn không ghét hắn,
thậm chí có hơi tán thưởng khen ngợi hắn, nhưng mà đây là hai chuyện khác nhau. Trừ phi hắn có thể cắt đứt chấp niệm trên người mình, nếu không hắn vĩnh viễn đều không có khả năng thích ngươi. Đi gần quá với hắn, ngươi tương lai nhất định phải muốn chết muốn sống, bất tất tự làm khổ mình. Tuy rằng Tử Nhục Hòa Thượng trước mặt những người khác thì nói lời thô tục hết bài này đến bài khác, nhưng mà trước mặt Nạp Lan Tuyết Tiên thì lão nói chuyện đều rất biết có chừng mực. Nạp Lan Tuyết Tiên đương nhiên không tin, cảm giác đây đều là Tử Nhục Hòa Thượng nêu lý do để thoái thác, mục đích là muốn nàng chuyên tâm làm ni cô, bước lên con đường vong tình tuyệt ái để tu Phật. Phật nói, kiếp trước kiếp này có nhân có quả, kiếp này, nếu như ngươi là phi thường thích một người, mà hắn không thích ngươi, thì đó đều là bởi vì đời trước hắn phi thường thích ngươi, mà ngươi không thích hắn. Món nợ của kiếp trước, kiếp này sẽ hoàn lại, còn món nợ của kiếp này, kiếp sau nhất định phải trả. Hiện tại Nạp Lan Tuyết Tiên làm sao còn nghe được những lời Tử Nhục Hòa Thượng đã nói, nàng không nhịn được đáp. Đạo gia tu luyện kiếp này, Phật gia tu luyện kiếp sau. Nghe nói ta đời trước chính là một vị Bồ Tát xinh đẹp dễ thương, làm rất nhiều việc thiện lớn, đời này nhất định công đức vô lượng. Ta nguyện mất đi một thân công đức, hóa thành đường nhân duyên. Nàng vẫn chưa nói xong, liền bị Tử Nhục Hòa Thượng giơ tay bịt miệng mà trách mắng. Nói bậy, những lời như thế trong tương lai hoàn toàn không thể nói lung tung. Một cỗ tà khí ngút trời, bay thẳng lên trời cao. Nó bao trùm kín mít cả Phong Hỏa Liên Thành. Tử Nhục Hòa Thượng chậm rãi buông lỏng tay ra, ngẩng đầu nhìn về hướng mây đen chết chóc trên màn trời mà tự nhủ. Tiêu Nặc Lan quả nhiên đã đuổi tới. Nếu như không có được Phỉ Thúy Phật Châu, thì nàng sẽ không bỏ qua. Chúng ta cần tìm một nơi để trốn đã. Ánh mắt Tử Nhục Hòa Thượng nhìn về khắp bốn phía, đột nhiên có một tòa lầu cao treo đầy đèn màu hấp dẫn sự chú ý của lão. Cột đỏ mái xanh, cao gần 7 tầng, lại có vô số nữ nhân ăn mặc màu sắc tươi đẹp với khuôn mặt tươi cười, liền như tiên nữ ở cung điện trên trời. Chỉ là, bọn họ ăn mặc thật sự rất xinh đẹp. Tuyệt sắc lâu. Tiêu Nặc Lan có tu vi cao tới đâu, thần thức cường đại tới đâu, cũng tuyệt đối không đoán được chỗ chúng ta ẩn thân, hắc hắc. Tử Nhục Hòa Thượng nhếch miệng cười một tiếng, lôi kéo Nạp Lan Tuyết Tiên, một tay ôm bình rượu thật lớn liền đi về hướng tới Tuyệt Sắc Lâu. Ta vấn tử ra hà xử khứ, tao khách diêu chỉ Tuyệt Sắc Lâu. Thử hỏi tiệm rượu nơi nào nhỉ, nhà thơ liền chỉ Tuyệt Sắc Lâu. Lúc này, hoàng hôn mờ ảo, nắng chiều chênh chếch. Thành quách xa xa được một dạng mây đỏ nhuộm màu, mang theo chút ấm cuối cùng trước khi vào đêm. Gió đêm thổi, mặt người lạnh. Phong Phi Vân và bốn tên đạo tặc chính là đúng vào lúc này đã đi tới dưới Tuyệt Sắc Lâu. Nghe nói đệ lục mỹ nhân của thần Tấn Vương Triều đã từng gảy một khúc đà biên tác giao, bài ca biên ải ở chỗ này. Lúc ấy rất nhiều vị danh tiếng tu tiên giới đều từng đến chiêm ngưỡng tiên nhan của nàng, chỉ vì muốn được nghe nàng gảy một khúc cầm âm linh hoạt kỳ ảo. Từ đó về sau Tuyệt Sắc Lâu liền danh chấn phủ Nam Thái, trong chốn phong trần được xếp hạng đệ nhị. Lưu Thân Sinh ngẩng đầu nhìn lầu vàng gác ngọc, đình đài cao đến 7 tầng, cung điện xanh vàng rực rỡ, quả thực không kém gì một hoàng cung. Cái này vẫn còn là một tòa thanh lâu sao? Rất khoa trương rầm rộ, quá lộng lẫy kiêu sa, quả thực so sánh phủ thành chủ đều phải còn hơn 3 phần. Đại đạo thanh lâu ngự uyển đông, ngọc lan tiên hạnh áp chi hồng. Đường lớn thanh lâu ngự uyển đông, ngọc lan tiên hạnh sát hoa hồng. Nơi này không giống như là chỗ giao du ái mộ, trốn tử sắc thâu đêm. Nó giống như một tòa khuê phòng của tài nữ và thiên kim tiểu thư. Vậy thì trốn xếp hạng đệ nhất phong trần là ở chỗ nào? Phong Phi Vân không tin thiên hạ còn có càng hoa lệ thanh lâu hơn so với Tuyệt Sắc Lâu. Thần đô, thiên kim nhất tiếu lâu. Lưu Thân Sinh đáp, nếu muốn nữ nhân ở trong đó cười một cái với ngươi. Người đều phải bỏ ra 1.000 mai kim tệ. Hơn nữa có đôi khi ngươi cho tiền các nàng, bọn họ cũng chưa chắc để ý tới ngươi. Có thể biến thanh lâu thành ra loại tình trạng này, như vậy coi như là một loại kỳ tích. Chỉ cần làm được đệ nhất thiên hạ, như vậy cũng không hề cần phải để ý đến sắc mặt người khác nữa. Ta càng quan tâm, vị đệ lục mỹ nhân thần Tấn Vương Triều kia, sao vẫn ở tại Tuyệt Sắc Lâu. Lạc Đà Tử ôm bụng cong người, đầu đều phải dính sát trên mặt đất. Trong miệng phát ra tiếng cười cạc cạc. Lưu Thân Sinh lắc đầu, đáp. 2 năm trước nàng cũng đã chuộc thân cho mình, không ai biết nàng đi đâu. Chỉ là sau này, đồn đại có người nhìn thấy nàng xuất hiện ở thiên kim nhất tiếu lâu, lại đi lên đài,
lại bắt đầu gảy đàn, lại bắt đầu bán rẻ tiếng cười. Chỉ là, trong nụ cười mang theo lệ, trong khúc hát mang theo nỗi đau. Phong Phi Vân nhướng mày, lên tiếng. Nếu nàng đã chuộc thân cho mình, như vậy đã nói lên nàng đã chán ghét loại lăn lộn trong cuộc sống phong trần, đã muốn chạy ra khỏi địa phương không sạch sẽ như thế này. Lại làm thế nào rồi tiến vào Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu? Cho dù người ta có nổi tiếng xinh đẹp đến đâu, sau lưng đều nhất định có một mặt cay đắng chua xót trong lòng. Lưu Thân Sinh lắc đầu, đáp. Bất kể là Tuyệt Sắc Lâu, hay là Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, có thể đứng vững gót chân tại Thần Tấn Vương Triều, hơn nữa nổi tiếng cùng tu tiên giới. Như vậy sau lưng nhất định là có thế lực vô cùng khổng lồ làm chỗ dựa. Đệ lục mỹ nhân chính là con gà đẻ trứng vàng trong chốn gió chăng này, nếu đã tiến vào vòng tròn này thì làm sao có thể hoàn toàn thoát được. Coi như nàng muốn chạy đi, cũng sẽ có người đem nàng trở về. Mấy tên đạo tặc mặc dù không chuyện ác nào không làm, nhưng đều là vẫn còn tính người, giờ phút này đều cùng thở dài, hiểu được vì sao trong nụ cười của nàng có mang theo lệ, trong khúc ca mang theo nỗi đau. Các ngươi nhìn thấy ngọc bài màu đỏ treo trên xà nhà không? Năm người đi vào đại môn Tuyệt Sắc Lâu, Lưu Thân Sinh chỉ về hướng một tòa lầu hoa lớn nhất. Có một xà ngang màu đỏ vắt ngang trước mặt, trên đó treo đầy các ngọc bài màu đỏ. Trên mỗi một ngọc bài đều có khắc báo danh một nữ nhân. Ngọc bài màu đỏ xếp càng gần phía trước, như vậy đã nói rõ nữ nhân này hiện tại càng đỏ. Nếu muốn thấy nàng cần phải trả giá càng cao. Lưu Thân Sinh nói. Phong Phi Vân và ba tên đạo tặc khác trực tiếp quay sang nhìn về hướng một cái ngọc bài xếp hạng phía trước nhất. Nam Cung Hồng Nhan. Phong Phi Vân thì thầm. Thẻ bài Nam Cung Hồng Nhan, treo ở vị trí phía trước nhất đã 2 năm, không người có thể dung chuyển. Lưu Thân Sinh thở dài thở ngắn, bóp cổ tay đấm ngực bồm bộp mà nói. Năm ngoái ta mang theo 1 vạn mai kim tệ đi tới Tuyệt Sắc Lâu, định gặp nàng một lần. Nhưng mà vạn kim tan hết, cũng không thể được như nguyện. Ngay cả một ngón tay nàng cũng không hề thấy. Hắn tiếc nuối không thôi. Đây là vì sao? Phong Phi Vân không giải thích được, chẳng lẽ tốn hao vạn mai kim tệ, mà cũng không thể thấy được mặt nàng. Vẻn vẹn chỉ là một nữ nhân kỹ viện thôi, chỉ phải trả tiền, sẽ không sợ bất công với nàng. Nam Cung Hồng Nhan cực kỳ kiêu ngạo, nàng định ra quy củ, muốn gặp nàng phải thỏa mãn 3 điều kiện. Hơn nữa coi như thỏa mãn 3 điều kiện này thì nàng cũng chưa chắc sẽ gặp ngươi. Lưu Thân Sinh đáp. Phong Phi Vân lúc trước tính toán thu xếp cho 4 tên đạo tặc này tại Tuyệt Sắc Lâu, sau đó liền lặng lẽ rời đi, hắn muốn tìm người gọi là Tả Thiên Thủ kia. Nhưng mà giờ phút này lại bị Nam Cung Hồng Nhan gợi lên lòng hiếu kỳ, liền hỏi. 3 điều kiện gì? Thứ nhất, nhất định phải khôi ngô tuấn tú còn trẻ. Sau khi nghe thấy 1 điều kiện đầu tiên như thế, Lạc Đà Tử và Vu Cửu liền trực tiếp quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng, trong lòng rất không thoải mái, hạ giọng mắng vài câu nông cạn, không nhìn thấy nội tâm. Thứ hai, nhất định phải trẻ tuổi lắm tiền. Sau khi nghe thấy điều kiện thứ hai, Vương Mãnh cũng quay đầu đi, đã lại thấp giọng mắng nữ nhân đều con mẹ nó rất thực tế. Thứ ba, nhất định phải là vương giả trong thế hệ trẻ tuổi. Sau khi Phong Phi Vân nghe xong 3 điều kiện này, hắn trầm lặng một hồi lâu. Sờ sờ mũi, rồi mở miệng không biết xấu hổ. Thế này không phải là nàng đang nói ta chứ? 4 tên đạo tặc soạt một tiếng mặt liền đen kịt, rất muốn hỏi trong túi Phong Phi Vân có mang đủ tiền hay không, nếu muốn xưng là trẻ tuổi lắm tiền, hẳn cũng sẽ mang đủ kim tệ để tiêu xài. Kỳ thật không chỉ có là Phong Phi Vân, mà ngay cả mấy tên đạo tặc khác, giờ phút này đều đã bị kích động không thôi, rất muốn thấy tận mắt nhìn thấy Nam Cung Hồng Nhan này một phen. Xem rốt cuộc xinh đẹp đến tình trạng như thế nào mà lại đưa ra điều kiện cao như thế. Nếu không, chúng ta đi Tam Huyền Môn thu mua linh thạch trước, như vậy cũng có đủ kim tệ, cũng không phải lo lắng, không sợ Nam Cung Hồng Nhan nàng không chịu gặp chúng ta. Sắc mặt Vương Mãnh đỏ lên, hiển nhiên là đã động tâm. Nếu như là buổi tối hôm nay không thấy được Nam Cung Hồng Nhan, chỉ sợ là hắn vô phương ngủ được. Còn 3 tên đạo tặc khác tự nhiên cũng là nghĩ như vậy. Phong Phi Vân nhìn qua sắc trời một chút, lắc đầu đáp. Tam Huyền Môn đâu phải là dễ trêu chọc như vậy, bên trong chính là có 38 vị trưởng lão cảnh giới thần cơ, hơn nữa trận pháp vô số, ý định giết người nặng nề. Nếu chúng ta tùy tiện xông vào, tất nhiên sẽ không có được gì hay. Ánh mắt Phong Phi Vân bỗng nhiên sáng lên, hắn nhìn về hướng đối diện Tuyệt Sắc Lâu,
ở bên đó lại cũng có một tòa nhà gỗ cao lớn hoa lệ, so sánh tuyệt sắc lâu cũng không thấp hơn chút nào. Trên đó có gắn một tấm biển gỗ sơn xanh với ba chữ Ngân Câu Phường. Khóe miệng Phong Phi Vân có hơi nhếch lên, hắn cười nói. Ta có biện pháp, các ngươi ở chỗ này chờ ta chỉ chốc lát, ta cần phải đi kiếm 10 vạn mai kim tệ đến. 10 vạn mai kim tệ. Bốn tên đạo tặc cả kinh, đây chính là một khoản đủ lớn, đủ để cho người dùng tới 10 đời. Lưu thân sinh tích góp hơn 10 năm cũng chỉ có vạn mai kim tệ. Lại nhìn thấy Phong Phi Vân chạy về hướng Ngân Câu Phường, mấy tên đạo tặc càng là bị dọa đến hoảng sợ. Hắn sẽ không ngây ngốc định đi cướp bóc Ngân Câu Phường. Vì đi chơi gái, hà tất phải mạo hiểm lớn như vậy. Bốn tên đạo tặc đều cảm giác được Phong Phi Vân thật sự quá phúc hậu, không chỉ có giảng nghĩa khí, hơn nữa lá gan đủ lớn. Cộc cộc, Phong Phi Vân gõ thanh gỗ gọi cửa Ngân Câu Phường mấy cái, sau đó đi vào. Trưởng quỹ, ta có một thứ gì đó nghĩ muốn thế chấp ở đây. Người đánh giá giá cả cho ta, trong vòng 3 ngày ta sẽ trở về chuộc đồ. Phong Phi Vân lấy ra một giọt linh tuyền, nghĩ muốn tạm thời đem thế chấp linh tuyền ở chỗ này, chờ sau khi đánh cướp Tam Huyền Môn thì trở lại chuộc đồ. Lão trưởng quỹ một mực vùi đầu vào sổ sách chậm rãi ngẩng đầu lên, có hơi liếc mắt nhìn Phong Phi Vân. Bỗng nhiên, đồng tử trợn lên một cái, trên mặt hiện ra nụ cười ngoác đến mang tai. Nụ cười này quả thực là cười đến có hơi khoa trương, thật giống như thấy một vị tài thần. Phàm là có thể trở thành chủ sự trưởng quỹ Ngân Câu Phường, đều không phải người bình thường. Đôi mắt liền như hỏa nhãn kim tinh, cực kỳ sắc bén. Chỉ cần bọn họ liếc mắt nhìn khách nhân, coi như cách mấy chục năm thì cũng vẫn có thể nhận ra người này. Trong lòng Phong Phi Vân cảm thấy không hiểu ra sao cả. Chủ sự trưởng quỹ Ngân Câu Phường đều là người có tầm mắt cực cao. Coi như thấy thần bảo đến mức như linh tuyền này thì cũng không nên thất thố như vậy, cười đến quỷ dị như vậy. Ông lão này làm thế nào lại có vẻ quen thuộc như vậy? Hắc hắc, Phong thiếu gia, đã lâu không gặp. Trịnh Đông Lưu cười đến rất là hài lòng, vội vàng hạ lệnh tôi tớ bưng lên trà thơm thượng hảo hạng, cung kính đưa đến trong tay Phong Phi Vân. Cung kính đến có hơi không bình thường, thật giống như người hầu đang dâng trà cho chủ nhân. Ngươi là, Trịnh chủ sự. Không phải ngươi ở tại thành Linh Châu, làm thế nào lại đến Phong Hỏa Liên Thành? Phong Phi Vân mặc dù nhận ra được ngay Trịnh Đông Lưu, nhưng mà trong lòng lại càng không giải thích được. Chính mình hiện tại đều nghèo túng thành dáng vẻ như thế này, hơn nữa lúc ở tại Phủ Nam Thái quả thực chính là mọi người hô đánh, rất nhiều thế lực lớn đều muốn giết chết hắn. Ngân Câu Phường thông thạo tin tức, không có khả năng không biết hiện trạng của hắn. Vì sao sau khi đoán được thân phận của hắn, vẫn còn cung kính như vậy đối với hắn. Điều này làm cho trong lòng Phong Phi Vân sinh ra cảnh giác, Ngân Câu Phường chính là nơi làm việc buôn bán, lợi ích trên hết. Nếu như Trịnh Đông Lưu bán tin hành tung của hắn đi ra ngoài, như vậy nếu có người muốn giết hắn, chỉ sợ sẽ điên cuồng chạy đến. Trên đời này người miệng nam mô, bụng bồ dao găm thật sự quá nhiều. Ha ha, đều là tứ tiểu thư đề bạt, ta mới có thể đi ra khỏi loại địa phương nho nhỏ như thành Linh Châu. Điểm này, chẳng lẽ tứ tiểu thư chưa nói với cô ra ngài? Trịnh Đông Lưu hỏi lại. Phốc! Phong Phi Vân tức thì phun hết nước trà vừa uống, văng cả lên mặt Trịnh Đông Lưu mà kinh ngạc hỏi. Vừa rồi ngươi gọi cái gì? Cô ra à? Trịnh Đông Lưu dùng vạt áo lau khô trà vụn trên mặt, mà không tức giận chút nào. Lão vẫn cứ nở nụ cười mà nói. Hiện nay khắp các chi nhánh cả Ngân Câu Phường, ai mà không biết chuyện của Phong thiếu gia và tứ tiểu thư? Mà ngay cả Đông Phương thiếu gia đều chấp nhận chuyện này, nếu như ai có thể thăm dò được tin tức của cô ra ngài, liền có cơ hội đến Ngân Câu Tổng Phường làm việc. Trịnh Đông Lưu ta thật sự là nhân phẩm bạo phát, không ngờ lại khiến cho ta gặp được cô ra trong biển người mênh mông vô tận. Nếu như tứ tiểu thư đã biết chuyện này, chỉ sợ sẽ cực kỳ vui mừng. Phong Phi Vân trực tiếp sững sờ ngây ra ngay tại chỗ, trong lòng vắt óc suy nghĩ. Cô nàng chết tiệt Đông Phương Kính Nguyệt kia quả nhiên lòng dạ hẹp hòi. Ta tâm không chết, đều đã nói xóa bỏ ân oán, lại vẫn còn thăm dò tin tức của ta. Đừng cho là ta không biết những thủ đoạn nhỏ này của nàng, thực sự nếu như để cho nàng đã biết hành tung của ta, không biết sẽ phái bao nhiêu cao thủ tới giết ta. Những ân oán cừu hận này, Phong Phi Vân tự nhiên sẽ không nói cho Trịnh Đông Lưu nghe. Ha ha, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Phong Phi Vân cười đến có hơi mất tự nhiên, rồi nói. Trịnh chủ sự.
ngươi nhìn giọt linh tuyền này đáng giá bao nhiêu tiền, nếu không ta trước cứ đặt ở đây để đổi lấy một chút kim tệ. Cô ra hiện tại rất cần dùng tiền. Trịnh Đông Lưu con ngươi vừa đảo, lộ ra có vẻ đã hiểu. Đúng vậy. Phong Phi Vân đương nhiên sẽ không nói cho hắn, chính mình phải đi dạo kỹ viện. Cô ra, tương lai ngài chính là nửa chủ nhân của gia tộc Ngân Câu, những kẻ làm gia nhân chúng ta đây nào dám thu hoạch vật của ngài. Không cần đến tiền, việc nhỏ mọn ấy liền giao cho lão Trịnh ta. Trịnh Đông Lưu chính là so với ai khác đều biết rõ ràng địa vị của Đông Phương Kính Nguyệt tại gia tộc Ngân Câu. Nịnh bợ Phong Phi Vân, tuyệt đối là không có sai. Chả mấy chốc có hai người hầu bê một cái hộp sắt cao to, từ bên trong đi ra. Trịnh Đông Lưu trực tiếp mở hộp sắt lớn ra, cả một tảng lớn ánh vàng rực rỡ liền từ đột ngột hắt ra từ bên trong, lóng lánh chói mắt, khiến cho cả phòng đều nhuộm thành màu vàng. Trong dương này là tiền giấy và kim tệ, tổng cộng số lượng 2.800 vạn mai kim tệ. Cô ra, ngài nhìn có đủ hay không? Không đủ, ta sẽ tìm người đi kiếm thêm. Trịnh Đông Lưu mặt mày tươi cười, cung kính khom người, a dua không thôi. Phong Phi Vân nhìn chăm chú ánh kim quang lấp lánh cả một dương tiền giấy và kim tệ. Đúng là ngây ra rất lâu, rồi mới hít một hơi thật sâu. Mẹ nó, gia tộc Ngân Câu không hổ là gia tộc giàu có nhất thiên hạ, vẻn vẹn chỉ là một chi nhánh Ngân Câu phường đã có thể một lần xuất ra nhiều kim tệ như vậy. Cả thần Tấn Vương Triều thì Ngân Câu phường sợ là có đến trên vạn cái, vậy sẽ có bao nhiêu tiền? 2.800 vạn mai kim tệ. Chỉ sợ cũng xem như moi trống rỗng của cải ở một đại hình thiên môn mà cũng đều không lấy ra được nhiều của cải như vậy. Hẳn là đủ rồi. Phong Phi Vân nuốt nuốt nước miếng đáp lại, phía sau không hề nói thêm. Đi dạo kỹ viện mà thôi. Phong Phi Vân mặc y phục bị thủng lỗ chỗ, đã không biết bao nhiêu ngày chưa tắm rửa, trên mặt đầy bùn đất, đầu tóc như rơm rạ, còn có vài cái lá cây vương ở trên đầu. Dưới chân thậm chí ngay cả giày cũng đều không có một đôi. Tựa như là một tên ăn mày. Nhưng mà ở trên vai hắn lại khiêng một cái dương sắt khổng lồ, mới chỉ là vỏ dương liền đã nặng ơ mây trăm cân, mà bên trong lại càng chứa kim phiếu cùng kim tệ có giá trị 2.800 vạn mai kim tệ. Hắn là mang theo dương sắt đi tới kỹ viện. Lúc này sắc trời đã bắt đầu tối dần, bên ngoài tuyệt sắc lâu răng đèn kết hoa, oanh oanh yến yến, dòng người như dệt, vô luận là tài tuấn của tiên môn đến đây hay là thương nhân giàu có một phương cũng là đầy mặt tươi cười. Nơi này là đất cực lạc của nam nhân, tầm hoa vấn liễu, đàm phong vọng nguyệt, tự nhiên là nên cười nhiều một chút rồi. Bốn tên đạo tặc đứng ở trước tuyệt sắc lâu, đã đợi đến có chút nhàm chán rồi. Phu cửu xa xa đã nhìn thấy Phong Phi Vân, nhất thời vui mừng, hét lớn. Đại Ngưu, người cuối cùng trở lại rồi, lần này kiếm được bao nhiêu kim tệ. Phong Phi Vân từ trên đường cái náo nhiệt đi tới. Trực tiếp đem dương sắt đủ để khiến người đều bị áp xuống ở trên vai ném tới, Phu Cửu dùng hai tay vững vàng tiếp lấy, cảm nhận được sức nặng trong dương sắt, nghe được tiếng va chạm của kim tệ ở bên trong phát ra. Ha ha, sức nặng này ít nhất cũng là 3 vạn mai kim tệ. Phu Cửu cười phá lên, cũng không biết là trong cái dương sắt kia không chỉ có kim tệ, còn có kim phiếu. Lưu Thân Sinh, Vương Mãnh, Lạc Đà Tử đều là dùng ánh mắt bội phục nhìn Phong Phi Vân. Không tới nửa canh giờ liền có thể lấy tới 3 vạn mai kim tệ, quả thực chính là thần nhân A. Phải biết rằng Lưu Thân Sinh làm đạo tặc hơn 10 năm, tất cả tiền cất chứ cộng lại cũng chỉ là 1 vạn mai kim tệ, nhưng mà Phong Đại Ngưu vẻn vẹn chỉ là đi một vòng rồi quay về, liền lấy đến 3 vạn mai kim tệ, đây chính là chênh lệch giữa người với người. Tam đương gia nói rất đúng, theo Đại Ngưu lăn lộn quả nhiên sẽ không tệ. Phong Phi Vân chỉ là khẽ gật đầu cười cười. Cũng không nói cho bọn hắn ở bên trong dương sắt rốt cuộc có bao nhiêu kim tệ, một nhóm 5 người lấy Phong Phi Vân cầm đầu liền hướng tuyệt sắc lâu đi tới. 5 người bọn họ ăn mặc thật sự là không tốt hơn bao nhiêu so với ăn mày, vốn là một vị quy nô của tuyệt sắc lâu muốn ngăn cản bọn họ, không muốn cho bọn họ xông vào, nhưng mà Phong Phi Vân trực tiếp từ trong lồng ngực lấy ra một cái kim tệ, nhét vào trong tay của hắn. Vị quy nô này nhất thời há hốc mồm, kích động đến thiếu chút nữa rơi lệ. Cung kính đem 5 người Phong Phi Vân mời đến trên một gian phòng trang nhã ở tầng thứ 5. Tuyệt sắc lâu tổng cộng có 7 tầng, có thể đem 5 người Phong Phi Vân mời lên đến tầng thứ 5, đó cũng là thấy bọn họ xuất thủ hào sảng. Tuyệt sắc lâu chúng ta chính là phong hỏa liên thành, thậm chí là đất tiêu giao nhất của cả Nam Thái Phủ, chỉ cần có tiền, ở chỗ này cái gì cũng có thể mua được, có thể thỏa mãn bất kỳ nhu cầu nào của khách nhân.
Tên Quy Nô kia khom lưng nịnh nọt cười nói. Phong Phi Vân ngồi ở trung ương của nhã gian, đưa lưng về phía một bức sơn thủy họa quyển, họa công tinh trạm này ít nhất cũng phải có mấy vạn đồng mới có thể mua được một bức. Vương Mãnh đã không đợi được nữa, thanh âm tục tằng, vỗ bàn một cái, hét lớn. Vậy ngươi đi gọi Nam Cung Hồng Nhan đến đây cho lão tử, lão đại của chúng ta muốn nàng tới đây bồi rượu. Một cái vỗ này của hắn lực đạo 10 phần, thiếu chút nữa đập vỡ cái bàn làm bằng thủy ngọc cương kia, phát ra thanh âm khổng lồ, khiến tên quân nô kia trực tiếp sợ đến quỳ ở trên mặt đất. Khách, khách quan, Nam Cung cô nương là không bồi rượu, hơn nữa nàng cũng sẽ không lộ diện. Tên quỳ nô kia ở trên mặt đất lạnh run, len lén nhìn thoáng qua cánh tay thô to như bát cơm kia của Vương Mãnh, nhất thời vội vàng cúi đầu. Vậy cút mau. Vương Mãnh bỗng nhiên đứng dậy, liền muốn dùng một cước đá bay tên quỳ nô này, nhưng mà lại bị Lưu Thân Sinh đè lại một cái, hướng về phía quỳ nô kia phân phó một câu. Đi an bài bốn cô nương cầm sắt tinh trạm đến đánh đàn mua vui cho chúng ta, mặt khác lại gọi năm cô nương trẻ tuổi xinh đẹp tới bồi chúng ta uống rượu. Lưu Thân Sinh hiển nhiên cũng không phải là lần đầu tới nơi này uống hoa tử, đối với quy củ nơi này biết rất rõ. Lúc này Quy Nô kia mới thở phào nhẹ nhõm, liền lăn một vòng đi ra ngoài, sau đó đem cửa của nhã gian đóng lại. Ta dựa vào, Lưu Thân Sinh, con mẹ nó, phẩm vị của ngươi cũng quá nhỏ rồi, cho dù không gặp được Nam Cung Hồng Nhan, để cho tên kia mang mỹ nhân xếp hạng trước 10 tới bồi rượu mới tốt ha. Ngươi tùy tiện tìm hai cái mặt hàng hạ đẳng liền muốn đuổi chúng ta đi. Tức giận trong lòng Vương Mãnh khó tiêu. Phong Phi Vân cùng Lưu Thân Sinh đều là nhẹ nhàng uống rượu, lộ ra vẻ rất là bình tĩnh, trên mặt còn mang theo nụ cười. Ngươi lần đầu tiên tới đây, ta không trách ngươi. Sau khi Lưu Thân Sinh uống một chén rượu, lại nói. Phàm là mỹ nhân xếp hạng trước 10 đều là nữ tử cấp bậc tuyệt sắc khuynh thành, bàn về tu vi. Trong các nàng nói không chừng có người cao hơn so với ngươi, bàn về tài nghệ, ngươi ngay cả số lẻ của các nàng cũng đều không bằng, bàn về lực hiệu triệu, chỉ cần các nàng nói một câu liền có vô số cao thủ nguyện ý bán mạng vì các nàng. Phong Phi Vân vuốt vuốt chén rượu, cười nói. Có đôi khi một câu nói của nữ nhân thiên tư tuyệt sắc có thể khiến cho cự kình đều vì thế mà dâng mạng, đây mới là chỗ lợi hại chân chính của các nàng. Lưu Thân Sinh gật đầu, nói. Cũng chính bởi vì như vậy. Mỹ nhân xếp hạng trước 10 của tuyệt sắc lâu là một người so với một người càng có ngạo khí, nhiều khi căn bản là không hành nghề, mà cho dù là hành nghề cũng cần đấu giá mới có thể tranh giành được các nàng tới tay. Người nào ra giá càng cao, đêm đó các nàng sẽ theo người đó. Lạc Đà Tử nói, nếu như ngươi có thể ra cái giá trên trời, các nàng có thể ngủ với ngươi. Lưu Thân Sinh nhếch miệng cười một tiếng, nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 9.